Hello, xong coi thử cái mạng nó có ổn không. Vô coi thử mạng ổn không. Vô coi thử mạng ổn không. Chui vô tích nóc luôn, sợ wifi nó không có mấy chị. Bà nói bữa nay mấy giờ bà mới hấp cửa ta? 10 rưỡi hết 11 giờ ta? 10 rưỡi hết 11 rưỡi gì? Chút bà hỏi bà thử nhỏ bà là bà khi nào bà đóng cửa thì mình ra tới khi đó. Bà đóng sớm, mình đi sớm mà bà đóng trễ mình thì trễ. Bữa đó mình nói bà là đi, mình làm bán được nhiều hàng nên là kêu bà thông cảm giùm nha. Giờ liên lai thêm cái chiếc nữa. Hello, 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 hello. Mấy chị ơi, bữa nay em có săn thêm mã quần lót cho mấy chị nữa rồi. Bữa nay em có săn thêm quần lót cho mấy chị nữa nha. Chị nào ôm quần lót đợi em chút xíu nha mấy chị ơi. Mấy chị ơi coi giùm em rõ không nha mấy chị. Tại vì á họ em chui vô trong cái góc á mấy chị. Trong một cái góc khúc rất là kẹt luôn. Nha mấy chị nha, trong cái hốc kẹt luôn mấy chị. Cho nên là mấy chị coi giùm em thử sổ wifi nó không có bị, nó không có phát tới ấy. Mà 3G của em nó hết bữa giờ rồi. Cho nên là mấy chị coi giùm em thử nha. Bữa nay có quần lót nữa mấy chị. Đơn của em lên còn thiếu 672 nha. Thiếu 672 hả? Chị inbox qua tin nhắn giùm em nha, Nguyễn Bách ơi, inbox qua tin nhắn giùm em nha chị. Nó lên đơn rồi, khi hàng gì là nó đi đơn luôn. Có quần lót to không? Nó tới 65 kg cho chị à. À Lê Bích hỏi tới 65 kg em, tới 65 kg em. 65 kg quần của hãng nó luôn, xích to hết luôn. Đang ở ở quần đỡ khâu quần lót của lớn luôn nha mấy chị nha. Trời ơi, mấy chị ơi cho em xin một nút chia sẻ like với. Mấy chị có thể giúp giùm em được không? Giúp giùm em một nút chia sẻ like với nha mấy chị nha. Chết rồi, wifi yếu rồi mấy chị ơi. Chết rồi mấy chị ơi, wifi yếu rồi. Mấy chị à, mấy chị coi giùm em thử nha. Em không biết wifi có bị yếu không nữa chứ. Chồng coi thử wifi có bị yếu không chồng. Tại mấy chị biết sao không? Em chui vô trong cái kẹt nó góc hơi khúc á. Nên là em sợ wifi nó phát không có tới. Mấy chị ơi cho em xin một nút chia sẻ like nha mấy chị nha. Mấy chị giúp giùm em thử là xem rõ không nha mấy chị. Do em không có biết có coi rõ hay không nữa. Em phải vô trong cái góc khuất em like ấy. Cho nên là em sợ nó không có được rõ mọi người. Cho em xin một nút chia sẻ like nha mấy chị ơi. Cho em xin một nút chia sẻ like nha. Mấy chị ơi xem giúp em thử rõ không mấy chị. Xem giúp em thử rõ không nha mọi người ơi. Rõ không mấy chị? Inbox rồi mà không thấy trả lời. Người ta được mà cứ gọi à, người ta được mà cứ gọi dạ anh. À anh cứ inbox qua tin nhắn giúp em nha. Anh cứ inbox qua tin nhắn giùm em nha. Em đâu biết đâu. Thường á mấy chị còn lấy cái nick của con trai hoặc chồng á đặt hàng á. Cho nên nó họ thường á em hay gọi bằng bằng chị không á, cho nên là không biết. Thôi thông cảm giùm em ha. Nhớ nha chồng Nguyễn Bách là nam nha. Rồi nha mấy chị ơi lên giùm em. Lên giùm em nha mấy chị ơi, lên giùm em nha mọi người ơi. Lên giùm em nha mấy chị ơi, lên giùm em. Ô mấy chị cho em xin một nút chia sẻ like với nha mọi người ơi. Giúp giùm em một nút chia sẻ like với nha mấy chị nha. Gì? Áo Thái Nam hàng đẹp. Chị, em đang ở kho đồ lót của người ta. Không có like áo được chị. Áo vú đi nha. Áo vú đi. Bây giờ là không có cái gì chở mấy ổng hết á, có dép mới này em lấy em đem theo bảo dép. Em đang ở kho đồ lót, ngoài đồ lót ra áo lót quần lót với lại em có đem thêm mấy đôi dép mà ít đôi thôi nha mấy chị nha. Em like ký mấy chị được, với lại trong ba lô này em kèm thêm ít đồ trong ba lô này thì được, còn ngoài ra nó không có áo thun quần rin không có cái gì trơn nha mấy chị nha. Em đang ở kho đồ lót mà chứ em đâu có phải là ở ở ở tại khách sạn đâu. Em ở tại khách sạn thì em gom em like cho mấy chị được ha. Uống trà sữa Thái không mấy chị? Uống trà sữa Thái không? Uống trà sữa Thái không mấy chị ơi? Uống trà sữa Thái không mấy chị? Quá đã quá đã. Quá đã mấy chưa? Lên giùm em nha mấy chị nha, lên giùm em. Rõ không mấy chị ơi, rõ không mọi người, rõ không? Chồng coi thử nó còn nhảy comment ở bên đó, nó còn nhảy comment không? Rồi, bây giờ em lên nha. Hôm nay nha mấy chị ơi, nhớ nha, vô đầu like mình, đầu like mình phải làm gì làm phải săn ngay cái mã hàng. Cái mã gì ta?
Mấy chị phải sang ngay cái mã, cái mã này nè mấy chị, cái mã huyền thoại này nè, cái mã là nó kháng khuẩn cho mấy chị này trước nha mấy chị nha. Xong rồi áo vú thì nó có mấy mã này, đợi em chút xíu hôm nay mấy chị quần lót nha, để em lên cho mấy chị mấy cái mã này trước ạ. Áo vú siêu vip nha mấy chị ơi, áo vú siêu vip. Mọi người ơi, cho em xin một nút chia sẻ like với mấy chị. Ê sao bữa nay tương tác gì kỳ trời, tương tác gì mà có 90 mấy người vậy ta. Giúp giùm em một nút chia sẻ like với mấy chị ơi, giúp giùm em nha, giúp giùm em một nút chia sẻ like nha mấy chị, cho nó có lượng tương tác thôi mấy chị ơi, cho nó có lượng tương tác giùm em nha. À, không nhảy comment luôn mấy chị ơi, chấm giùm em tương tác giùm em với mấy chị, cho nó có cái lượng tương tác thôi mấy chị. À, chứ không nó bị ẩn cái comment của mình đó mấy chị ạ. À, giúp giùm em nha mọi người ơi, giúp giùm em ha, giúp giùm em nha mấy chị nha, giúp giùm em ạ. À, rồi lên giùm em nha mấy chị nha, lên giùm em nè. À, rõ em đã chia sẻ, cảm ơn chị nhiều nè. Mấy chị ơi coi giùm em nè, mình nhìn cái áo vú nó đẹp dữ lắm mấy chị, nghe em đi. Hôm nay họ săn sale rất là rẻ cho mấy chị luôn nha mấy chị. Bây giờ là mình đã tới tận kho nó rồi, chứ nó không có cái lý do gì mà mấy chị còn phải là ờ thì ơi, áo vú hàng của Thái hay là của Việt Nam hay này kia. Ê không còn cái gì nữa đâu nha mấy chị nha, em đã tới tận kho nó rồi. Nè mấy chị coi giùm em nè, đây nha mấy chị nha. Bây giờ có nhiều chị ở đây là khách quen của em, nhiều chị nè. Có chị thì nó có, em ship mấy chị có cái bọc của hàng ship hết luôn. Có chị thì không có, tại vì mấy chị biết sao, một bọc như thế này nó có nhiều cái, mấy chị coi nè. Toàn là, nè mấy chị coi giùm em nè, thấy chưa, của hàng ship hết hết nha mấy chị nha, của hàng ship hết hết. Nhưng mà, có, tại vì mấy chị biết không, có nhiều chị á là với lại cái bịch bóng đó, gỡ băng keo nó ra một lần nó hay bị tuột á, cho nên thường là em sẽ không có, em ship tới mấy chị là không có cái bịch này. Nhưng mà mấy chị coi giùm em nè, thứ nhất mấy chị coi em nè, lúc nào nó cũng có hai tem, một cái tem chính và một cái tem phụ. Cái này tem chính và cái này là tem phụ dùm cho em nè, đây đó nha mấy chị nha. Cái thứ hai này mấy chị, hàng tất cả áo vú mấy chị em nhập về quần lót cũng vậy, em nhập về máy mấy chị toàn bộ từ cái cửa hàng này ra, là bởi vì mấy chị biết vì sao không, nó chính hãng, với lại mình đã qua tận nơi, mình vô tận kho nó rồi nha mấy chị nha, mình không có cần phải lo lắng gì hết nha mấy chị. Mọi người yên tâm, cực kỳ yên tâm luôn, tại vì giờ tới tận nơi rồi. Em đối mấy chị, em không lấy nhiều là cho em, nó cho em like tại đây, không bao giờ có chuyện đó đâu mấy chị, em nói thật sự luôn nha mấy chị nha. Thử có nhiều chị mà nhiều chỗ khác đi mấy chị, nó tới được mình nó like được cái áo vú tận nơi này mấy chị, ít lắm nha mấy chị nha, ít, rất là ít luôn. Tại vì mấy chị biết sao, mấy chị phải mua được số lượng nhiều, mấy chị phải là khách hàng VIP của người ta, mấy chị phải mua được số lượng của họ. Em nói thiệt mấy chị, áo vú mấy chị tin em lấy một lần 500 triệu thì áo vú không mấy chị nha mấy chị nha. Mà có người nhắn tin kêu gửi thì chị sợ người khác nên không dám nhắn tin hay chưa được. Em mua hàng đầu tiên nên không biết là sao, bữa chị có đặt hàng của em mà có người kêu nhắn tin kêu gửi địa chỉ mà chị sợ người khác nên không dám dám cho bên em nhắn tin hay gọi điện chốt đơn vậy em. Ủa chị ơi, chị sợ là chị cứ nhắn qua trang bay của em đi chị. Ủa cái gì đâu sợ mấy chị ơi, cái gì đâu mà sợ, bây giờ chốt hàng gọi điện là chuyện bình thường mà chị. Cái thứ hai này mấy chị yên tâm nhất này mấy chị nha, Mai Phạm ơi, bây giờ em đang ở vú mà kêu em trơn là gì chị? Bây giờ em đang ở vú, chẳng lý em tha áo quên, chẳng lý em tha hàng của cái hàng khác em tới em bán mấy chị. Thiệt sự luôn, tôi lén lia mấy đôi dép mà tôi còn ngại muốn chết đây nè. Chẳng lý bơm nguyên cả cái đống áo tôi tới đây tôi la trời. Mấy chị ơi, em đang ở áo vú, mấy chị hỏi áo vú đi nha. Mình hỏi áo vú đi, quần lót áo vú đi mấy chị. Ừ, mình liên quan tới áo vú đi. Em cứ status em đang ở kho áo vú tại Thái Lan nha mấy chị nha. Không phải là em đang ở kho áo quần của Thái Lan nha mấy chị. Em đang ở kho áo lót Thái Lan. Ừ, mình liên quan tới áo lót, quần lót. Ừ, mấy chị hỏi em nha mấy chị nha, chứ còn đang ở kho áo lót của người ta mà mấy chị hỏi em là áo thun này áo thun kia, quần này quần kia sao có nha mấy chị nha. Dạ chị đi chơi đi chị Nguyễn Hương ơi, đi chơi đi chút có thời gian thì coi sau như chị hoặc coi lại like giùm em nha. Rồi nha mấy chị nha, chứ mấy chị nôn là mấy chị đặt hàng không được đâu, em tính em nói nhiều lắm mấy chị ha, thông cảm giùm em nha. À, không có như chị quên Lê Bích ơi, ủa áo ngực trắng mút mỏng hả? Không có ngực trắng mút mỏng rồi, quần lót y chế. Đợi chị xíu bây giờ em lên áo vú trước nha mấy chị, bây giờ em lên áo vú trước nè. Thứ nhất em đang ở tận kho áo vú, cho nên là mấy chị nào hỏi cái những chuyện liên quan ngoài cái áo vú em không có nha mấy chị nha, như áo thun hay này kia là em không có nha. Cái thứ hai này mấy chị, bây giờ đã ở tận nơi rồi mấy chị bớt hỏi câu ừ thủy ơi chính hãng hay không nữa. Mấy chị ơi, em đang ở tận kho rồi, không tin mấy chị chạy qua đây đi mấy chị coi thử nó có chính hãng hay không nha mấy chị nha, chứ đừng có hỏi mấy cái câu đó em dễ nổ quạo lắm nha mấy chị. Ừ, đi tới tận nơi rồi mấy chị đi ra chợ mấy chị hỏi thì còn có lý cho mấy chị nha, chứ còn ở trong hãng của người ta rồi còn hỏi cái câu thủy ơi nó có chính hãng hay không nữa
nha mấy chị nha, hỏi cái câu đó dễ quạo lắm mấy chị ha. Bây giờ em like áo chú trước, em ân like cái nào em like nha mọi người, không theo yêu cầu, em không có theo yêu cầu qua hết trơn á nha, không theo yêu cầu qua hết. Bây giờ áo vú này em lên cho mấy chị là hàng nano vip trước, bởi vì mấy chị thường á là em cho mấy chị coi trước cái hàng vip trước, tại vì hàng vip nó đang sale cực kỳ rẻ luôn, 480.000 một cái, mà em đang hiện tại gom sale cho mấy chị tận gốc luôn là còn 135.000 một cái áo vú nha, 135.000 một cái áo vú. Coi giùm em nè, nano kháng khuẩn, nó có một cái lớp kháng khuẩn nó nha mấy chị nha, cho nên mấy chị mặc nó lâu cũ cực kỳ luôn. Cái thứ hai này mấy chị, áo vú mấy chị mặc nó mới hoài luôn mấy chị. Cái thứ hai mấy chị mặc vô người, cái này nó là hàng VIP rồi, mấy chị mặc vô người chỉ cần nó hơi cứng một chút xíu, em nói ở đây nha, hơi cứng thôi nha mấy chị nha, hơi cứng một chút xíu thôi em cho mấy chị trả hàng luôn, không cần phải nói nhiều, hơi cứng thôi nha mấy chị nha, em nói hơi cứng chứ không nói tới cái vấn đề bị cứng, hơi cứng thôi em cho mấy chị nha, em cho mấy chị trả hàng luôn. Cái thứ ba, mấy chị mặc mà bị chảy áo ngực, chạy mà bị tuột áo ngực, chạy mới bị chạy áo ngực này, tuột áo ngực này, mấy chị mặc vô bị nóng này, bị khó chịu này, mặc bị cứng này, bị không êm này, mặc bị nóng này, bị khó chịu, em cho mấy chị trả hàng luôn. Nói chung nó đã là đắt tiền nhất rồi mấy chị, tem thẻ đen giùm cho em, nó là thuộc hàng tem thẻ đen cho nên là cực kỳ đắt tiền nhưng mấy chị nha, 480.000 bữa nay gom sale mấy chị tặng cùng cái giá luôn, là nó chỉ có giá 135.000 một cái, bởi vì nó hàng sale cho nên nó sẽ bị lẻ sai, nó chỉ có size 34 và 36 thôi nha mấy chị nha, bởi vì nó là hàng sale cho nên nó lẻ sai, chỉ có size 34 và 36. Chị nào vừa cái size này mấy chị ủng hộ em ha, 34 hoặc 36 thôi, không có size to hơn và không có size nhỏ hơn. Cái thứ hai nó cũng lẻ màu luôn, cho nên bây giờ em lên cho mấy chị 4 màu, có màu nào mình gom màu đó nha mấy chị nha, chứ mấy chị là Thủy ơi, bắt buộc tao phải có 32 hoặc 38 là không có hàng mấy chị. Nếu mà đủ size là nó không có sale cho mình đâu. Cái này là em nói thiệt tình, nó đủ size là nó không có sale cho mình cái giá kinh khủng rẻ như thế này ha. Rồi nano màu đỏ em có size 34, 36, 135.000 một cái à. Rồi nano màu nâu em cũng có size 34, 36, giá của nó 480.000, em gom sale cho mấy chị còn 135.000 luôn. Chị nào ơn màu nâu lên cho em màu nâu. Mấy bà ơi nhìn ở bên trong giùm em cái đi mấy chị, mình nhìn là mình biết nó là VIP rồi nha mấy chị nha, mình nhìn là mình biết nó VIP rồi. Cái thứ nhất, cái thứ hai này mấy chị có cái mút của nó này, mút của nó là mút của hàng đúc nha mấy chị nha, nó cắt là gì hết chứ nó không có bị dán và nó không có gắn vô, cho nên là nó sẽ không có bị trặt phơm, có nghĩa là nó cắt là gì hết nha mấy chị nha, cho nên rất là sang luôn nha mấy chị. Rồi cái này là màu nâu, em có size 34, 36, 135.000 luôn. Rồi màu da em cũng có, trời ơi kinh khủng chưa, màu da em cũng có size 34 và 36. Mấy chị ghi giùm em nano VIP kèm cái màu kèm cái size nha, nano VIP kèm cái màu kèm cái size, trời ơi có 135.000. Tôi nói thiệt sự với mấy bà luôn, nó rẻ còn hơn hàng chợ ở Việt Nam luôn á. Mấy bà đi ra chợ mấy bà mua 160-170 ngàn cái áo vú, tôi đố mấy bà mặc được cái gì vậy nha. Cái thứ hai này mấy chị, nếu mấy chị mặc mà mấy chị so cái chất lượng, những chị nào mà đang mặc áo vú là từ 400-500 ngàn trở lên ấy, mấy chị từng hồi giờ mấy chị không có mặc hàng rẻ tiền được, mấy chị mua họ một lần 400-500 ngàn, nếu cái chất lượng này dưới 400-500 ngàn của mấy chị đang xài, tôi cho mấy bà trả hàng luôn, không cần phải nói nhiều nha mấy chị nha, bởi vì nó là chất lượng của nó là từ 480.000 lần chứ không phải là 135.000 mà em gom cho mấy chị giá hàng ship như thế này nha mấy chị nha, hàng sale như thế này ha. Nghe kỹ giùm em nha mấy chị nha. Mấy chị nghe em vậy trời, mút mỏng ở đâu ra vậy trời, nano làm gì có mút mỏng gì trời. Ủa sao nói cái gì, mấy chị muốn ân comment sao, mấy bà ân không ơi. Em ơi những chị nào mà không đúng comment em đừng có chốt nha 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 Hà nha, em không đúng comment em đừng có chốt, ông chị cái thì mệt quá. Mấy chị nghe kỹ giùm em đi mấy chị, cái này mỏng hả nào mấy chị. Mấy chị tự đặt không luôn á, cái này là mút vừa, nó có mút nhưng mà nó dạng vừa, nó chỉ tầm 3 phân thôi, không quá dày và không mỏng giùm cho em. Nha mấy chị, nano là hàng mút dày nhưng mà độ dày của nó vừa phải, không quá dày và không mỏng. Mấy chị comment giùm em đầy đủ nè. Thứ nhất là ghi giùm em nano VIP kèm màu kèm size, nó chỉ có size 34 và 36. Cái này nó là mút dày nhưng mà độ dày của nó vừa phải, nó không có quá dày và không mỏng. Có nghĩa là cái độ dày nó chỉ có 3 phân thôi. Cho nên là mấy chị nào mà muốn nó siêu dày là không có. Nhưng mấy chị nha, cái này là độ dày 3 phân. Chỉ cần mấy chị mặc vô là nó sẽ nâng trọn cái ngực của mình lên, bởi vì nó là hàng chính hãng cho nên cái phơm ngực nó rất là đẹp. Mấy chị mặc nó không bị bể phơm, hoặc là nó không bị hư phơm, hoặc là mấy chị mặc nó, mấy chị chính hãng là mấy chị mặc nó không bị đau ngực đau vú cho mấy chị luôn nha mấy chị nha. Nghe kỹ giùm em đi mấy chị, nano hàng VIP em có size 34 và 36, cái này là mút vừa nha mấy chị nha, chứ không có mỏng, nano không có mỏng nha mấy chị nha.
Rồi chị nào lấy lên giùm em ạ. Gửi giùm em là Nano VIP nè. Nhưng mấy chị nha, màu hồng em có size 34 và 36. Nano VIP màu da em có size 34 và 36. Trời ơi có 135.000 mấy bà ơi, tôi nói khang hơi khổ tiếng cái lời được vài ngàn. Rồi nha mấy chị nha, màu đỏ em có size 34 và 36 luôn. Chị nào ơn đỏ lên đỏ giùm em nha mấy chị nha. Rồi màu nâu em có size 34 và 36 luôn. 135.000 một cái giùm em nha. Nha mấy chị nha. Chị nào lấy lên giùm em ạ. Xuân Diệp Trương lên giùm em số điện thoại nha mấy chị. Xuân Diệp Trương lên giùm em số điện thoại nha. Rồi nha mấy chị, Nano VIP kèm cái màu nha mấy chị nha. Rồi nha mấy chị ơi, chị nào lấy giùm em ạ. Chị Thẩm Nguyễn, Nano không có màu xanh đâu chị. Mấy chị ơi đặt hàng, mấy chị lưu ý giùm em, mấy coi kỹ giùm em và nghe kỹ giúp em nha mấy chị nha. Mình đừng có đặt theo cái ý của mình nữa mấy chị. Cái ý của mình nó không có trong cái đống hàng này mấy chị. Cho nên là mấy chị nghe kỹ giùm em, sau đó mấy chị hãy đặt nha. Thiệt sự luôn mấy chị, nói nhiều em rất là mệt luôn mấy chị ơi. Tới ngày gần tới những ngày em đi về là em nó cực kỳ mệt luôn. Cho nên mấy chị nghe kỹ giùm em đi mấy chị, đừng có đặt theo tự ý của mình nữa mấy chị. Trong cái khuôn khổ nó có hàng thì em chốt. Nhưng mấy chị nha, chứ mấy chị đặt theo ý của mấy chị rồi lấy cái gì em chốt ha. Rồi cái xong cái gì cái đầu nó ủa, sao bên Thái nó like vậy rồi bây giờ nó có cái gì? Nhưng mấy chị nha. Nano VIP 4 áo size 34 là 4 màu ở nha chị Nguyễn Ban ơi. 4 áo là 4 màu đúng không chị? Nano VIP màu hồng màu da ok chị luôn. Nano VIP màu hồng màu nâu 36 ở đó thôi mấy chị, ghi rất là rõ ràng luôn. Thực sự rất là cảm ơn bắn tim nha, bắn tim. Tại vì mấy chị biết sao ghi rõ em đỡ nói mấy chị, em rất là mệt luôn á mấy chị ha. Rồi Nano màu nâu hàng VIP size 34 36, giá của nó chỉ có giá 135.000, rất là rẻ luôn á mấy chị. Mấy chị sờ vô nhận hàng xong, mấy chị nhận hàng xong, mấy chị sờ vô bên trong này cái da của nó nè mấy chị. Ở bên trong này mấy chị, cái phần này nè, nếu như nó không căng không mềm không mịn như da mặt, tôi cho mấy bà trả hàng luôn. Cái này là cái điều tôi cam kết danh dự với mấy bà luôn. Và đặc biệt tôi cho mấy bà trả hàng trước khi lột, kiểm tra hàng trước khi nhận. Không có lý do gì mấy bà sợ em thủy nó cái lừa mình không. Em không bao giờ mà em có công từ Việt Nam qua tới Thái Lan rồi tôi đi lừa cho mấy bà trơn á. Ủa tôi làm chi vậy, cho nó tốn tiền, tốn bạc, tốn công, tốn sức tôi. Rồi hỏi tôi cho mấy bà kiểm tra hàng rồi tôi làm vậy làm cái gì? Đúng không mấy chị? Không cho kiểm tra hàng mấy chị mới sợ. Còn đằng này người ta cho mình kiểm tra hàng, không có cái sợ cái gì hết trơn á. À, mình nó mà lừa mình không nhận hàng nó, dễ xong. Nha mấy chị nha. Nano màu da em không có màu vàng nha em ơi. Nha mấy chị nha. Đó, đen nữa. Ồ đen ở đâu ra? Chị coi giùm em đi chị. Nó mà có màu đen em không có mua được giá này đâu chị ơi. Mấy chị thấy không? Bởi vì ủa mấy chị không có hiểu được những lúc nó sale sao ta ơi. Em nói mấy chị nè, nó đủ màu, nó đủ size. Nó không bao giờ nó sale mình giá rẻ mấy chị à nha. Nó đủ màu, nó đủ size, nó không bao giờ sale cho mình giá rẻ. Nghe kỹ giùm em đi mấy chị. Bởi vì nó lẻ luôn cái màu đen rồi, nó chả có cái màu đen nữa mấy chị. Nó không có cái màu đen, nó cũng chả có cái size 32 luôn. Nó chỉ gom được cái size 34 và 36 mà nó cứ được 4 màu này thôi mấy chị. Đó mấy chị thấy chưa? À 34 này, 34 này, quên rồi, 34 36 34 36 34 36. Nó không có, nó bởi vì nó lẻ size. Còn chị tự động chị đặt màu đen rồi, màu đen đâu em đưa? Màu đen đâu em đưa chị mà chị tự động chị đặt như vậy. Rồi nha mấy chị nha, mấy chị nghe kỹ giùm em đi mấy chị nha, nghe kỹ giùm em cái nha mấy chị nha. Để tránh trường hợp em ít nói lại mấy chị, em mệt quá trời mệt luôn rồi. Nè, rồi nha mấy chị nha, rồi lên giùm em. Màu hồng Nano màu hồng em có size 34 36, giá của nó 135.000. Này mấy chị coi bên trong giùm em nè, mình coi bên trong giùm em nè mấy chị và em cho mấy chị kiểm tra hàng. Mấy chị coi nè, từ cái dập cái ly của nó tới cái phần cắt laser của nó ở đây nè mấy chị. Toàn bộ cắt laser tới cái form của nó nè mấy chị ơi. Nó đẹp dữ lắm. Mấy chị coi giùm em nè. Đây, nó rất là đẹp luôn nha mấy chị nha. Bởi vì mấy chị coi giùm em nè, bởi vì nó là VIP, đặc biệt là cái phần mút bên trong á, có nhiều chị á mình mua cái phần mút bên trong mấy chị về mặt mới có vài lần à, nó bị bung còi, bung gọng, bung bung cái áo vú mấy chị, mặt nó bị trật phơm, nó bị bỏ phơm đúng không? Mà áo vú mấy chị đâu có mua rẻ đâu. Mấy chị mua cũng hơn 150, 160, 170. Em nói thiệt mấy chế luôn, chế nào chưa tin em. Mấy bà chưa tin em mấy bà thử cái cũng được. Em nói thiệt sự, thử cái đi cũng được nha, thử cái hai cái gì cũng được, mua về đi, ok mấy chị mua tiếp nha mấy chị nha, không có sao hết trơn mấy chị, tại em đi Thái thường xuyên luôn nha mấy chị nha, mấy chị không cần phải lo đâu nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm em ạ. Rồi nha mấy chị nha, Nano VIP em có màu hồng em có size 34 36 này. Rồi Nano VIP màu nâu em có size 34 36 này. Nano VIP màu đỏ em có size 34 36 này. Nano VIP màu da em có size 34 36 này. Gom sale mấy chị chỉ có 135.000. Rồi chị nào ơn Nano VIP lên giùm em Nano VIP nha. Chị Võ Quỳnh Như ơi lên cho em cái màu đi chị ơi, bởi vì cho chọn màu. Như Thủy mặc size bao nhiêu em hả? Em mặc size 36 chị, có khi em mặc 34. Nhưng mấy bữa em lấy nhầm size 34 á, em vẫn mặc 34 luôn. Nhưng mà 36 em mặc cũng được luôn. Tại vì em 50 53 54 kg vậy chị.
Em á thì có khi em mặc 36, khi mặc em mặc 34, nói chung là được hết đó chị à. Như em mặc size 36, đang mặc trong người là size 34 này. Nhưng mà chị nha, nhưng mà cũng phải có mẫu á. Ôi lộn, có quên đó, nhiều khi á họ lấy 34 là em lấy lộn á. Bình thường em mặc 36 nhưng mà 34 em mặc này chị, nó không có bị cứng, cho dù mấy chị mặc cái eo ngực đó mấy chị mà nó hơi chặt chặt chút xíu, nó cũng không bao giờ nó bị cứng và đau ngực. Em nói ví dụ nha, bình thường mình mặc size 36 đi, cái bữa đó nó hết mẹ nó size 36 mình lấy 34 đi, tại vì đẹp quá, mấy chị mặc vô nó cũng không có bị cứng luôn, nó vip tới cái mức đó luôn mấy chị, bởi vì nó là hàng cao cấp và hàng đắt tiền nha mấy chị nha. Chứ còn những cái hàng khác thì em không bảo đảm, nhưng mà cái này này ok lắm, bởi vì nó mấy chị nó tới 400 mấy chục ngàn lận nha mấy chị nha. À áo nano mặc ok mà chất lượng lắm, em mắng tim chế này, cảm ơn chế rất là nhiều. Nano của Thái là em nói thiệt với chị, chỉ có cháy hàng thôi nha mọi người, cháy hàng liên tục luôn á nha mấy chị nha. Rồi lên giùm em nano, chị nào ơn nano lên giùm em nano nha. Rồi áo chị thử cho em áo màu da 36, ok em phải ghi chữ nano vô nha. Nano vip màu nâu, màu hồng, màu đỏ, ok chị luôn. Nano vip 34, 2 nâu, 1 hồng, dạ ok chị luôn. Nano VIP size 36, Hương Nguyễn có size chưa? Rồi ok chị luôn. Rồi nhưng mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm em mà, chị nào lấy giùm em mà. Nhưng mấy chị, như mấy chị mà có tầm 52-51kg mà cái ngực của mấy chị nó lép quá, lép mấy chị mặc 34 thôi, thiệt á. Còn chị nào mà 60kg mấy chị, mà họ bình thường mấy chị mặc size 38, nhưng mà cái vú của mình hơi lép lép nhỏ nhỏ, mấy chị mặc 36 cũng được luôn á. Nhưng mấy chị ok lắm. Rồi chị nào lấy lên giùm em áo vú như mấy chị nha. Áo vú kèm cái màu, kèm cái size. Rồi đó là hàng cái này là mút vừa nha mấy chị nha, mút vừa. À mút vừa hàng nano kháng khuẩn nha mấy chị nha. Quả wow, như hồng nào ok chị. 36 cái rộng nếu vừa thoải mái đội em qua 36 nha. Nay nóng nực mặc rộng cho thoải mái, Diệu Quốc 36 đi gái yêu. Em là em đặt size nhiêu? Em đặt 34 à. Rồi nha mấy chị nha. Nha mấy chị ơi, mặc nãy em comment sai nhiêu, em comment 34 hả? Rồi nha mấy chị nha, 2 nano 34 màu nâu với hồng ok chị luôn. Rồi nha mấy chị ơi, chị nào lấy lên giùm em. Rồi có cái này nè mấy chị nha. Nghe phô chị ơi, chị yêu là sao? Vú nghe kêu đưa vú hả? Eo thì kêu eo vú thì phải đó, eo vú thôi nè, em đặt 34 ạ. Vậy em lên 36 đúng không? Em mình có bán thông cổng không? Có đó chị. Hà Đặng ơi, chị mua thông cổng của shop em đi. Trời ơi hay lắm chị ơi, thông cống tận gốc tại mua tại trong siêu thị á. Nghẹt bồn cầu, nghẹt ống cống, nghẹt cỡ chân nào. Chị chế vô lúc họ nó rút sạch sỉ luôn. Thông cống rất hay luôn, thông cống quá hay luôn. Nha mấy chị nha. Không kêu ô vú à. Phải kêu ô vú à. Ừ. Ê. Cái này á là mút mỏng không gọng giùm cho em. Cái này mới gọi là mút mỏng này nha, nó không có mút. Nhưng mà mấy chị nó vẫn có mút, nhưng mà mút rất rất là ít luôn. Nó dạng là mút mỏng á mấy chị, nó là dạng mút mỏng nha. À ok em. Cái này cho mấy chị nha, bóp em đây bao nhiêu hả? 175 ngàn nè chứ ơi. Rồi nè mấy chị, cái này là mút mỏng không gọng giùm cho em nè mấy chị. Màu cà rốt nha mấy chị nha, màu cà rốt. Em có size 32, 34, 36, 38. Em gom mấy chị chỉ có giá 95 ngàn một cái, mấy bà giật mình chưa? Nè mấy chị, mút mỏng không gọng nha. Mút mỏng không gọng, kèm cái màu, kèm cái size giùm em nè. 95 ngàn một cái. Nói thiệt chứ mấy chế luôn nha, mặt mà không đã cái nư của mấy bà, tôi cho mấy bà trả hàng luôn. Mặt mà không đã cái nư của mấy bà, mặt mà mấy bà không vừa ý, tôi cho mấy bà trả hàng luôn. Tôi bây giờ là tôi nói là do hàng của hãng cho nên tôi bao bất chấp luôn á. Chỉ cần mấy chị mặc vô người là đẹp, chỉ còn mấy chị mặc vô người là ok liền luôn mấy chị, ân liền luôn. Mà quan trọng là mấy chị ơi, cái giá nó quá rẻ luôn á nha mấy chị nha. Rồi cái này là cũng của hãng Sector hết luôn nha mấy chị. Rồi màu này là màu cam đất, em có size 34 36 38. À xin lỗi mấy chị, 32 34 36 38, bao nhiêu? 95 ngàn. Chế nào lấy lên giùm em ạ. À, cái này nha mấy chị nha, cứ giùm em là mút mỏng không gọng màu cà rốt, 32 34 36 38, 95 ngàn đó. Mút mỏng không gọng màu tím, 32 34 36 38. Trời ơi được 4 size luôn, 32 34 36 38, 95 ngàn một cái. Mút mỏng không gọng luôn. Trời ơi nó vip trong từ vip luôn nha mấy chị nha, quá đã luôn mấy chị, rẻ. Cái quan trọng là giờ còn cái 95 ngàn à mấy chị, rẻ lắm. Rồi cái này là mút mỏng không gọng màu da, 32 34 36 38, 95 ngàn cái luôn. Chị nào ơn mút mỏng không gọng màu da lên giùm em. Mút mỏng không gọng màu đen, 32 34 36 38, 95 ngàn cái nha mấy chị nha. Rồi mút mỏng không gọng màu xanh, 32 34 36 38, 95 ngàn cái luôn. Chị nào ưng mút mỏng không gọng lên giùm cho em. Trời ơi mặt nó đã dã man luôn nha mấy chị nha, mặt cực kỳ đã luôn. Mút mỏng không gọng ghi đúng tên của Pháp gì em nha mấy chị nha. Đừng có ghi trật nha mấy chị, mình ghi trật là nó sẽ chốt đơn trật cho mình á mấy chị nha.
mút mỏng không gọng màu xanh 3 2 3 4 3 6 3 8, mút mỏng không gọng màu xanh 3 2 3 4 3 6 3 8, mút mỏng không gọng màu đen 3 2 3 4 3 6 3 8, mút mỏng không gọng màu màu da 3 2 3 4 3 6 3 8, mút mỏng không gọng màu tím 3 2 3 4 3 6 3 8, mút mỏng không gọng màu cà rốt 3 2 3 4 3 6 3 8 nha mấy chị nha. Được chứ chị, được chứ, được cái chị, cái này hả? Chị tháo cái dây này ra được mà, nó có đồ ráp vô mà chị nè. Chị coi giùm em nè. Này chị tháo ra tháo vô được mà chị. Mình cái này nó là gắn mà chị, được hết nha chị nha. Chị muốn đeo dây trong chị đeo. Chị muốn đeo sao cũng được hết đó chị ơi. Muốn cái loại này nó đều tháo ra được hết đó chị. Loại nào em cũng được tháo chứ không phải là may trực tiếp vô hết luôn. Nó tháo ra để cho chị ưng á, chị tăng, chị giảm, chị này kia đều được hết nha chị nha. 36 ok chị luôn, mút mỏng không ạ. Ok baby nè, mút mỏng không gọng màu tím màu đen. À, rồi ok chị, cái này thì có màu đen. Mấy chị cứ giùm em chữ mút mỏng không gọng nha. Ngực nhỏ mặt ôm không thủy, cái này cái nào chị, cái này hay cái này, cái này cái nào? Ngực nhỏ, nếu mà ngực chị lép quá lép chị nó lấy cái mút cái nano đi chị. Còn nếu như mà mấy chị có vú được chút xíu ấy, có vú nha, có vú chút xíu mấy chị lòi nhú nhú ra được á thì mấy chị xài cái này bình thường nha. Em cũng vẫn đang xài cái này mà, em vẫn đang xài cái này luôn á. Mấy chị biết em lấy mấy cái, em lấy 4-5 cái cho màu cà rốt luôn nha mấy chị nha. Đã lắm mấy chị, em đang cầm họ đây là mút mỏng không ngọng. Tới rồi mà chị teo nhẽo mà nó dính trên da chị luôn rồi, khỏi mặc cái này, chị mặc cái kia đi nha, chị mặc cái kia đi. Còn nếu như mà cái chị có được chút gì á nè, nhú gì nè, chị mặc cái này là bình thường nha. Chứ còn mà họ chị mà lép quá lép cứ quất cái nano chèm nó thoáng, nó đã như cái này luôn á, nó không có gò bỏ, nó không có khó chịu nha chị. Nhú nhú thiệt, tại vì em biết sao, nó có nhiều loại lắm. Ví dụ như có nhiều chị sinh em bé rồi nhưng mà mấy bà vẫn còn có ngực nha. Còn có như em này mấy chị sinh em bé rồi, tụi nó thiệt cái bà giạt trước giạt sau rất mẹ nó hang ốc thôi, nó không có kiểu như là nó teo đâu ấy. Em nó teo đi đâu luôn mấy chị. Đứa đầu thì em còn đỡ nha mấy chị nha. Đứa đầu hở còn nhú bự bự vậy. Em nói thiệt với bà luôn, đứa sau hở còn như trái cam luôn. Á lộn, còn như trái chanh luôn chứ trái cam nữa. Bởi vậy cho nên là hay nói với chị nha. Cái đó có ôm hết ngực không? Em lấy cái gì? Em nói với bà nè, nó có nhiều trường hợp, tôi nói nãy giờ cũng như không luôn á. Nha mấy chị nha, tôi nói nãy giờ cũng như không luôn á. Tại vì mấy chị biết sao? Em nói thiệt mấy bà nè. Bây giờ tôi hỏi mấy bà nè, nè, cái mấy bà, cái vú mấy bà nó nằm tít ở dưới đây. Mà cái này nó không có độn, kêu nó ôm sao nó ôm được chở. Nó không phải có một cái lỗ chứ. Tại vì cái vú mấy bà nhỏ quá. Chỉ còn cái vú bà như cái chai cam đi, nó sẽ ôm được cái trái ngực của mấy bà. Chứ còn mấy bà họ như cái chai chanh như tôi vậy nè, nhỏ xíu xíu vậy nè. Mấy bà kêu nó ôm cái trái ngực sao nó ôm. Lấy mút vừa đi, nó ôm cho. Nè, nano mút vừa này mấy chị, đây. Ha, nano mút vừa đi, chứ cái trái vú mấy bà họ có chút xíu siêu vậy mà cái trái ngực nó bị to vậy sao kêu nó ôm được. Nhưng mấy chị mình phải coi thử cái trái ngực của mình nữa nha mấy chị nha, mình phải coi trái ngực của mình nữa. Em có nói rất là kỹ đó, chị nào ngực nhỏ quá, ngực lép quá, ngực teo quá thì mấy bà quất đại cái nano gì xài. Còn cái này mấy chị nào mà có vú được chút xíu ha, nhô đi nha, trái cam đi nha, trái cam đi nha, mấy bà quất cái này đi, mặt rất là ok luôn. Còn cái này nè mấy chị, còn cái thằng nano này, đây mấy chị coi nè, nó đụng cái phần này để làm cái gì? Tại vì ngực mình lép, nó sẽ đụng cái phần ngực của mình lên cho nó căng tròn cái ngực của mình. Mấy chị sinh em bé xong, em nói thiệt nó nhỏ nhưng mà nó vẫn còn cái phần thịt da, cho nên là khi mấy chị mặc nó sẽ đẩy cái ngực của mình lên để nó tròn trịa cái ngực của mấy chị và nó có khe. Là mấy chị quất cái thằng nano cho em. Mấy chị coi nè, mút nó vừa thôi, nó không có quá dày đâu. Mấy chị mặc ở nhà, mấy chị mặc đi làm, mấy chị cái gì cũng đều thoải mái hết, nó không có hề bị cứng. Nó là dạng hàng whip rồi, mà đặc biệt là đợt này nó sale rất là rẻ nữa. Mấy chị nào ưng á thì cứ quất cái thằng này nha. Cho em cũng nói trước rồi, em còn nói trước rất là rõ rồi nha mấy chị nha. Chứ bây giờ họ cái ngực mình nhỏ xíu xíu à, mà cái áo vú bình thường mấy chị mặc cái áo thằng mút dày này size 36 thì đương nhiên cái thằng này nó sẽ không có mút rồi, thì nó sẽ hơi bọng bọng ở trên chút xíu. Nhưng mấy chị tôi nói thẳng lắm, nó hơi bồng bồng ở trên chút xíu là bởi vì nó không thể ôm được, tại vì cái thịt của mình, cái trái ngực của mình ở đâu có tròn đâu. Nhưng mấy chị, nhưng mà riêng cái thằng này, thằng nano này, tôi nói với mấy bà chỉ bà dính cái miếng da thôi. Cái miếng da của mấy bà nó dính ở trên ngực thôi, nó chả còn cái miếng vú nào, chỉ có cái da thôi, nó thòng, nó teo, nó mắc mẻ hết trơn rồi. Mấy bà mặc cái này tôi bảo đảm mấy bà có khe luôn. Tôi tức của tôi cho mấy bà coi. Tôi bảo đảm mấy bà có khe luôn. Nè. Nè, em đang mặc hai áo nha, chứ không phải đang mặc một áo, tôi qua đây là tôi mặc ha. Tôi bảo đảm mấy bà có khe luôn. Tôi đang mặc là thằng nano nha mấy bà, tôi đang mặc là thằng nano. Tôi bảo đảm với mấy bà mặc thằng này cho dù cái vú mấy bà chỉ còn cái miếng da nó dính trên người mấy bà thôi, mặc nó cũng có khe luôn.
Đó là cái điều tôi cam kết mạnh miệng như thế này. Còn chị nào mà mút mỏng không gọng á, chị nào mà hơi có ngực chút xíu, hoặc là ngực nhỏ nhỏ, hoặc là hơi có ngực chút xíu, miệng sao có ngực, thì mấy chị xúc cái thằng mút mỏng không gọng này về xài nha mấy chị. Áo ngực nhà em là êm lắm, mấy chị muốn sao nó cũng được hết trơn á mấy chị. À, mình muốn sao cũng được hết á, rất là dễ mang dễ mặc luôn nha. Nano chị ơi, từ 480 thì chuyến này em gom còn có 135.000 đó chị. Mút mỏng không gọng màu da màu đen. Chị Mai Nguyễn ơi, lên giùm em cái size chị ơi nha, lên giùm em cái size này chị. Lấy giúp 10 cái màu trắng 34 phía sau. Cái đó là thằng mút dày đó chị. Thằng mút dày đó chị mua cho con chị mang đi học. Chị đợi em chút xíu nha chị Lê Bích. Chị Lê Bích đợi em chút xíu này, em lên cái thằng đó cho. Cái thằng đó em vẫn giữ nguyên cái giá sale bằng ngày hôm qua luôn. Rồi hai áo ba màu cà rốt chị Châu Khương á, là mấy chị đặt hàng phải gửi em mút mỏng không gọng kèm màu kèm size nha mấy chị nha. Em có dầu chấm khẩu trang nha chị, 39.000 nha chị Nguyễn Quốc Trung ơi. Em đang ở Thái Lan, à, đi và ngay liền đi nhé, hết hai con ốc liền. Trời ơi, tôi không có phẫu thuật đâu, tôi thấy người ta độn ngực nữa, tôi cũng phái lắm. Mà tôi thấy mấy cái cảnh mà nó bị bể cái silicon ra, nó bị nhiễm trùng ấy. Ôi chú cha mẹ ơi, tôi sợ tôi chạy mất dép luôn á. Thiệt, tôi đang ở Thái thiệt. Nhưng mấy bà, tôi đang ở Thái mà tôi phái nâng mũi nữa mà tôi chưa có điều kiện tôi nâng đây nè. Không phải chưa có điều kiện mà tôi chưa có thời gian, tại tôi sợ là nó sẽ nâng mũi lên rồi nó sẽ tốn nhiều cái với chị, tốn thời gian. À, rồi tôi thấy gì mà nó máu me tùm lum á, tôi sợ quá. Tôi đang muốn nâng mũi này nè mấy chị. Còn ngực tôi dám rờ tới, thôi có nhiêu tôi xài nhiêu. Tôi thấy cái vụ mà nó bị bể cái gì ấy, cái trái gì đấy. Nó bể cái gì silicon ra đấy. Chứ là tôi thấy có cái vụ mà tôi có em lấy cái vụ gì mà cái silicon nó đi máy bay thì bị gì đấy, bị nổ mà tôi đi máy bay hoài nữa. Thôi chứ sao tôi dám. Rồi nha mấy chị nha, nano bao nhiêu tiền? 135.000 rồi chị. Mút mỏng không gọng 38 đô. Ok mấy chị luôn. Lên giùm em nha mấy chị nha, cho em yeah gì? Cho em nano size 38 không có nha Ấn Trúc ơi. Chị áo ngực bàn tay không có nha em ơi. À, đẹp chưa? Thôi nó nói mũi gì đẹp thôi khỏi làm nữa thôi chồng. Chồng khỏi đi, nó khỏi rồi. Mũi đẹp hả em? Dùm kỹ mấy bà tư vấn cho em coi. Dùm kỹ giùm em coi. Mấy bà dùm kỹ giùm em có nên nâng mũi không? Mấy bà dùm kỹ giùm em cái em. Mấy bà cho nên em kêu nâng mũi không mấy chị? Nâng mũi không? Tụi nhỏ nhà nó kêu em chị ơi nâng mũi chị. Mấy bà nghe thử có nên nâng mũi không? Rồi Nguyễn Hoa lên màu hả? Ok chị nano. Màu trắng không có bà gái ơi. Nano không có màu trắng. Mai Nguyễn lên số size áo ngực giùm em nha. Mũi về đẹp rồi chị, đẹp chưa, đẹp chưa? À, không có áo bằng tay nha em ơi. Mút mỏng không gọng màu đen size 36. Ok chị Phạm Trúc nè. Nano không có 38 chị. Nó mà có 38 em đội nó trên đầu luôn á chị. Thiệt luôn, nó mà có 38 em đội nó trên đầu luôn á. Trời ơi mấy chị hỏi 38 nhiều sao mà nhiều nhiều vô kể luôn, nhiều dữ lắm mấy chị. Thủy ơi sao áo ngực nano đẹp mà không có 38 thủy. Thiệt sự luôn mấy chị, ghiền dữ lắm mấy chị, mà em không có hàng 38. Không phải em không có mà hãng nó không có. Nha mấy chị nha, em đang hỏi nó thử là nó có thể làm xem size 38 được hay không. Nha mấy chị nha, em chấp nhận luôn. Tới dụ như là một lô của nó ra, tới dụ như là 10.000 áo đi. Một lô của nó ra 10.000 áo, em chấp nhận em ôm 10.000 áo đó luôn. Chỉ cần nó ra size 38. Nhưng mà em không biết nó có chịu hay không này mấy chị, nó có chịu hay không này. Nhưng mà phải được giá sale nha. Chứ mà giá bình thường của nó, tới dụ như giá bình thường của nó tới 400 mấy thôi, đố mấy chị em làm sao mà em có, em làm sao chẳng lẽ em mua cho 400 mấy. Nếu như mà nó đúng size nó phải được cái giá sale thì mới được. Tới dụ như nó sale của tầm 150 là cũng được đi. Nó sale của em của tầm 150 thì em vẫn chấp nhận em chi được. Nhưng mà nó sale cao hơn là không được. Nhưng mấy chị chốt với chị áo ngực không gọng thêm một đen dạ. Ok chị Thanh Trúc nè. À hai ống hít mũi dạ. Ok chị Diệu Thận Võ này. Rồi nhưng mấy chị nha, lên giùm em ạ. Túi đeo có bán đó chị ơi. Size 38 ok chị. Mút mỏng á chị. À mấy chị ơi, Tùng Ngô Phương lên giùm em số điện thoại nha. Rồi đợi em xíu đi chị ơi. Rồi nhưng mấy chị nha. Nano là 135.000 nha mấy chị nha. Rồi nhưng mấy chị ơi, đợi em xíu nha mấy chị nha. Mấy chị ơi ghi giùm em, bây giờ em đang like mút mỏng không gọng, bây giờ em lên lại một lần mút mỏng không gọng nữa rồi mấy chị ạ. À, áo em mặc có bán luôn. Cô gái em mặc là từ 50kg tới 90kg, ghi giùm em là cô gái bướm 50kg tới 90kg. Áo em mặc thì mấy chị ghi giùm em là cô gái bướm 50kg tới 90kg nha. À ok chị Lan Trần, đủ màu size 36 nha. À, không nên giữ sức khỏe đẹp mà ốm thì hối hận hả? Cái mũi em về được rồi hả mấy chị? Em cũng phá nâng mũi mấy chị ơi. Hàm hô nữa, em muốn cắt hàm nữa. Trời ơi thiệt luôn mấy chị ơi. Em muốn cắt hàm nữa này mấy chị. Cái hàm gì mà nó đưa ra. Mấy chị coi cái hàm gì mà đưa ra thì gớp. Rồi nha mấy chị nha. Rồi lên giùm em nha mấy chị ơi, cái này là mút mỏng không gọng màu cà rốt, em có size 32, 34, 36, 38.
95.000. Màu cà rốt, mút mỏng không gọn màu tím em có size 32, 34, 36, 38, 95.000. Mút mỏng không gọn màu da em có size 32, 34, 36, 38, 95.000. Mút mỏng không gọn màu đen có size 32, 34, 36, 38, 95.000. Mút mỏng không gọn màu xanh 32, 34, 36, 38, 95.000. Nha mấy chị nha. Túi chị Thủy đang mang 175.000 em ơi, 175.000. Nano màu nâu màu đỏ 36, ok chị. Hai áo ngực nano 36. Chị ơi, áo ngực nano 36 chị phải lên cái màu có áo 4 món rai không em? À không có, như Thái Bảo ơi, nói gì không hiểu nhưng mà chắc là bốn cái gì đó là chắc không có rồi. Rồi nhưng mấy chị, mút mỏng không gọng màu xanh, du ly hình lên giùm em cái size nha. Áo ngực cho con gái đi học không em? Áo ngực là áo gì chị? Cái này là cũng được mà. Túi 175.000 chị ơi, túi 175.000 rồi chị ơi. Rồi chị nào ơn, mấy chị phải ghi kỹ giùm em là mút mỏng không gọng để nó khỏi bị lộn hàng. Mút mỏng không gọng kèm cái màu, kèm cái size. Mút mỏng không gọng màu xanh 32, 34, 36, 38. Mút mỏng không gọng màu đen 32, 34, 36, 38. Mút mỏng không gọng màu da 32, 34, 36, 38. Mút mỏng không gọng màu tím 32, 34, 36, 38. Đặt hàng, đúng rồi mấy chị ơi, đặt hàng kèm mã kèm size đi mọi người. Mút mỏng không gọng, nó có màu cam đất 32, 34, 36, 38 luôn. À, màu kem màu xanh. Ủa, mấy chị ơi, tự động mấy chị cho size luôn á. Toàn bùi này tự động cho size luôn, rồi lấy cái gì em đưa chị. Chị tự động chị lên size luôn, rồi lấy cái gì em đưa. Hàng có đâu mà chị tự động mà chị chợ mấy chị cho size. Ờ, mốt em tràn ra shop lấy hàng ngày mai, ngày mốt hả? Mốt em ra buổi chiều đi em ra buổi chiều á nha. Em ra buổi chiều nha em ơi. 34, đúng rồi, 34 thì còn có, chứ còn 36, 42 đâu có. Rồi, nha mấy chị nha, chị nào lấy mút mỏng không gọng lên cho em chữ mút mỏng không gọng. Mút mỏng không gọng nha mấy chị nha, mút mỏng không gọng màu đen 36. Mấy chị ơi, đặt hàng thứ nhất lên cái màu. Nè mấy chị lên cái mã trước, mã này là mã mút mỏng không gọng. Cái mã, cái màu kèm cái size kèm số điện thoại. Mã, màu kèm size kèm số điện thoại nha mấy chị nha. Chị thấy giờ đen đẹp nhưng đế thấp quá. À, mình thì thấp loại này thì để đế cao chút không thấy. Trong Vương ơi không có chứ ơi. Nó chỉ có đế bệt rồi. Rồi ok toàn bùi luôn, có loại. À không có như chị Xuân Hương Nguyễn ơi. Cái đó là mút mỏng không gọng em gom với chị giá 95.000 một cái nha. Rồi còn cái này nè mấy chị, mút mỏng không gọng màu da ok chị luôn. Còn cái này nè, mút mút này nano kháng khuẩn nha mấy chị. Độ dày nó là dày vừa phải. Nó dày ít lắm mấy chị, cho nên là mấy chị rất là dễ mang, không quá dày và không mỏng nha mấy chị nha. Có cái mút nó nè. Mấy chị coi em cái mút nè. Cái mút nó rất là cái mút nó rất là cái què vậy em quên mẹ mấy chị. Cái mút của nó vừa lắm. Nó không có dày quá, cái hiểu như là mấy chị, nó mút nó có 3 4 loại mút lận. Mút này chỉ có 3 phân, có loại 5 phân, có loại 8 phân. Là mấy chị mình mặc càng to thì cái ngực của mình càng mệt. Nhưng mà mấy chị mặc cái loại 3 phân đây này, nó không quá dày mà nó không mỏng. Nhưng mà đặc biệt chỉ cần mấy chị có nhúm da thôi mấy bà mặc lên em bảo đảm mấy bà sẽ có khe. Cái đó là cái điều em cam kết. Rồi giặt cho mấy bà coi lần nữa. Giặt cho mấy bà coi lần nữa luôn. Nè, tôi biết ý cho nên tôi mặc hai áo. Nha, tôi biết ý cho nên tôi mặc hai áo. Đây. Nè em đang mặc trong người là nano, chỉ cần mấy chị mặc là nó sẽ có khe nha mấy chị. Mút ok Văn Tú Trương này, mua cho mẹ chọn cho em màu nhé chị. Em chị cho chọn màu mà, chị cho chọn màu mà em. Phạm Duyên hai cái màu da gì ta? Đây là mút mỏng không gọng màu da size bao nhiêu? Chị Nguyễn Nguyễn ơi lên lại giùm em cái size, em mới thấy chị ghi chữ 3 mà không biết 3 gì. Nha chị, không biết 3 gì nè. À, một mút mỏng không gọng màu đen, một mút mỏng không gọng màu da 38. Cảm ơn Khánh Hưng này, ghi rất là kỹ luôn. Áo mút mỏng không gọng màu cam đất size 38 ok chị luôn. Không có quần chip su em ơi, chip su là bữa nay chị mới ra chị cọc tiền nè. Rồi cỡ tóc ít hôm sau chị đi thái rồi chị lấy cho em nha. Túi đeo chéo giờ ok chị, mút mỏng không gọng 38. Trời ơi. Văn Tú Trương mút mỏng không gọng nè. Cái chị nào mà có mẹ mấy chị lớn lớn tuổi chút xíu cho mấy bà mặc tôi nó mơ luôn nha. Mấy chị mặc á, mấy chị bình thường, mấy chị nói mấy chị nghe là mút mỏng không gọng nè. Mấy chị đừng có nghĩ dòng như những cái dòng mút mỏng không gọng ở ngoài thị trường khác, mấy chị mặc nó sẽ bị xệ cái ngực nha. Tuyệt đối áo vú như em không có cái nào xệ ngực mấy bà hết trơn á, không có cái nào bị xệ ngực hết. Tại vì cái form ngực của nó là form chuẩn, cho nên cái mặt cho dù nó có gọng hay không gọng cũng vậy nha mấy chị nha, nó không có bị xệ cái ngực của mình. Nhưng mấy chị nha, tao là mặc êm lắm nha mấy chị nha. Không có cúp ngang luôn chứ ơi. Cứ lắc lê cái quần què gì quên nào thiệt luôn. Quên hoài luôn. Rồi mấy chị cô gái bướm 65kg ok chị Phạm Quỳnh. Áo ngực thủy lên ngôi luôn. Trời ơi, em vô trễ không thấy màu. Đợi chị xíu em, đợi chị xíu. Bây giờ chị like cái nano trước rồi chị like lại đó cho. Cái đó 95.000 nha, mút mỏng không ngọc 95.000. Còn cái này nè mấy chị, cái này á là mút vừa. Nano kháng khuẩn.
Giá của nó em nói với chị nè, 480 ngàn một cái. Em bao chất lượng với chị từ 400 cho tới 500 ngàn. Nếu chất lượng của cái thằng Nano này dưới 400-500 ngàn, em cho mấy chị trả hàng. Mặc dù em đang bán xe với chị chỉ có 135 ngàn, đừng có nghĩ tới cái giá nữa mấy chị. Trong cái giá nó chỉ có 135 ngàn thôi. Nhưng mà mấy chị nghĩ nè, ê tao mua cái áo vú nó tới 480 đó. Nhưng mấy chị, bởi vì chất lượng của nó tầm cái giá đó trở lên, không dưới cái giá đó được. Nhưng mấy chị, nhưng mà đợt này em gom sale thứ nhất là lẻ sai, thứ hai là lẻ màu. Bởi vì lẻ sai lẻ màu nên nó mới đưa lên cái bảng hàng sale, mình mới gom được cái giá sale. Nhưng mấy chị nha, em nói lại cho mấy chị kỹ nha. Rồi cái thầy nè, nano kháng khuẩn. Nhưng mấy chị, nó có phủ lên một cái lớp nano kháng khuẩn cho mấy chị. Thứ nhất, cái thứ hai là lâu cũ cực kỳ. Em nói thiệt, mấy cái màu này mấy chị mặc ở tầm 1 năm, 2 năm mấy chị thấy cũ đúng không? Em nói thiệt, mấy chị luôn, mặc cái màu này trên 2 năm mấy chị chỉ cũ được có 2% thôi. Còn lại 8% vẫn mới như thường. Và đặc biệt cái foam của nó này mấy chị, coi cái foam nó này. Cái mút của nó là mút cắt laser, nguyên khối. Không phải là cái mút mà nó dán. Mút cắt laser nguyên khối, cho nên khi mấy chị mặc nó tuyệt đối không bao giờ bị bể foam. Mặc dù mấy chị bỏ vô máy giặt, mấy chị giặt không bao giờ bị bể foam. Nha mấy chị nha, đó là cái điều mà em cam kết với mấy chị. Bởi vì cái giá tiền là cao nó khác mấy chị. Mà mấy chị thấy không, ở Việt Nam mấy chị mua cái này, mấy chị em nói ví dụ đi, em nói ví dụ nha. Mấy chị đi mua hàng ngoài chợ đi, em nói ngoài chợ là rẻ nhất rồi. Mấy chị mua 130, 150, 160, 170, 180. Em nói thiệt mấy chị ơi, nó ăn đứt mấy chục lần luôn. Nha mấy chị nha, em cam kết luôn. Nha mấy chị, sờ vô bên trong này mấy chị ơi, nó không có mềm, nó không có trơn như cái da mặt, em cho mấy chị trả hàng. Mấy chị mặc vô người chỉ cần nó hơi cứng, em nói hơi thôi nha, em chưa nói cứng nữa. Hơi thôi. Mà mấy chị kêu Thủy ơi nó hơi cứng, em cho mấy chị trả hàng. Mấy chị mặc vô người mà nó kiểu như là nó bị nóng, nó bị bứ bít, nó bị khó chịu, cho mấy chị trả hàng. Mấy chị mặc chỉ cần bị chạy áo ngực chút xíu thôi, cho mấy chị trả hàng. Đó là cái điều em cam kết cho mấy chị, bởi vì nano nó VIP lắm rồi mấy chị nha. Rồi màu da em có size 34-36. Nha mấy chị, màu da em chỉ có size 34-36. Mấy chị kêu em là nano VIP màu da 34 hoặc 36 đó. Nano VIP màu đỏ đô. Này mấy chị coi nè, đẹp chưa? Nano VIP màu đỏ có size 34-36. Nano VIP màu hồng em có size 34-36 luôn, màu hồng nha. 34-36 luôn, 97 nghe. Ơ quên, 135 ngàn. Nano VIP màu nâu em có size 34-36 luôn, 95 ngàn luôn. Chị nào ơn cái nano VIP lên giùm em nha mấy chị nha. À không, không cá rồi nha chị Nguyễn Lan Phương ơi. À, rồi nha mấy chị nha, nano màu da 365 cái ok Mỹ Trinh nè. Mút mỏng không gọng 36 đen cà rốt ok chị Phạm Thu Hương nè. Rồi lấy thêm mút dày size 36 màu trắng 87 nha Thủy. Dạ dạ gì. Rồi nha mấy chị nha, áo ngực nano mặc áo dài đẹp lắm nha mọi người. Bắn đi thiệt nha, chị nào có con cho con đi học, đỡ con nó khỏi mắc cỡ với bạn á mấy chị. Đó thiệt, nhưng mấy chị nhiều khi có em, hồi trước em cũng có gặp vài người mấy chị, người ta quan trọng cái đồ lót ở bên trong đó. Thiệt người ta quan trọng lắm mấy chị. Còn mình họ ừ sao sao cũng được, nhưng mà có nhiều người ta rất là quan trọng. Nhưng mấy chị nha, bà nói nói chung là có cái lý lắm mấy chị, rất là quan trọng luôn. Cho nên chọn những cái gì tốt nhất cho con luôn á. Bà ơi, mặc sao cũng được mà con, và chăm chút rất là nhiều. Mặc áo dài, mặc áo thun, hay là mấy chị mặc áo sơ mi, hay là kể cả mấy chị mặc cái gì cũng vậy, nó cái đẹp á mấy chị. Mình nâng cái phông ngực mình mặc đẹp á là nhìn nó đẹp nha mấy chị nha. Chỉ có giá là 135 ngàn thôi nha mấy chị. Rồi ok mấy chị luôn, không cá như chị Ngọc Bình ơi. Rồi nha mấy chị, tóc ok ok, cảm ơn chị Lan Trần. Rồi nha mấy chị nha, Vân Tú Trương cho em màu da hả? Từ từ em vô trễ, từ từ em ơi. Rồi mút mỏng không gọng size 39 màu đen ok mấy chị luôn. Mấy chị đặt hàng á mấy chị phải ghi kỹ giùm em, kèm cái màu kèm cái size nha mấy chị nhé. Nano VIP size 36 hồng da đó, rất là kỹ luôn. Nano đủ màu size 36 cho chị Võ Sophia luôn. Nano VIP 36 dùng đơn ok chị luôn. Nano VIP màu đỏ đô 36 ok chị luôn. Chị Toàn Bùi ở ngực nano không có bộ à? Không em ơi, chị comment Toàn Bùi với em là có 34 thôi em ơi. Toàn Bùi chỉ có lấy size 34 thôi nha em. À, Huy Ngọc là áo ngực nano 36 màu hồng nha chị. 4 bịch bánh sang 2 ok em, ok em. Rồi nha mấy chị nha, mút mỏng không gọng với, chị đợi em xíu nha em lên cho. Nano VIP màu da ok chị luôn. Mấy chị nào lấy nano VIP cho chị em nano VIP kèm cái màu kèm cái size. Chị Thu Hoài ơi lên giùm em cái size nha chị ơi. Màu da hai cái nhưng mà chưa lên cái size nè. Quần lót có luôn, ra shop hốt luôn. Ít bữa nha, ít bữa nó mới có nha. Rồi nha mấy chị nào lấy, chị Thu Hoài lên giùm em số size nha chị Thu Hoài ơi. Rồi nha mấy chị, nano VIP kèm màu kèm size đó. Nano VIP màu nâu 32 34 36, xin lỗi mấy chị không có 32. 34 36 nano VIP 34 36, nano hồng 34 36, nano đỏ 34 36, nano màu da 34 36. Em gom mấy chế bao nhiêu? Em gom mấy chế chỉ có giá là 135 ngàn.
Size 36 giờ ok chị Thu Hoài luôn. Size màu da size 3 giờ ok chị luôn. Mấy chị ơi mình ghi càng kỹ mấy chị không cần phải sợ. Em nói ví dụ em có thấy chị ghi comment không? Chị ghi là size 36 hàng VIP. Em giao cho chị lộn rồi đó. Mình có cái mình còn nói lại được nha mấy chị nha. Đây mút giày nè, cái này nó cũng là dạng mút giày luôn. Ba cái nano 34 da kem xanh. Đâu có xanh, toàn bùi ơi đâu có xanh em. Em coi cái màu nào màu xanh đó, cái này màu nâu nha em nha. Màu da 34-36 này, màu đỏ 34-36 này, màu hồng 34-36 này, màu nâu, cái này màu nâu em 34-36 không có cái nào màu xanh. Nha, có cái thằng mút mỏng không gọng nó mới có màu xanh thôi. Và nó chỉ có được 4 màu thôi nha. Nano VIP nó chỉ có được 4 màu thôi nha mấy chị. Chị inbox tin nhắn không thấy trả lời chị. Em ơi tin nhắn nó đang quá tải đi em. Nó đang từ từ nó rep tin nhắn đi em ơi, đang quá tải nha. Quát Yến chốt rồi. Mấy chị nào đặt hàng mà đúng tên sản phẩm đều chốt hết nha mấy chị. Có loại không mút chị đợi chút xíu em lên liền cho nha chị Lê Ánh. Thêm một đã 36 nano VIP dạ ok chị. Ghi rất là kỹ luôn, bắn tim. Cảm ơn mấy chị nhiều. Nano màu da màu hồng 36. Trời ơi thương quá mấy bà ghi càng kỹ tôi càng cảm ơn nhiều nha. Tại vì mình ghi kỹ, mình ghi kỹ là mình không có sợ bị lộn hàng. Nhưng mấy chị mình ghi kỹ mà đâu cần phải sợ lộn hàng ha mấy chị ha. Rồi nhưng mấy chị nano VIP màu nâu 36 hai cái ok chị luôn. Nano VIP màu da size 34 dùng đơn ok chị ạ. À. Rồi màu nâu nha. Nano VIP màu nâu 34-36 này. Cái thằng này là mút hơi dày nha mấy chị nha. À, không không có size 38 uổng lắm nhưng mà mút mỏng không gọng có 38 nha chị. Cái thằng này là nó có 3, không có 38. Cái thằng này á, là hàng VIP. Mấy chị ơi mình phải VIP nha. 480.000 một cái lần. Em đang gom sale còn 135.000. Thứ nhất nó lẻ size, thứ hai nó lẻ màu. Nhưng mấy chị cho nên nó mới đưa lên bảng hàng size được, hàng sale được ạ. À. Nano màu nâu VIP 34-36 135.000. Nano VIP màu hồng 34-36 135.000. Nano VIP màu đỏ 34-36 135.000. Nano VIP màu da 34-36 135.000. Em gom mấy chị có 135.000 thôi nha mấy chị ơi. Chị nào ơn lên giùm em ghi cho em Nano VIP kèm cái màu, kèm cái size nha mấy chị nha. Cái này là chỉ có khi nào em đi Thái em mới qua bên này em mới like được nha mấy chị. Chứ còn là qua bên live mà chắc em chỉ dám qua buổi tối mấy chị. Ôi ban ngày đông dữ lắm. Ban ngày đông dữ lắm á mấy chị. Ban ngày họ không có chỗ để mình ngồi luôn á. Rồi nha mấy chị, vậy bao nâu nâu ok ok luôn. Kem da nâu rồi nha mấy chị nha, lên. Chị Dương Yên Thảo lên giùm em số điện thoại nha chị ơi. Dương Yên Thảo lên giùm em số điện thoại ha. Chị Dương Yên Thảo lên giùm em số điện thoại nha mấy chị. Rồi cái này nha. Tối qua chị đặt áo ngực thêm mà chưa thấy nhắn tin nha Thủy. Dạ. Bữa nay tin nhắn nó hơi nhiều nó chưa có rep cho chị á. Chị thông cảm giùm em nha. Màu hồng dạ ok chị. Em lén đi em theo mấy đôi dép nữa bây giờ chưa kịp like luôn mấy chị. Rồi nhưng mấy chị ơi chị toàn bùi da kem là một màu hả? Toàn bùi, ủa sao nó ghi cái gì ta da kem? Vậy là một da một hồng hả? Ủa cái này nè, da màu kem gì cái này nè? Màu da, màu đỏ, màu hồng, màu nâu. Trời ơi toàn bùi ơi ghi kỹ giùm chị cái em. Màu da, màu đỏ, màu hồng, màu nâu. Em ơn màu nào lên lại giùm chị đi em. Màu da, màu kem nó có một loại à? Nó có một màu à? Màu da, màu nâu, màu hồng, đỏ. Trời ơi, ghi quá kỹ luôn. Cảm ơn chị Huệ Nguyễn này. Rồi nha mấy chị nha. Thấy em không? Vả Sophia đã chốt cho em rồi ha. Nano VIP màu da, màu đỏ 36 giờ ok chị Ngọc Cham này. Nano VIP màu hồng, màu da 36 giờ ok chị nè. Nano VIP 36 màu da với lại hai Nano VIP 36 màu da với xịt khẩu trang. À có chị, xịt khẩu trang em có nha. Mút mỏng không gọng. Rồi đợi em lên, chưa lên. Đây, mút mỏng không gọng. Thằng này là mút mỏng không gọng, mặt vẫn đứng cái form vẫn đẹp như thường, kể cả mấy chị mặc áo thun ôm luôn, form rất đẹp cho mấy chị luôn nha. Thứ nhất này mấy chị, thứ nhất này, nó là mút mỏng không gọng, không có cái gì mà gọi là bao nữa mấy chị, bởi vì nó quá trời êm luôn rồi, nó quá trời ok luôn rồi. Cho mấy chị không sợ cứng rồi mấy chị. Và đặc biệt nha, nếu em giống như em cũng vậy, áo ra cũng vậy, em bao mấy chị nè, không bao giờ bị chạy áo ngực và không bao giờ bị nóng bứ bít khi mà mấy chị mặc, mà ví dụ có mút hay không mút cũng vậy nha, nó thoáng, nó hút mồ hôi cực kỳ luôn nha mấy chị nha. Người nhỏ chút mà giỏi. Trời ơi, nhỏ mà có giỏ đó. Đây mấy chị nha, đây màu kem đức em có size 32 34 36 38. Em gom mới chế 95.000, ghi đầy đủ tên giùm em. Mút mỏng không gọng màu cà rốt 32 34 36 38, vừa size nào xuất cho em size đó nha. Rồi mút mỏng không gọng màu tím em có size 32 34 36 38,
95.000 một cái, mút mỏng không gọng màu tím. Đó. Mấy chị nhớ phải ghi câu mút mỏng không gọng giùm em nha. Để nó khỏi bị nhầm mã đó mấy chị ha, tại có tới mấy mã. Rồi màu da, mút mỏng không gọng em có size 32, 34, 36, 38. 95.000 một cái luôn. Mút mỏng không gọng màu đen em có size 32, 34, 36, 38. 95.000 một cái luôn. Mút mỏng không gọng màu màu xanh 32, 34, 36, 38. 95.000 một cái luôn. Rồi, chị em nhà mình ưng màu nào mút che màu đó, nhớ comment cái mã là mút mỏng không gọng, kèm cái màu, kèm cái size nha mấy chị nha. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy giùm em ạ. À? À có nào dây nhỏ không em? Dây nhỏ là chị, dây này hả? Dây này hả chị? Không, như dây không hả chị ơi. Rồi nha mấy chị nha, bi lên số điện thoại giùm em. Nano đen ok chị, một đen một da. Đen không có người ơi, Thủy Trần ơi, nãy giờ không có like cái nào màu đen luôn á. Nâu da đỏ 36, BB là lấy nano đúng không? Nâu da đỏ đúng rồi, chỉ có nano mới có. BB lên số điện thoại này, không có số điện thoại không chốt được nha BB ơi. Nano VIP màu da màu đỏ 36, ok chị Đặng Nhã này. Không có, đây cái này bạn nhỏ mà. Cái này bạn nhỏ chứ không phải bạn to. Rồi nha mấy chị, rồi nha mấy chị nha, áo ngực nano lại hả? Đợi xíu chị ơi, mút mỏng rồi. Tôi đang like cái gì vậy ông Nhật? Quá mệt luôn. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lấy giùm em mút mỏng không gọng da 34 hai cái, ok chị nè. Rồi nha mấy chị nha, mút mỏng không gọng màu da màu xanh size 36, ok chị nè. Rồi nha mấy chị ơi. Rồi nha mấy chị nha, có hôm có đặt son nữa á chị, chưa đi đơn thì dùng. Toàn Bùi ơi, em có đặt son nhưng mà cái đứa nè, alo chị ơi, chị có đặt cái son Gia Lam bên shop Thị Lê á chị. Cái chị ok, cái nó cho đi đơn rồi. Còn nếu mà nó chưa gọi chốt đơn có nghĩa là vẫn còn ở tại shop thì nó sẽ gộp được. Còn nếu như mà nó đã chốt đơn rồi, nó đã lên số tiền và nó cộng ship cho mình rồi á, có nghĩa là đã đi rồi nha Toàn Bùi. Rồi ok chị Diễm Trần luôn, Diễm Hằng Trần luôn. Nano VIP ok chị Đặng Nhã luôn. Mấy chị ơi đặt hàng nhớ lên giùm em số điện thoại nha mấy chị ơi. Có số để dễ chốt đơn nha mấy chị nha. Địa chỉ cũ ok, vỏ Sophia địa chỉ cũ nè. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lại lấy giùm em ạ. Mút mỏng không gọng nhưng mấy chị không có 40 chị ơi. Có rep tin nhắn đó chị. Ồ vậy chắc nó đi đơn rồi đó em ơi. À, VIP không à, không có size 32. Chị ơi VIP bây giờ không biết nó còn không nữa mấy chị. VIP size 32 hỏi thôi chuyến sau đi, chuyến sau coi thử cáo chứ chuyến này không có nha chị ạ. Chị Thu Hà Nguyễn ơi chuyến sau nha chị, chuyến sau em coi thử cáo em gom cho. Chứ chuyến này là nó không có sale chị. Chuyến này nó chỉ có mỗi size 34 hay 36 mà không biết ở nhà nó còn hàng hay không nữa. Chị ơi chị chốt đơn á, khi mà chốt đơn á chị nói là nano VIP em coi thử là ở shop em còn size 32 không. Giờ em cũng không biết ở shop nó còn 32 không nữa, nhưng mà tại kho của Thái Lan là chỉ có 34 và 36 thôi. Nhưng mà hồi mấy chuyến trước thì em có gom 32. 32 thì nó chỉ có ít thôi mà không biết nó còn hay không. Nhưng mà chừng khi chốt đơn á chị kêu em ơi coi thử cái nano VIP có size 32 không, còn màu nào. Đó, em coi em lấy cho chị. Đó vậy đó. Chị coi chị hỏi giúp em nha chứ giờ em cũng không biết luôn chị. Một nâu nữa nha. Thủy Trang gì? À giống hôm qua đó chị ơi. Vậy lấy một nâu nữa nha. Một nâu là chị Thủy Trang ơi, chị ghi lại giùm em là thêm một nâu nano VIP kèm cái size giùm em nha chị Thủy Trần. À, size to đệm mỏng không chị ơi? Mỏng chị. Đây. Cái đệm của nó đây. Mấy chị ơi nó có nhiều loại lắm. 3 phân, 5 phân, 8 phân, 7 phân, 8 phân lần rất là nhiều. Nhưng mà cái mút của em chỉ có 3 phân thôi. Độ dày nó vừa phải mấy chị coi này, cái mút nó này. Độ dày nó vừa phải thôi mấy chị, nó không quá dày và không có mỏng cho nên là khi mấy chị mặc cái nano VIP này á, nó không có bị cứng, không có bị đau ngực gì hết đó chị. À dạ chị, hôm qua chị đặt hả? Không thấy luôn á. Mút mỏng không gọng 38.95 ba cái trừ màu đen hả? Ba cái trừ màu đen. Vậy là chị lấy màu nào? Em có cho chọn màu không? Ấy bà chọn màu đi, chứ dễ chọn. Màu xanh mút mỏng không gọng màu xanh 32 34 36 38. Mút mỏng không gọng màu đen 32 34 36 38. Mút mỏng không gọng màu da em có size 32 34 36 38. Mút mỏng không gọng màu tím 32 34 36 38. Mút mỏng không gọng màu cà rốt 32 34 36 38 ạ. Chị có giá 95.000 nha mấy chị nha. Màu cam ok chị luôn. Thêm cái mút mỏng không gọng 38 màu cà rốt ok chị luôn. À có đặt áo VIP mặc thử đi. Trời ơi, xong rồi á, chuẩn bị rồi, bà ghiền nó đó, cái thằng mút mỏng không, quên, cái thằng mà nano VIP á, chuẩn bị bà ghiền nó luôn, mặt sướng dữ dằn luôn á, thêm một cái
Nano 34, ok chị, bắn tim, cảm ơn chị nhiều. Rồi nha mấy chị ơi, chị nào ưng lên giùm em mút mỏng không gọng, nhớ kèm cái màu và kèm cái size. Chỉ có giá bao nhiêu mọi người ơi, 95.000 mút mỏng không gọng nha. Không có size 30, không có size 30. Chồng cái quần lót hồi nãy đâu chồng. Đây, cái quần lót này mấy chị, cái quần lót này. Cái quần lót này mấy chị ơi, cũng có hãng xích to hết luôn nha. Quần lót nó có size. Này mấy chị, này, quần lót này mấy chị, cọt tông lạnh đó mấy chị ơi, mặt nó xuống lắm, mặt họ nó đại lắm mấy chị, mặt nó họ nó mát mà nó rút mồ hôi cực kỳ, và đặc biệt ở dưới đấy nó có may kháng khuẩn luôn, của hãng xích to hết luôn nha mấy chị nha, này của hãng nó luôn mấy chị, của hãng luôn nha. Rồi nè mấy chị ơi, cái này nha mấy chị nha, cái này là quần lót nó có đủ size nè, bên trong này mấy chị coi giùm em nè, mấy chị thấy chưa, nó có size chưa nè mấy chị, lúc nào cũng vậy, của hãng nó luôn, có hai tem, một tem chính và tem phụ nha. Nè mấy chị, áo lót cũng vậy nha, áo lót này cũng vậy luôn, cái này nano vip thì tem thị đen là nó vip rồi, không nói em cho mấy chị coi. Đây ví dụ như cái này nè, nè mấy chị thấy chưa, nè mấy chị coi giùm em nè, của hãng xích to hết luôn, mấy chị coi hai cái mặt bên sau nè, nó đều có chữ hết. Và mấy chị coi giùm em bên trong nè, mọi người ơi coi bên em bên trong nè, đây lúc nào nó cũng có một cái tem chính và một cái tem phụ bên trong hết nha mấy chị, kể quần lót hoặc là áo dú gì cũng vậy nha mấy chị ha. Rồi quần lót đi mấy chị ơi, bây giờ em gom mấy chị ít nhất 5 cái trở lên, em gom thẳng mấy chị giá sale hồi đợt trước đây, em bán mấy chị 50.000 một cái. Bây giờ em bán với chị ít nhất từ 5 cái trở lên, chốt ít nhất từ 5 cái nha. Dưới 5 cái em không có chốt đâu nha mấy chị. Dưới 5 cái không có chốt nha mấy chị nha. Và đặc biệt quần nào nó cũng có may một cái đáy kháng khuẩn ở dưới đáy quần lót cho mấy chị hết ha. Không cái nha chị Nguyễn Thu Lan ơi, không có size 40 chứ ơi. Rồi cái này nè mấy chị, quần lót em có size, em không cho chọn màu luôn, thông cảm giùm em nha mấy chị, thông cảm giùm em ha. Tại vì mấy chị bình thường 50-55 ngàn cái, bây giờ em gom mấy chị có 29.000 chứ không cho chọn màu được, thông cảm giúp em nhá. Rồi quần lót em gom mấy chị 29.000 một cái, bán nó nhất từ 5 cái trở lên và không cho chọn màu nha mấy chị, không cho chọn màu. Chị nào ôm quần lót lên giùm em quần lót, bây giờ là hàng sale rồi, có nghĩa là mình còn được màu nào mấy chị mình lấy màu đó, bởi vì hàng nó có size. Thứ nhất nó hàng nó có size, thứ hai á là bây giờ sale rẻ rồi á mọi người nha. Quần lót Thái chính hãng này mấy chị, tính ra họ có 290.000 mà 10 cái quần luôn nha mấy chị. Nhưng mà bây giờ họ mấy chị mua 5 cái vẫn được giá 29.000 nha. Quần lót em có size từ 40kg cho tới 65kg đủ size. Mấy chị nào ơn quần lót lên cho em quần lót ạ. Nha mấy chị nha, không cho chọn màu giùm em nha mấy chị nha, không cá nha chị Vin Thơm ơi. Có quần chip kim bụng không? Quần chip kim bụng của chị đợi chuyến khác mấy chị ơi, chuyến đó không có gom kịp rồi. Mốt mỏng không gọng không cá chị. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy liền em ạ. Rồi nha mấy chị ơi, nano 135.000 nha chị Nguyễn Kim Anh ơi. Hôm qua chị đặt tin nhắn rồi là chưa gửi. À hôm qua chị đặt nhắn tin rồi là gửi chưa chị? Cái này chị không biết luôn á em ơi. Nè cái đơn hàng mấy chị á, thường nè, thứ nhất nó sẽ gửi cho mấy chị một cái bill dài. Ừ, nó ghi họ tên địa chỉ của chị và tổng số tiền của chị ghi thu hộ bao nhiêu á, là nó gửi cái bill dài dài đó là đi hàng rồi á mấy chị. Mà nó không có ghi cái đơn mà dài dài đó là chưa đi hàng nha mấy chị nha. Ở trong tin nhắn á mấy chị, tin nhắn của mấy chị là nó đều có hết á. Nếu mà nó chưa gửi cái dài dài đó là nó chưa đi hàng đâu mấy chị ha, là mấy chị còn gộp đơn được nha. 38 màu đen cà rốt ok chị luôn nha mấy chị nha, là phải hốt liền. Cá áo không mút gọng, có gọng không cá như chị Kiều Anh ơi, không cá như Trinh Đoàn ơi. Thêm một nano 34 rồi ok mấy chị nè. Rồi mấy chị 5 cái size 52 cứ dùng đơn chị quần lót hả, chị quần lót này chị Khánh Hiệp mà mấy chị ghim em quần lót được nha. Có gom được nha, loại 19 cái chị. Nha em gom rồi chị. Nha chị lấy bao nhiêu bịch cũng có chị ơi. Đợt này em gom được gần 200 bịch hả chồng? Gần 200 lần đó chị. Mút mỏng không gọng 38 hai màu da tím ok chị. 10 cái ok chị Hồng Hình luôn. Nha, ba áo ngực bao nhiêu vậy? 1 cái, 2 cái, 5 cái, 10 cái, 100 cái gì cũng vậy, đúng giá giùm chị em. Nano thì 135.000, mút mỏng không gọng thì 95.000 nha chị. Quần lót 55-53 kg 5 cái. Mấy chị ơi, quần lót em mấy chị ít nhất từ 5 cái trở lên nha mấy chị nha. Mặt mát lắm mấy chị. Mà nó hút mồ hôi cực kỳ luôn và co giãn cực kỳ thoải mái luôn. Và luôn luôn dưới đáy quần lót có một cái lớp kháng khuẩn rất là chắc chắn và rất là bền luôn, cực kỳ bền luôn nha. Hàng của hãng cho nên mấy chị mặc nó sướng lắm. Nha mấy chị, hàng của hãng mặc sướng. Rồi nha mấy chị ơi, từ 40kg cho tới 65kg hàng cá size cho nên buộc mình phải lên số ký để lấy size nha. Nè mấy chị đây, ví dụ này thấy chưa, cái cá L này, có cá XL mấy chị thấy chưa. Đó rồi cá cái là XXL luôn. Nè mấy chị thấy chưa, có cá XXL này mấy chị thấy không. Cho nên là em mới nói mấy chị phải lên số ký vậy. Rồi cái này là L này, mấy chị thấy chưa. Đây cái này mấy chị thấy L không, nó ghi chữ L không. Đó mấy chị thấy chưa, đó. À mấy chị thấy không. Cho nên là mấy chị phải vô lên số ký em mới lấy size được nha, chứ không phải phi size. Đây, 5 quần lót 47 ưu tiên cho em một cái màu trắng. Không có cái nào màu trắng em. Không có một cái màu trắng luôn.
Giờ chị chọn màu chị kêu nó không có được lấy màu trắng chị. Chị kêu tại mấy bà hay kén màu trắng lắm, mà thiệt ra màu trắng mình mặc mà chị mình biết cái âm đạo của mình nó sạch hay là nó dơ như mấy chị. Nhưng mà mấy bà mặc hàng chứ, ê thì ơi chị không có lấy màu trắng nha, cứ không lấy màu trắng miết, cho nên là ghét quá không chọn màu trắng luôn. Rồi nhưng mấy chị ơi, chị nào ưng lên giùm em nè, nha mấy chị nha, đây ạ. Quần lót nhưng mấy chị ơi, quần lót nó có bao nhiêu màu như thế này, quần lót nó có bao nhiêu màu như thế này ạ, đây nha, nó có bao nhiêu màu. Nhưng mà chế thông cảm giùm em nha, không cho chọn màu được mấy chị ơi, thông cảm giùm em nha mọi người, thông cảm giúp em nha mấy chị nha, không cho chọn màu được nha mấy chị. Kệ mấy chị thôi, có 29.000 cái là rẻ rồi, mấy chị thông cảm giùm em nha. Có 29.000 cái thôi nha mấy chị nha. Em bán cái nhất từ 5 cái trở lên, đáng lý phải ép số lượng mấy chị 10 cái á. Mà em nghĩ có nhiều chị mới lần đầu mua á, mấy chị còn ngại á thì mấy chị cứ lấy 5 cái ha. Rồi nha mấy chị nha, mấy chị về mặc thử đi. Em mặc toàn quần lót loại này không á, sướng lắm mấy chị. Nó êm lắm và nó hút mồ hôi á. Cái quần lót của mình mặc nó bị nóng bị bứ bít á mấy chị. Hoặc là nó không có cái đáy kháng khuẩn á mấy chị, mặc quần lót em nói ví dụ nhiều khi mình ra huyết trắng á hoặc là ra cái dịch dơ mấy chị à, nó rất là khó chịu. Nó không có rút được cái mấy chị, cọt tông nó không có rút được á, cho nên rất là khó chịu luôn. Thì mấy chị sử dụng này, cái đáy của nó kháng khuẩn rất là tốt, hai lớp luôn này mấy chị coi em nè. Mà cái đáy kháng khuẩn của nó ngay đây này đã lắm mấy chị, mặc sướng á nha mấy chị nha, hai đáy luôn nha mấy chị nha, cái đáy nó hai lớp luôn mấy chị coi em nè. Mà cái phần này nha mấy chị, cho dù mình có ra huyết trắng hoặc là mình ra cái dịch dơ mấy chị xài họ nó hút hết à. Bởi vậy đó là lý do vì sao em rất là thích khi mặc những cái dòng này. Nhưng mấy chị có 29.000 cái thôi rẻ mấy chị mua ha. Mà họ đáng lý phải bán lần 10 cái mà em vẫn chốt mấy chị một lần ít nhất được 5 cái là để cho mấy chị mua về mặc thử. Ok cái mấy chị lấy thêm ha. 50 cái quần lót, 50 cái đủ màu hả? Ok chị Lê Bích nè. Quần lót 5 cái size 57 giờ ok chị nè. Nano VIP màu da màu hồng. Dạ ok chị nè. 5 quần lót 60 kg ok chị nè. Chị ơi, HZ chứ, đúng không? HZ đúng không Ly Hiền? Em đang đặt hàng rồi. Em qua tối nay á là chị biết là em làm gì không? Em đặt hàng ra trước. Em cọc tiền nó luôn, em cọc tiền nó luôn, chuyến sau nha chị. Chết đi. Đã hơ. Chuyến sau em hốt nó nha, chuyến sau em hốt nó nha. Rồi như chị ơi, HZ chứ chị. Đây nè, đây đây em cho chị coi nè, em mới đây nè chị, nhưng mà ráng đợi giùm em chuyến sau nha, ráng đợi giùm em chuyến sau nha mấy chị ơi. Đây. Nè. Ủa bà nói ren hả, ren HZ hả, đợi em hỏi là mấy chị. Cái đó là cái đâu mất rồi ta. Đây nè em cho mấy bà coi. Nhưng mà họ chuyến sau rồi mấy chị ơi, chứ bây giờ là không có rồi, không được rồi. Em cọc tiền trước luôn. Hễ mà nó đưa lên mã hàng sale là tự động múc cho em luôn, rồi em qua có hàng để em lấy. Ồ bây giờ không kịp rồi mấy chị, bây giờ không kịp rồi, giờ không thấy luôn nè. Nó nằm trong album hình. Bây giờ không kịp mấy chị ơi, không kịp. Bây giờ em gom không kịp nha mấy chị nha, bây giờ em gom không kịp, thông cảm cho em ha. Chuyến sau nha chị Ly Hiền ha. Có ba chi chưa thử, trời ơi chưa có nữa chị, trong làng này xả miết là thấy hết, chán thật. Quần lót 52 năm cái ok chị, 10 quần lót số 2 ok chị, 10 quần lót. Chị Trúc Hình ơi em thấy chị rồi nè. Nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm em ạ. 5 cái 52 ok mấy chị luôn. Quần lót 65 kg ok mấy chị luôn. Kim Thành chiếc Trada Thảo Phạm ơi, bữa nay chuyến này còn có 167.000 thôi nha. Thảo Phạm ơi có 167 nha. Không có màu trắng nha toàn bụi. Nano đã da size 36 ok chị Hiệp Quân luôn, 10 cái đủ màu như thủy. Chị ơi comment size giùm em. Nhưng mà nó không có tới 10 màu nha chị. 1 2 3 4, 5, 6 mà chưa kể nó còn bị lẻ sai nữa. Có khi nhiều khi á mấy chị lấy 5 cái nhưng mà đôi khi nó tới 2 cái này, hoặc là rồi chỉ còn có 3, 4 cái này thôi. Nhưng mấy chị nha, kiểu như vậy mấy chị. Bây giờ không nói trước được mấy chị nha, giờ nó sale rồi. Nếu mà có màu trắng nữa thì có thể em bỏ màu trắng hết. Em kêu là thông cảm giùm em đi, em không lấy màu trắng. Có nghĩa là em xin nó, em không có lấy màu trắng á mấy chị. 5, 6 kg à, dạ ok chị ạ. Nè, đồ ok mấy chị nha. Mấy chị ơi, ủa chị ơi 56 ký à, cá size cá số ký rồi. Mấy chị ơi yếu quá, lên giùm em số ký chưa? À, 5 cái mấy chị ơi phải lên số ký bởi vì quần nó cá size. Chị mặc rồi mát cực sướng luôn, em mắng tim, em mắng tim. Cảm ơn chị Khánh Hiệp Mai. Thiệt sự luôn, mấy chế nào chưa mặc nha. Mấy chế nào chưa mặc mấy chị thử cái dòng của hãng Sister Hot đi. Nha mấy chị, em nói mấy chế rồi, trừ trường hợp mình mua trúng hàng giả thôi. Là hàng không phải hàng của hãng nó thôi thì mấy chị mặc nó không có phê, nó không có đã. Chứ còn chỉ cần mấy chị mua đúng hàng của hãng của nó, mấy chị mặc cực kỳ ok, kể cả áo vú hoặc quần lót. Nha mấy chị nha, không phải đơn giản mà hàng Thái Lan nó nổi về cái vụ áo vú quần lót, mấy chị thấy không? Áo vú quần lót rất là nổi tiếng luôn á. Nó nổi tiếng cực kỳ, nó nổi tiếng kể cả qua châu Âu, kể cả qua nhiều nước khác, nó rất là nổi tiếng. Nha mấy chị nha, thì mấy chị cũng thử đi. Nha đã lắm mấy chị, có 929.000 à. Chị Hà Lê Coca họ lên giùm em số ký nha. Chị Hà Lê Coca lên giùm em số ký, chị lên rồi em, chị lên 56 ký rồi đấy em.
Em 10 cái 53 cưới ok. Lấy 5 cái size bé nhất cho con chị. Dạ, bé nhất là size L nha chị nha. Nè, bé nhất là size L nha chị. Bé nhất là size L ha. Mà con chị là phải ít nhất từ 40 ở lột 40 kg nha chị nha. 40 kg ạ. Mặc đã lắm nha mấy chị nha. Với lại cái form á mấy chị biết vì sao em không có mặc được cái form nấy ngắn mọi người ơi. Tại vì á là do em mổ, sinh mổ mấy chị. Mình mặc đấy ngắn á là nó nằm ngay cái chỗ cái vết mổ luôn, rất là đau. Cho nên em mua mấy chị là toàn đáy cao nha mấy chị nha, không có tới rúng, nhưng mà phía dưới rúng chút xíu. Nó không phải là đáy ngắn nha mấy chị. Mấy chị nào mà ưng đáy ngắn thì cái này là không không gom được nha mấy chị ơi. À, em 10 cả 53 cưới ok em. Rồi nha mấy chị nha, chị nào ưng quần lót lên cho em quần lót ha. Quần lót nhớ kèm cái số size giùm chị em, ở lộn kèm số ký giùm em. Bắt buộc phải có số ký để em lấy size nha mấy chị ha. Nó có đủ màu nha mấy chị nha, nó có đủ màu. Co giãn cực kỳ thoải mái mấy chị coi giùm em này. Và đặc biệt không bao giờ bị hư form. Mấy chị mặc nó co giãn thoải mái lâu ngày, mấy chị mặc 1 năm, 2 năm, 3 năm gì cũng vậy. Nó không có bị hư cái form nha mấy chị nha, không bị hư cái form. Mấy chị coi giùm em nè, em giằng co, em giằng xé bao nhiêu lâu nhưng mà không bao giờ bị hư form. Không bao giờ nó giãn, nó dẻo cái form và nó biết chồng em nói là sao không? Mấy chị coi từ đường kim mũi chị nè. Ông nói cái hàng này họ mặc nó ngon. Nó không có thấy, ổng không có thấy nó bị tơ chỉ. Cái kiểu như vậy với chị, ông nói á, là hàng của hãng á, mặc nó ngon, nó không có bị tua chỉ. Còn mấy cái hàng dởm khác ấy, là mặc nó bị tua chỉ, nó không có bằng. Cho nên là ông nói hiểu mà thấy nó sale á, thì mình cứ gom đi, mình chi tiền ra, mình trữ cũng được. Là mình cứ gom. Đó nha mấy chị nha. Màu da màu hồng, y xì em nằm ngay chỗ mổ đau chịu không được. Chị không bao giờ chị chịu được, mặc quần rin mà nó hơi cứng chỗ đó chị cũng không chịu được luôn. Thiệt luôn, xin cái hàng nhỏ nhất là cũng phải 2 năm mấy nhưng mà vẫn rất đau nha mấy chị. Sao không chịu được. À 62 kg ok chị Nguyễn Thu luôn. À ba chi ca mấy chị ơi, bây giờ ba chi ca mấy chị, nếu mà đặt là mấy chị đợi hàng thì hàng gì có em chốt nha mấy chị nha, chứ bây giờ là không có nhận đơn được. Rồi ok chị Lan Trần luôn. Rồi nha mấy chị, quần lót em có size từ 40 kg cho tới 63 kg nha. Mặc lâu ngày lâu dài mấy chị mặc ơi là mặc luôn, không bao giờ bị chằn, nó bị hư form. Thả ra phát vẫn trở lại vị trí ban đầu cho mấy chị luôn. Và siêu co giãn thoải mái nha mấy chị nha. Mấy chị coi cái đường viền của nó đi. Mấy chị coi nè, đường viền của nó này cực kỳ chắc chắn luôn. Nha mấy chị, cực kỳ chắc chắn luôn. Mấy chị coi đường viền nó may nè mấy chị. Nè mấy chị coi đường viền nó may nè. Chắc chắn lắm luôn á mấy chị. Còn cái đáy nó nè mấy chị. Mấy chị coi cái đáy nó giùm em nè. Mấy chị coi cái đáy nó nè. Lúc nào nó cũng dập nhiều lớp ở bên trong. Và thứ hai nữa mấy chị ơi, đáy quần nó có tới 2 lớp. Nhưng mấy chị, một lớp nano, một lớp kháng khuẩn và thêm có một lớp bên dưới nữa. Cho nên mấy chị nhiều khi mình cứ ra dịch dơ, dịch nhờn á, nó cũng hút hết cho mình nha. Rồi nha mấy chị nào ân lên nhìn mẹ ạ. Mông to ok chị nè. Rồi nha mấy chị nha, thì mông to thì mấy chị cứ đụng size ha. Đụng số ký lên. Rồi 10 cái ok chị luôn, 5 quần lót ok chị luôn. Rồi nha mấy chị nha, đó là quần lót nha mấy chị, đây là quần lót ha. Chị nào ân lên giùm em nha mấy chị nha, chị nào ân lên giùm em quần lót nha mấy chị. Bao nhiêu tiền 10 cái về em, nếu mà chị lấy 10 cái cũng có 290 ngàn à. 29 ngàn một cái, đáng lý em bắt mấy chị phải mua 10 cái trở lên. Nhưng mà vì á là có nhiều chị chưa mua quần lót nhà em lần nào, em bán rẻ cho mấy chị, quên em lấy ít lại số lượng để mấy chị mua thử. Chuyến sau mấy chị đặt em nhiều hơn vẫn ok nha mấy chị ha. Có 29.000 cái chị, em chốt có nhất từ 5 cái trở lên, dưới 5 cái em không chốt à. Hồi bữa trước á là em bán với chị một cái là 50.000 hay 55.000 gì lần nha mấy chị nha. Còn mấy chị lấy 10 cái trở lên mới được, còn 29.000 cái. Còn mấy chị mua 5 cái là hình như 45.000 cái á. Mà bây giờ em bán với chị từ 5 cái trở lên còn 29.000 cái luôn. Nha mấy chị, 10 cái là 290.000 á chị, hàng của hãng luôn cho nên mặc ngon lắm chị. Chị thử đi. Chị do em hạn chế cái số lượng lại là để cho mấy chị mua thử gì mấy chị mặc đó. Nha, ít nhất 5 cái mấy chị thử cũng được. Chị nào chưa tin có thể thử trước 5 cái, mình ok mình lấy thêm. Nha mấy chị nha, không sao hết trơn mấy chị. Em đi Thái trường kỳ à. Cứ một tuần em ở Thái, một tuần em ở Việt Nam, mấy chị yên tâm đi ha. Em lấy hàng liên tục cho mấy chị nha. Rồi chị thủy em 14 cái thay đổi mặt cả. Rồi ok chị luôn. À chưa nữa chị Trịnh Thanh Ngọc ơi, chưa nữa chị. Có ta không em, có size chị, quần có size từ 40 kg tới 65 kg thôi nha chị nha. 5 cái 55 ok chị Quách Yến nè. Mấy chị ơi, quần á là nó có size cho nên bắt buộc mình phải lên số ký ở chỗ đó. Quần có size từ 40 kg cho tới 65 kg, đủ size. Bình thường, quên đủ size mấy chị phải lên số ký em lấy size nha. 5 cái 52 kg ok Châu Thị Bình nè. 10 cái 60 kg, 5 cái 50 kg ok chị Hoàng Thị Yến nè. Có quần su hay ren không cá Thúy Lê ơi. 5 cái 53 ok Nhi Thảo nè. Quần lưng cao bạn, đúng rồi. Quần nó lưng gần dưới rúng nha chị nha. Chứ không phải là ngay rúng, dưới rúng này.
nha chị, nhưng mà không phải quần đáy ngắn đâu nha mấy chị. Rồi 5 quần lót 57 kg dùng đơn giờ ok chị luôn. Loan Trần ơi, đặt hàng lên số ký đi chị. Đại Tiêu lên số điện thoại ạ. Đại Tiêu lên số điện thoại giùm em nha. Rồi chị nào ưng lên giùm em 5 cái quần lót mong 100. Mấy chị ơi lên số ký giùm em, lên số ký đi mọi người ơi, lên số ký đi mấy chị. 5 quần lót Thái 65 kg, ok mấy chị, to nhất tới 65 kg thôi. Nha mấy chị nha, quần này mặc mát hơn quần su hả? Cảm ơn chị, cảm ơn. Rồi nha mấy chị nha. Chị nào ưng lên giùm em mà em không so được mấy chị. Em thấy cái quần này mặc rất là mát mà nó rất là rút mồ hôi, và ví dụ nhiều khi mình có ra dịch dờn á, dịch dơ á mấy chị, là em thấy nó rút hết à. Nó không có kiểu như là nó rít rít mấy chị, nó không có kiểu như là nó khó chịu cho mình. Nhưng mấy chị, mình đang có đơn đợi nhận luôn. Dạ ok chị nè. Áo lót dành cho bé. Dạ không có nha chị Linh Linh Bảo ơi. 5 quần lót 5 cái 60 kg ok chị. 58 kg ok em. 10 cái 59 kg ok chị Mọc Miên luôn. Rồi đó là quần lót. Chị nào ôm quần lót nha mấy chị nha. Chị nào ôm quần lót lên giùm em quần lót. Còn được sale được mấy chị mấy cây mắt kính nha mấy chị nha. Lấy mấy cây mắt kính luôn, mắt kính nâu chống tiêu UV chị em 400 luôn. Chị nào ưng lên cho em cây mắt kính nâu, gửi giùm em mắt kính nâu. Em gom mới chế bao nhiêu biết không? Thôi chuyến này gom luôn đi mấy chị ơi, 97.000 cây. Gửi cho em mắt kính nâu siêu đẹp luôn, chống tiêu UV, chống tiêu cực tím nha mấy chị luôn. Đây chống tiêu UV, chống tiêu cực tím luôn, 400 lần mấy chị. Lên cho em nè mắt kính đại thải nha. Này mấy chị mua gì cho mấy chị nè. Em gom với chị 97.000 luôn. Mã hàng này chị nào ân ghi cho em mắt kính nâu 97.000. Đáng lý em gom thêm nữa mà không đủ mấy chị ơi. Cho nên bữa giờ em đâu có dám bán đâu. Bữa giờ em đâu có bán đâu. 65 kg ok chị Hương Nguyễn nè. Áo em mặc là cô gái bướm. Mấy chị ghi em cô gái bướm từ 50 kg cho tới 90 kg đủ size nha. Rồi nhưng mấy chị 189.000. 5 quần lót 57 kg ok mấy chị ạ. Rồi bây giờ em lên cho mấy chị một cái mã này nữa. Cái mã này là cái mã bình dân nha mấy chị, nhưng bình dân nhưng mà họ mấy chị ơi, ở nếu mấy chị mà so với hàng Việt Nam mấy chị ơi là nó phải nằm từ khá trở lên nha. Nha mấy chị nha, chất lượng của nó là từ 170-180 tới 250 luôn. Bây giờ em lên cho mấy chị là mã hàng bình dân. Nha mấy chị nha, mã hàng bình dân ạ. Thấy chị không em? Hương Dương thấy gì ta? Chị Hoa Hương Dương ơi, chị đặt gì hả chị? Mắt kính nâu 97.000 tổng cộng 10 cái ok em. Ra nha mấy chị nha, quần chip size không có 70 chị ơi. Tới 65 chứ không có 70. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy giùm em mà cá size 65 kg á chị Hương Nguyễn. Áo em mặc là từ 50 kg tới 90 kg đủ size lần chị. Gì? Quần 70. Không có quần 70 chị ơi, không có quần 70. 50 kg cho tới 75 kg. Mắt kính nâu chị nào ân sẵn có đơn hàng mình lụm vô luôn. Em nói thiệt mới chế luôn hả? Sao mà nó tới 75 mà không có 70? Là sao? Quần 70 kg á. Quần nào? Lót. Vì vậy tôi nói tới 65 mà. Bà mới nói tới 75. Tôi nói 75 hả? Ê tôi cái quần tới 65 mà mấy chị ơi, đâu có 75. Rồi cho mấy chị mắt kính nâu em có size này mấy chị. Ơ lộn, xin lỗi. Mắt kính nâu em gơ mới chế 97.000. Nha mấy chị nha, 97.000 mắt kính nâu chị nào ân lên giùm em ạ. Nào quần là ok mấy chị, còn xà phòng 1 kg không em? Xà phòng 1 kg đúng không? Đây thì nên đợi em xíu nha. Mắt kính nâu ok chị. Cái gì thấy không? Đây, đây nha. Thiệt luôn ngại ghê. Nhớ vậy nha, đợi em xíu. À liệu rào thiệt, liệu rào. Mắt kính nâu 97.000, chị nào ăn lên em mát cực kỳ nha. Mặt không bao giờ bị đau mắt và nó không bao giờ bị chán sáng, bởi vì nó có chống tiêu UV, chống tiêu cực tím cho mấy chị. Mặt đã mát con mắt mà đi ra đường đi mùa nắng á mấy chị ạ. Đã lắm, hoặc là mấy chị biết sao. Nè mấy chị nè, mắt kính nâu nè. Mặt nó rất mang, nó rất là ok luôn nha mấy chị nha. Nó mát lắm mấy chị, đã lắm. Mà cái form nó rất là đẹp luôn nha mấy chị nha. Nó đẹp lắm mấy chị. Đây, em gom mới chế 97.000 à. Chế nào ưng lên giùm em nha. Mắt kính nâu 97.000 giùm em. Mắt kính nâu 97.000 nha mấy chị nha. Mắt kính nâu 97.000. Em ở tỉnh Phú Yên nha chị, em ở tỉnh Phú Yên. Nhưng mà họ gì quên mất mẹ nè. Rồi, không nhớ nữa. Rồi nha mấy chị nha, nói gì quên. Mắt kính nâu 97.000 nè mấy chị. Mắt kính hả mấy chị à, mình mua xịn quá mấy chị, bể nó uổng. Mấy hôm trước em qua đây em gom mấy cây xịn xịn gần 500 mấy bạc đó mấy chị. Em gì em xài được có 1 lần 2 lần bỏ vô cốp xe á, nó làm cái bấp gãy mẹ nó uổng. Bây giờ em xài họ em chờ đợi nó xăng là em sale. Mắt kính họ như vậy mấy chị, mình đeo nó vừa đẹp, nó vừa mát. Cần gì mấy chị, cần gì mắt kính 500-700 ngàn gãy phát nó tiếp đất ruột luôn. Em mắt kính thì mấy chị mang mà bị đau mắt em cho mấy chị trả lại. Không bao giờ bị đau mắt.
mà ngược lại nó còn giúp cho mấy chị chống tia UV, chống tia cực tím. Nhiều khi mấy chị á, thường á là mấy chị không có mang mắt kính hay chỗ này mình bị sạm lắm. Nhưng mấy chị nha, mấy chị mang cái này nè, mình đeo khẩu trang thường là tới đây thôi đúng không? Hai mắt với lại bên này nè mấy chị, hai mắt này nè. Nhưng mấy chị nha, là mình thường là phía dưới cái quần mắt này mấy chị mình dễ bị sạm. Thì mấy chị đeo cái này để nó chống tia UV và chống tia cực tím cho mấy chị luôn. Nha mấy chị nha. Ok lắm mấy chị. Năm cái quần 65 kg như thể già. Ok chị, mắt kính nào 97.000. Ok mấy chị luôn. Đổi thành 53 cái 50 cái quần lót đổi thành 53 ký nha. À ok Lê Bích nè, xà phòng vùng kín giá bao nhiêu đây? Tiền ship vừa Đắk Lắk bao nhiêu chị ơi? Ship 29.000 cho kiểm tra hàng trước khi nhận ạ. À. Nhưng mà chị Huỳnh Nhi ơi, mấy chị ơi cái đơn hàng mấy chị là nó hơi chậm chút xíu nha. Em chốt đơn hơi chậm chút xíu thôi nha mấy chị nha. Chứ không có mà chốt đơn liền được cho mấy chị đâu ha. Áo đẹp hả? Em cảm ơn chị Thu Trần nhiều nha. Cảm ơn chị nhiều này, cảm ơn chị Phép Bắc giùm em nè. Đây là cái cục sáp thần thoại cho mấy chị luôn. Cục sáp siêu tốt cho mấy chị luôn. Cục sáp rất là ok luôn. Em nói ví dụ nha, chị nào mà bị hôi vùng kín, hôi cô bé mấy chị, nặng mùi ơi là nặng mùi, một ngày mấy chị phải thay quần lót 3 lần, 4 lần, 5 lần em không còn biết. Nhưng mà mấy chị chỉ cần bị hôi cái vùng kín, mấy chị xài cục này nó trị hết thôi cho mấy chị luôn. Và thêm nữa là nó còn giúp lưu hương cho mấy chị nữa. Cái thứ hai này mấy chị, đó là nó giúp trị thâm cô bé, thâm cái bệm, thâm cái mông cho mình luôn. Cái thứ ba là chị nào có huyết trắng, dịch dơ, dịch vàng vừa tanh vừa hôi xài cục này chị em. Nó trị huyết trắng cho mấy chị luôn, trị cái dịch dơ cho mấy chị luôn. Mấy chị luôn. Và thêm nữa mấy chị, nó còn cân bằng độ pH âm đạo cho mấy chị nữa. Cái cục này 10 điểm trên 100 điểm luôn nha mấy chị nha, chứ không phải 10 trên 10 nữa mà 10 trên 100 luôn. Chất lượng của nó chỉ có tuyệt vời thôi nha mấy chị. Thứ nhất nè, mấy chị xài cái này nè. Này mấy chị, giờ mấy chị gỡ cái bịch bóng ra rồi mấy chị bỏ vô trong cái túi lưới. Mấy chị để cục sáp thôi, mấy chị bỏ vô túi lưới mấy chị rút lại. Mấy chị chà trực tiếp cho cô bé, chà qua hai cái bệm. Nhớ chà luôn cả sau mông để làm cái gì? Để nó trị thâm cái mông cho mình, trị thâm cái bệnh cho mình, trị thâm cô bé cho mình. Rồi cô bé mấy chị rửa như vậy á, là mấy chị để cho em 2 phút cho nó trị hôi nè, trị huyết trắng nè, trị thâm nè, cân bằng độ pH âm đạo nè, lưu hương thơm cho cô bé nè. Thử đi mấy chị, một cục người ta bán mấy chị rẻ lắm, cũng 95.000, 85.000, 75.000 cục đúng không? Em chơi lớn mấy chị, chuyến đi Thái em chỉ chốt giá này tại Thái thôi nha, vừa tới Việt Nam em không chốt giá này đâu. Gom mấy chị 59.000 một cục sáp âm đạo lên cho em. Sáp âm đạo 59.000, sáp âm đạo 59.000, chỉ chốt giá này tại Thái Lan, không chốt giá này tại Việt Nam. Cho nên là mấy chị lưu ý giùm em á. Cho nên là nhiều khi á mấy chị tránh trường hợp mấy chị hỏi này hỏi kia, để khi mà về nè, mấy chị về Việt Nam mấy chị nói ủa sao bên Thái siêu khác bây giờ chứ. Nói vậy em dễ quạo lắm nha mấy chị nha, tại vì em đã nói thẳng rồi. Em chỉ chốt giá xả này ở tại like của Thái Lan. Còn nếu mấy chị mà không chốt tại Thái, mấy chị về đòi Việt Nam, mấy chị đòi cái giá đó, và không, em không bán giá đó tại Việt Nam. Tại vì mấy chị biết sao là em, vì sao em đỡ mấy chị chốt cái giá này không? Là do mấy chị em đi Thái, em đi tới mấy ngày, em gom hàng về cho nên nó hơi lâu. Em sợ mấy chị giận, mấy chị buồn á, để hơi hàng hơi lâu mấy chị mới chốt. Cho nên thà em bán thì được rẻ, để cho mấy chị gom, mấy chị ủng hộ em. Xong nó ừ thôi kệ nó đi, nó đi hàng tận nơi, nó cực khổ mà, nó lấy chính hãng nữa mà nó bán cũng rẻ thôi, chờ nó thêm ngày hai ngày. Đó là lý do vì sao em chốt mấy chị giá rẻ. Nhưng mấy chị còn về Việt Nam này mấy chị, ừ mấy chị chốt bên nay ngày mai em ship liền à. Ủa còn gì em phải sale rẻ cho mấy chị nữa, em phải lời được 5-3 ngàn chứ. Đúng không mấy chị, cho nên là em không chốt giá này tại Việt Nam. Nhưng mấy chị nha, thông cảm giùm em ha. Rồi mắt kính ok mấy chị, sáp âm đạo ok mấy chị luôn, sáp âm đạo ok mấy chị luôn, 59.000 cục. Nhưng mấy chị cho hai hộp thăm nách. Chứ biết gì không, cái ba lô của em, thiệt mấy chị đi vô áo vố người ta, đem mỹ phẩm em đem theo bao. Mấy chị chưa thấy em đem theo một đống dép luôn, em đem theo mấy đôi dép luôn. Em nói qua đây em like ké. Chồng hỏi người ta thử bữa nay 11 giờ hay là 10 giờ đóng cửa nha. Em coi thử hiểu mà nó đóng cửa lúc nào em đi về lúc đó. Tại mấy chị biết sao, ở đây họ người ta không có cho qua livestream đâu. Do rất là, cái dụ như là rất là chặt. Nhưng mấy chị nha, hàng hóa thì người ta nhiều, mà mình ngồi đây mình like người ta không có chịu. Nhưng mà hơn ấy là em mua người ta rất là nhiều. Mấy chị thiệt luôn, áo vú mà em dám. Em nói thiệt, em áo vú em bán thêm hàng cho mấy chị thôi. Em không phải là con chỉ chuyên về đồ lót không, mà em dám chi một lần mấy trăm triệu gì em chi đồ lót cho mấy chị luôn á. Bởi vậy cho nên là người ta thấy em mua nhiều á, cho nên là em xin người ta xin like thì người ta mới cho đó mấy chị. Đút cho em cái kẹt. Đút cho em trong cái kẹt này để em like á. Nha mấy chị nha, cho nên chị nào ân lên giùm em ha. Nên like mấy này đâu có dám nè. Nè em đeo trong túi sách không. Em vô túi đây. Mấy chị nha, bà nào ân lên. Bà nhớ chị nha, vùng kín không 59 à. Chị ơi, em đâu có chốt 69, 59.000 thôi. Ủa 59 rồi chị ơi. Chị ơi, quần lót đi. Em mới like xong luôn á. Hai cục sáp âm đạo ok mấy chị. Quần kín chị 59 rồi nha. Chị Hương Nguyễn ơi, 69 là về Việt Nam em like. 69 đó là em chốt cái giá đó là tại Việt Nam.
Nha chị nha, chị hay mua ở Việt Nam là 69.000 á. Còn ở tại Thái em gom có chị 59 luôn, rẻ hơn lần 10.000. Để cho mấy chị đợi hàng á, mấy chị nhiều khi chốt chậm chút xíu mấy bà khỏi giận em á. Rồi cho mấy chị nha, chị nào lại lên giùm em ha. 4 cục sáp 59 ok mấy chị luôn. Like áo lót VIP chưa em, chị mới vô. Em mới like chị à, đợi chút xíu em like lại cho. Chị Phúc Ly ơi, không có chị ơi, hai sáp Tam Đào và ok chị Tam Nguyễn. Rồi, sáp Tam Đào chị 59 chứ không phải 69, 69 là em về Việt Nam em sale, em like giá 69 nha. Nè, nano này mấy chị, em đem theo mấy cái món mà mấy chị hay hỏi á, mấy bạn hay hỏi lắm. Cái hũ này là đặc trị thâm nách và hơi nách nó nhỏ nhỏ chứ. Rồi, mấy chị vô đồ lót cần tay mình đem thêm một phẩm. Rồi, mấy chị nha, đây sáp, sáp Tam Đào, ok chị. Cái này là đặc trị thâm nách và hơi nách. Chị nào bị thâm mà thâm đen thui, thâm đen xì, thâm ơi là thâm, thâm rất là thâm, thâm dữ lắm, dữ lắm Thủy ơi, chị thâm dữ lắm. Có chị nói với em như này, Thủy ơi, bị thâm 40 năm mà chị xài ba hũ của nhà em, chị trắng bóc. Em nói điêu mấy chị em mất lọc luôn. Chị nói chị bị thâm 40 năm rồi mà chị xài có ba hũ mà trắng bóc mấy chị. Cái đáng nữa mình xài thử mấy chị ha. Cái thứ hai, chị nào bị hoa nách, già hoa nách, trẻ hoa nách, đàn ông hoa nách, đàn bà phụ nách, đang có bầu hoa nách mà mấy chị thay đổi nội tiết tố bị hơi nách, hoặc là cái mùi bà đẻ mấy chị, mình sinh em bé xong mình thay đổi nội tiết tố mình bị hơi nách, mấy chị xài cái này đi, trời ơi nó đặc trị hay dã man luôn. Chị bị thâm ơi là thâm, thâm đen thui, thâm đen xì, thâm dữ lắm, thâm thâm ơi là thâm luôn, xài cũng hết cho em. Cái thứ hai là bị hơi nách, già hơi nách, trẻ hơi nách, đàn ông hơi nách, đàn bà hơi nách, phụ nữ hơi nách, hơi từ kiếp trước tới kiếp này mấy chị còn nghe cái mùi hơi nách luôn, xài cho em đi, sẽ hết thôi nách cho mấy chị luôn. Cái bị háng mấy chị, cái mông mấy chị bị thâm, xài cho em đi, trị thâm háng, thâm mông cho mấy chị rất là hiệu quả luôn. Đầu gối cụt tay mấy chị bị thâm, xài cho em đi, nó trị thâm cho mấy chị cực kỳ tốt luôn. Một hũ đặc trị thâm nách, chuyến này em xả mấy chị bao nhiêu biết không? Em xả mấy chị từ 165.000 còn 89.000. Đó là lý do vì sao mà em gom rất là rẻ. Giá này em nói trước, chỉ chốt tại Thái Lan, vừa tới Việt Nam không chốt giá này nha mấy chị nha. Giá này chị chốt tại Thái Lan, vừa tới Việt Nam không chốt giá này. Rồi lên đơn, gửi cho em sáp lộc lộc lộc, gửi cho em đặc trị thâm nách 89.000, đặc trị thâm nách 89.000. Lên giùm em nha mấy chị nha, xài trắng thật. Ê bắn tim, cảm ơn chị nhiều. Rồi năm sáp này ok mấy chị luôn, hai sáp này ok mấy chị luôn. Sao trời ơi, ba lô này á họ không mua không còn hàng nữa đâu. Xài hơn 4 năm rồi nè mấy chị. Mã họ chất lượng như những ngày đầu luôn nha mấy chị nha, không hư hao, không rách, không bong, không tróc da, không bị gì hết. Còn nặng ơi là nặng luôn, vẫn không xi nhờ. Không có, giờ nay mua đâu được nữa. Cái này mua không có hàng nữa đâu. Cái chỗ đó nó hết bán rồi. Giờ nó này nó bị dịch đó mấy chị à. Cái chỗ mà nó bán cho khách du lịch đó hết rồi. Em mua chỗ mà bị, cái chỗ mà cái khu chợ đêm á mấy chị. Cái khu mà nó gần chỗ khách sạn em á, nó có tối nào nó còn bán hết á. Nó bán cho khách du lịch đi mua sắm á. Nhưng mà họ giờ nay khách du lịch ít á, từ cái ngày khách du lịch rồi bắt đầu là nó hết bán rồi mấy chị. Rồi hai chai, à hai chai lăn khử mùi hai nách. Dạ không có chai lăn chị ơi, cái này là đặc trị thâm nách nha chị nha. Rồi nhưng mấy chị nha, chị nào lấy làm em mà sáp Tam Đào ok mấy chị. Rồi đặc trị thâm nách một hộp ok chị luôn. Rồi nhưng mấy chị nha, chị nào lấy làm em mà 5 cái quần chip 52kg sáp Tam Đào 59 ok chị, hai cái áo lót mút ngọng không ngọng sáp 32 á, có luôn chị, thâm nách ok mấy chị luôn. Nha mấy chị nha, thăm nách 89.000. Dạ. Oh, chồng ơi hỏi người ta thử cái mốt thế nào vậy? Thả bớt xuống đi, lạnh quá. Hỏi người ta thử cái mốt đâu. Trời ơi lạnh quá lạnh rồi. Rồi mấy chị đặc trị thăm nách ok chị. Ba lô em mua 500 bạc đó. Em mua 500 bạc đó chị à, mà nó hết rồi, không có mua được nữa. Cái da nó không có còn như vậy nữa đâu mấy chị. Áo em có áo ngực không? Em đang ở kho áo ngực luôn á chị, do em mới like nãy giờ á. Em ở kho áo ngực luôn á chị. Em ở kho áo ngực luôn. Còn cái nano chống nắng này mấy chế nào chưa có không? Mấy chế nào chưa có cái nano chống nắng này không? Xúc với chị em. Đây là những cái món mà em đi đó ấy. Ê, cái chai dung dịch vệ sinh phụ nữ chị nào chưa có lấy sớm nha. Dung dịch vệ sinh phụ nữ mấy chị có xài sáp, mấy chị cũng phải xài thêm cái này nha. Mình rửa cái này cho sạch đi rồi mấy chị mới rửa tới cái này nha mấy chị. Dung dịch vệ sinh phụ nữ này, em hứa với mấy chị một điều, về tới nhà mở cái nắp ra không thơm, thơm không dịu dàng, không đã cái nư của mấy chị em cho trả hàng. Cái thơm của nó là thơm sang lắm, thơm dịu dàng, thơm đã lắm. Cái thơm của nó rất là ok luôn. Thứ nhất đập vô mắt mình là có chữ thập ở đây, không phải sản phẩm nào cũng có chữ thập đâu mấy chị. Mà sản phẩm cực kỳ tốt, nó không có cái chứa cái chất độc hại mấy chị. Là nó mới có cái chữ thập này. Nhưng mấy chị nha, cái thứ hai con mấy chị từ 6 tuổi trở lên xài được rồi, đặc biệt là bé gái.
Tại vì bé gái nó học cả ngày mấy chị, vừa đại tiện tiểu tượng á mấy chị, cho nên nhiều khi á mấy chị nó rửa không có sạch sẽ, mình rửa cái sữa tắm nó không có sạch được và nó không có chuyên, thì mấy chị dùng cái này mấy chị rửa cho con đi, sạch sẽ cô bé cho mấy chị lắm, hay lộn cho con mấy chị lắm. Cái thứ hai, chị nào đang có bầu mẫn cảm với lại nó hay ra cái dịch nhờn mấy chị ạ, nó dịch vàng vàng mấy chị rất là khó chịu luôn, xài cái này đi nha, nó hết cái đó luôn mấy chị. Cái thứ ba, chị nào vừa sinh em bé xong mẫn cảm nữa xài cho em luôn. Cái thứ tư, chị nào dễ bị viêm dễ bị hôi cô bé xài cái này cho em luôn. Và cái thứ năm, cho chồng xài chung, ổng có sạch sẽ thì bản thân mình mới sạch sẽ. Chai này 200ml, giá của nó 125.000, gom sale mấy chị sập sàn luôn, 79.000 chai. Gửi giùm em dung dịch vệ sinh lớn nha, dung dịch vệ sinh lớn 79.000 một chai nha mấy chị. Chuyến cuối cùng rồi mọi người, cái chuyến sau không còn giá này nữa nha mấy chị nha, chuyến sau không còn giá này nữa. À thấy chưa, nhận được áo ngực rồi, đẹp lắm. Trời ơi, cảm ơn chị Lương Hoa. Lương Hoa nhiều nha, Lương Hoa cảm ơn chị nè. Đặc biệt thăm nách quần lót thun tâm có không em? Thun tâm là cái gì ta? Em mới là như là cột tông lạnh đó chị. À 10 thăm nách thôi, ok chị Trúc Ly luôn. Quần chiếc với, ok em đợi chị xíu, cho em áo ngực không gọng 40, không có size 40 nha em. Đặc trị thăm nách nha mấy chị nha, coi quần chị mới vô về đời em xíu. Có áo ngực không? Có chị. Áo ngực em có hàng VIP, em có hàng thường, em có hàng không gọng luôn nha chị nha. Rồi nha mấy chị ơi, lên giùm em ạ. Năm dung dịch, mấy chế nào mà chưa có cái này nha mấy chị nha, em nói thiệt mấy chị luôn á, mấy chị xài mà không đã cái nư của mấy chị em cho trả hàng. Em cam kết danh dự luôn, bởi vì cái dòng này mấy chị bây giờ nè hết rồi đấy, đây là chuyến cuối cùng. Bây giờ chuyến sau là có thể là lên lại giá 125.000 rồi mấy chị, siêu thị hết sale. Không phải công ty nó hết sale rồi nha mấy chị, cho nên là siêu thị nó đẩy hàng giá lên. Hồi bữa hổm á mấy chị, là hở mấy bữa hôm nay mấy ngày á, là bắt đầu là em order của nó là 2.000 chai nha mấy chị nha. Nó không chốt cho em một cái nào, nó không nhận tiền cọc của em luôn. Siêu thị không nhận tiền cọc là em biết là nó sẽ không còn hàng. Là bắt đầu em ngưng 2-3 ngày em không like, 3 ngày luôn, liên tiếp em không like 3 ngày, em không like cho dung dịch nữa. Tại vì mấy chị biết sao, nó tăng giá lên là em lỡ rồi. Em lỡ rồi là em nói thôi em chơi nhiêu đó thôi rồi, em không lấy nữa. Bắt đầu cái miết tới ngày 3 ngày sau, cái nó hỏi em là có muốn order thêm không, tại vì lần cuối cùng công ty nó sale, cho nên là nếu như được thì order luôn, còn chuyến sau sẽ không còn nữa. Cho nên là em order được cho mấy chị mấy ngàn chai, 5.000 em gom mấy chị được tổng cộng là 5.000 chai chuyến cuối cùng, cho nên là em mới gom được mấy chị 5.000 chai là dễ mấy chị. Cho nên là em mới nói mấy chị là chuyến cuối cùng rồi đó, là không có được cái giá sale nữa đâu nha mấy chị nha. Nếu chị em mình ân á, mình cứ xài với lại con mình, đồ xài chung á mấy chị, cho nó sạch sẽ. Em nói điêu mấy chị, em mất lọc luôn. Con trai nhỏ của em năm nay 7 tuổi, nó xài này mấy tháng rồi mấy chị. Bây giờ hồi trước em tắm em nặng nó ra đúng không, da nó bị bao quy đầu, nó bị bao quy đầu mấy chị. Con trai lớn của em á, em nói điêu mấy chị, em mắc lọc nha, con trai lớn của em nó bị bao quy đầu, nó ôm ở trong đó nó bị mùi hôi. Mà em đã thấy hai trường hợp của con những chị khác vô bệnh viện mấy chị, phải mổ cái bao quy đầu, nó bị sưng, nó bị lên mũ, nó bị phải mổ mấy chị, mà nó đau lắm. Trời ơi, em mình thấy mà mình đứt ruột luôn á mấy chị. Cho nên là em mới thấy con em cũng bị bao quy đầu, em cũng không, mình cũng không hề nghĩ gì đâu mấy chị. Bắt đầu mấy chị biết sao, em nghe cái mùi nó thủng luôn, chết đi. Em nói rồi xong tiêu luôn. Bắt đầu á họ là bắt đầu là có một khoảng thời gian sau là nó ra cái chai này, nó bán ở trong bệnh viện rồi nhiều lắm. Cái xong cái em mới mua gì cho con em xài, con em xài này mấy tháng rồi mấy chị. Bây giờ họ cứ nó tự tắm, nó tự động nó nặn ra, nó rửa sạch sẽ xong rồi á là nó mới tắm gội rồi nó rửa cái vùng hậu môn đó mấy chị, đó cái vùng đít đó, nó lấy đó nó rửa luôn cái vùng đít nó luôn cho nó sạch sẽ nha mấy chị nha. Đó cho nên là em mua nhà em xài mày hao lắm. Em ở trong cái phòng tắm á, nào là vợ xài, nào là chồng xài, nào là con xài, nào là chị xài, nào là cháu xài. Nhà em xài nhiều người mấy chị, bởi vậy cho nên là nó tốt lắm nha mấy chị nha. Rồi chị nào lấy làm em ạ. Nano VIP đợi em xíu. Áo nào vậy chị? Áo nào? Dung dịch vệ sinh hai chai nhé. Rồi có máng giếng nâng ngực tạo khe không chị? Không có em ơi. À cái miếng dán đó hả? Hồi mấy hôm trước chị thấy nó sale mà chị không có gom á em. Chị nói hầu giờ đâu có mặc đâu, đâu có biết đâu. À quên, nên áo VIP đợi em xíu, đợi xíu. Không có nha Lý Huyền ơi, em chỉ có hãng Sister hết thôi. Rồi dung dịch hai chai ok chị, 79 chứ không phải 89 nha Hoa Mai ơi. Ủa em đọc 89 hả? 79 đó chị, em sale còn có 79 cho nên là em mới nói chuyến cuối cùng á chị à, chứ không phải 89. Ê, em nói lộn hay chị ghi nhầm đó. 79 thôi nha chị nha, chứ không phải 89 đâu chị. Cái này là chai dầu bà già thần thánh của Thái Lan. Em nói với mấy chị này, kệ nó, mình nghèo gì nghèo mình kiếm chai hai chai đi gì mình xài. Em nói chân thành luôn. Nghèo gì nghèo mình kiếm chai hai chai đi gì mình xài để làm cái gì? Đau đầu mình sức lên cho em.
nó trị đau đầu rất là hay luôn, nóng nóng như mấy chị nha, nóng nóng thơm thơm mà. Em nói thiệt với chị, mình xức vô một chút xíu mấy chị hết đau đầu, khi nào mấy chị không hay luôn. Cái thứ hai chị là hay bị đau bụng, xức vô chị, xức vô cho em đi mấy chị, hết đau bụng hồi nào mình không hay luôn. Cái thứ ba chị là hay bị nhức răng, lấy cục bông chấm vô mấy chị nhét vô cái chỗ chân răng cho em, chết đi giàu bà già của Thái mấy chị ơi. Em đã tìm ra chân ái cuộc đời em rồi mấy chị, em đau đầu hoài luôn, sức hoài luôn. Một chai dầu bà già gom mấy chị, chiếc này chỉ có 29 ngàn, nhưng mà nói trước nha, nó hơi nhỏ mấy chị, ưng lấy đại vài chai đi, về xài có 29 ngàn một chai thôi. Ghi giùm em dầu bà già 29k, dầu bà già 29k lên đơn, dầu bà già 29 ngàn lên đơn nha. À, serum HA đợt này gom còn có 89 ngàn thôi nha Nguyên Lê ơi. Rồi đây em lên lại nha mấy chị nè, hai dùng sinh lót và ok chị luôn, quần lót vật tông, đợi em xíu cho em lên lại nè chị. Cái này á là dòng quần lót này á là dòng quần lót cọt tông lạnh nha mấy chị nha. Thứ nhất này mấy chị, co giãn cực kỳ thoải mái luôn. Mấy chị coi em nè. Mấy chị dằn xéo mấy chị mặc lâu ơi là lâu, nó không sợ bị bung đường vải. Cái thứ nhất, cái thứ hai không sợ bị hư phơm. Cái thứ ba này mấy chị luôn luôn có một cái đáy kháng khuẩn ở dưới đáy quần lót luôn. Nè mấy chị nha, nó luôn luôn có một cái đáy này mấy chị, đáy kháng khuẩn ở dưới quần lót rất là bền luôn. Mấy chị từ đường kim mũi chỉ cực kỳ chắc chắn luôn. Nha mấy chị nha. Quần lót cứ là bình thường 50 hay 55 ngàn gì em quên, mẹ hồi bữa trước bán 50 hay 500. Này mấy chị, đợt này em gom mấy chị giá sale 29 ngàn cái luôn, mình bán ít nhất từ 5 cái trở lên. Cái thứ hai là bởi vì quần lót nhà em nó có size, mấy chị bắt buộc phải lên số ký để em lấy size. Nha mấy chị nha, bắt buộc phải lên số ký để em lấy size. Em không cho chọn màu, thông cảm giùm em không cho chọn màu nha. Một cái như thế này thì mấy chị em bán mấy chị 29 ngàn nhưng mà chốt ít nhất từ 5 cái trở lên. Cái thứ hai là không cho chọn màu. Nha mấy chị nha, còn chị chọn màu á thì 55 ngàn một cái giùm em ha. Rồi nha mấy chị, quần lót em gom mấy chị 29 ngàn cái, không cho chọn màu. Nha mấy chị, hàng cái size cho nên mấy chị bắt buộc phải lên số ký để em lấy size. Nha mấy chị có 29 ngàn cái à. Nha mấy chị nha. Rồi nè mấy chị ơi, quần lót chị nào ưng lấy quần lót lên giùm em quần lót ạ. Một cái em gom mấy chị có 29 ngàn. Thứ nhất không cho chọn màu, thứ hai mua bán ít nhất từ 5 cái trở lên. Nha mấy chị nha, thông cảm giùm em nha mấy chị, thông cảm giùm em ha. Rồi chị nào ưng ghi giùm em nha mấy chị nha, chị nào ưng quần lót lên giùm em quần lót nha. Chị nào ưng quần lót lên giùm em quần lót nha mấy chị nha. Chị nào ưng quần lót lên giùm em quần lót nha mấy chị nha. Quần lót, ưng quần lót lên giùm em quần lót ạ. 29 ngàn một cái thôi, chị nào ưng lên giùm em. 29 ngàn một cái thôi, nhưng mà ít nhất em bán mấy chị từ 5 cái trở lên ha. Đây nó có mấy màu như vậy nha mấy chị nha, nó có mấy màu như vậy ha nha mấy chị nha, hàng của hãng Sister Hot nha mấy chị, cái này là hàng của hãng Sister Hot giùm em ạ. Rồi nha mấy chị nha, chị nào ân lên giùm em ạ. Quần lót, quần lót có mỗi mỗi gì, mỗi này bè xốp là sao? Dạ thì mình ân á thì mình mua, mình không ân á thì thôi, chứ giờ làm sao chị, chứ giờ làm sao giờ, chị muốn em sao giờ, chị muốn sao giờ, chị muốn nhiều mẫu hơn thì mình welcome Bangkok nha chị nha, welcome Bangkok nha chị ơi. Chứ bây giờ em có sao em bán vậy, chứ giờ làm sao giờ chị, giờ có sao bán vậy chứ giờ làm sao. Giờ bà già ok chị nè, 5 quần lót 60 ký ok chị luôn. Kem chống nắng nano bao nhiêu tiền chị ơi, em gom cho mấy chị còn có giá là 69 ngàn một hộ chống nắng nano nha. Rồi mới chế lên dầu bà già rất là nhiều nha, dầu bà già dung dịch vệ sinh mới chế lên rất là nhiều luôn. Mấy chế nào lấy thì lên giùm em nha, mấy chế nào lấy lên giùm em ạ. Quần lót 29k, 68k, không có 68, 50kg, quên 40kg cho tới 65kg thôi nha chị nha. À, không, không có, không có, à, không, không có size to hơn nữa. Nó chỉ có size tới 65kg thôi nha mấy chị nha. Không có size to hơn 65kg nha mấy chị. Không có size to hơn 65kg giùm chị em ha. Nha mấy chị nha, không có size to hơn 65kg. Đây, nano nè. Hồi nãy giờ mấy chị cứ kêu em lên nano. Dầu bà già ok mấy chị nè, dầu bà già em gom mấy chị có 29 ngàn một chai à. Kệ nó mấy chị, mình mua về để dành mình xài. Đúng thiệt mấy chị, em đau đầu hoài luôn. Chứ là em hay uống nhà em đau nhiều mấy chị à. Cho nên mấy chị thấy không, em mới nhớ nhớ quên quên đó mấy chị. Đó dễ mà từ ngày này mấy chị. Do là mấy chị biết sao, em đau đầu nhiều lắm mà cứ việc đau á là em hay bị quạo á. Cho nên em sợ em bị quạo á mấy chị. Cái em uống giảm đau. Em mấy chị tin không, có khi ngày nào em cũng uống mấy chị. Một tháng gần như là em uống 30 ngày luôn á. Nhưng mấy chị, nhưng mà cái chai dầu này từ bữa tới giờ em không uống giảm đau nữa mấy chị. Em đau đầu là em biết ý á mấy chị, mình biết ý mình liền, mình xức vô liền, đừng có để ra đau nặng hơn. Nhưng mấy chị nha, một lúc cái em hết đau hồi nãy em hay. Nếu bây giờ em đang đau nè, em đang đau em mới lấy chai dầu để em thoa đó mấy chị. Cái là một chút xíu nữa là em đỏ đau liền rồi mấy chị. Do em nói nhiều nữa không biết nữa, em nó rất là mệt luôn á mọi người. Vậy mà em xài cái này ok lắm. Chị Văn Nguyễn à, không có 68 kg chị ơi. Chuyến sau, chuyến khác thôi chị.
Ừ, thâu 5 kg em có, thâu 8 kg em có nha chị. Dạ ok đó chị. 65 kg em có, 68 kg em có nha chị nha. Rồi, nano vip. Nano vip giùm chị em nha mấy chị nha. Nano vip này. Mấy chị nhớ ghi chú giùm em cái nano vip giùm em nha. Nano vip giùm chị em. Đây, áo ngực nano này mấy chị, đẹp chưa? Dầu bà già ok chị, chống nắng nano, một hộp sáp âm đào, một cục ok chị luôn, hai chống nắng nano. Mấy chế nào mấy chị, dung dịch vệ sinh em gom cho mấy chị giá sale 79 ngàn à. Dung dịch vệ sinh em xem mấy chị có 79 ngàn thôi. Đây là cái dòng áo vú nano vip và dòng đắt tiền nhất luôn nha mấy chị nha, đã lắm chị, có một cái lớp kháng khuẩn ở bên trên nha mấy chị nha, bởi vậy cho nên là nó phủ một lớp nano cho nên nó lâu cũ cực kỳ luôn mấy chị, mặc hoài không thấy cũ luôn á. Cái thứ hai này mấy chị, ở bên trong nó mềm mại như da em bé luôn, như da em bé luôn. Cái thứ ba này mấy chị, cái laser nó cắt cho mấy chị nè, nó toàn bộ là nó cắt bằng laser hết, chuẩn phơm của nó cho nên không sợ bị bể phơm nha mấy chị nha. Hàng giả mấy chị xài 3 bữa là bể phơm liền, nhưng mà hàng chính hãng em nói thiệt mấy chị, bao mấy chị trọn đời luôn, không bao giờ bị bể phơm nha, không bao giờ bị bể phơm nha mấy chị. Thêm nữa nè mấy chị ơi, tuyệt đối không bao giờ bị chảy áo ngực nha mấy chị. Thêm nữa, chị nào mặc mà bị nóng, bị bứ vít, khó chịu, em cho mấy chị trả hàng luôn. Nói chung em bao mấy chị chất lượng từ 400 cho tới 500 ngàn trở lên, không dưới 400 ngàn. Mà em gom sale mấy chị có 135 ngàn thôi. Gửi dùm em nano vip nha mấy chị nha. Nano vip cái bản size nó cũng, cái lưng nó cũng to nữa mấy chị. Nó to đã mấy chị, to mà to vừa nha, không phải siêu to nhưng mà không phải nhỏ nha. Cho nên là nói chung này mấy chị, cái này nó trên 10 điểm. Nó 10 điểm, chọn 10 điểm luôn, không có. Thiệt mấy chị, 10 điểm mấy chị cho nó 100 điểm mấy chị cũng không thấy quá nữa nha mấy chị nha. Ok lắm. Nano vip em có màu da, em có size 34, 36. Nó lẻ size cho nên em gom được với chị giá sale đó nha. Nano vip màu da em có size 34, 36, gom với chị 135 ngàn. Nano vip màu hồng em có size 34 và 36, 135 ngàn luôn. Đẹp 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 mọi người ơi, 34, 36, 135 ngàn luôn. Nano vip màu đỏ em có size 34 và 36, 135 ngàn luôn nha mấy chị nha. Nano vip màu, màu gì quên rồi ta, màu màu gì quên rồi ta, màu nâu 34 36, 135 ngàn. Mấy chị ơi, nó chỉ có size 34 và 36 thôi, không có size to hơn, không có size nhỏ hơn nữa nha mấy chị nha. Có cần không? Không không, lúc nãy chốt rồi, có cần chốt lại không? Em không cần chốt lại đâu chị, chống nắng mặt hay tay chân mặt nha chị, cái này có chút xíu mà mặt nha chị, dành cho da mặt, dành cho da mặt nha chị nha. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy em mà mặt 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 nha, không có 38 mà em thiệt, cái này mà có 38 em đội nó trên đầu luôn á chứ ơi. Em nói thiệt mấy chị luôn, 38 mấy chị hỏi nhiều tới cái mức mà em thiệt, nó nhiều tới cái mức mà còn hỏi nhiều hơn cả mấy chị mua số lượng size 36 luôn á mấy chị. 36 là em bán là coi như cực kinh khủng luôn, tại vì 36 là cái form đại trà, cái form đó là cái form rất là nhiều người mặc, cho nên là thường cái form đó em bán cực kỳ chạy, mà 38 mà còn hỏi nhiều hơn cả 36 luôn, do nó không có hàng. Nhưng mấy chị nha, thiệt luôn, đã lắm mấy chị. Rồi nha mấy chị, không có nha chị Tạ Quỳnh Lan Anh ơi, chị Quỳnh Lan ơi, áo đang mặc bao nhiêu em? 189 ngàn chị Hà Võ, áo đang mặc là cô gái bướm từ 50 kg tới 90 kg, 189 ngàn nha chị nha. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm em mà ghi giùm em nha, màu hồng 36 ok mấy chị luôn. Nano vip màu da 38 ok chị Nguyễn Khanh luôn. Nano vip size 34 màu da màu nào ok chị Hiền Ngô luôn. Nano vip size 36 đủ màu cho chị Su Su luôn. Nano vip màu da màu hồng size 36 cho chị Hoàng Kim luôn. Ô là trời, thiệt luôn mấy chế ơi, thiệt sự luôn mấy chị ơi, ngày nào em cũng like hết á, mấy chị cứ coi đi nha. Mình nhận hàng rồi mấy chị mặc thử trong người luôn nha mấy chị nha, kể cả mấy chị mặc thử trong người luôn, chỉ cần nó hơi cấn một chút xíu thôi, nó không đã cái nư mấy bà một chút xíu thôi, tôi cho mấy bà trả hàng. Kể cả những chị khó chịu khó chịu khó chịu, các bà khó tính khó cỡ chừng nào đi chăng nữa, mấy chị đụng vô cái thằng nano vip là im liền luôn nha mấy chị, im ru luôn nha mấy chị nha. Kể cả dễ còn mấy chị còn nhiều khi mấy chị còn ủng hộ em nhiều hơn nữa mấy chị, mua gì đã quá, lấy thêm rất là nhiều nha mấy chị, cho nên là mấy chị cứ yên tâm ha. Ưng màu nào xúc cho em màu đó, nhưng mà nhớ comment em thêm là chữ nano vip nha. Nano vip tem thị đen là mấy chị biết liền à. Nano vip màu nâu có size 34 36 135 ngàn. Nano vip màu đỏ 34 và 36 135 ngàn. Nano vip màu hồng 34 và 36 135 ngàn. Nano vip màu da 34 và 36 135 ngàn. Chị nào ưng màu nào lên cho em màu đỏ nha. Nano vip nha mấy chị nha, nano vip giùm cho em ạ. Nha mấy chị nha, nano vip giùm cho em ha. Nano vip nha mấy chị nha. Rồi ok ok mấy chị nè. Rồi comment cái màu, comment cái size giùm em ha. Hai chai dung dịch vệ sinh rồi ok mấy chị nè. Dung dịch vệ sinh nha mấy chị nha. Đây. Em có ké thêm cái này đi. Cái gì không? Có vườn lót mà em không, không có em ơi, không có nha. Cái này á là cái xét kem nó răng ông già. Nha mấy chị, xét kem nó răng ông già.
chưa có dòng kem nào mà nó tốt qua cái dòng kem sét kem đang đang già mấy chị, chưa có cái dòng nào luôn, chưa có từng cái dòng nào. Em nói thiệt mấy chị ơi, mỗi lần soi gương mình tự tin lắm. Hồi trước cái răng của mình nó vàng nó ố mấy chị, cái vàng nó ố nó sẫm cái màu nó đen á mấy chị. Em nói thiệt mấy chị nè, bây giờ chân răng em nè, em nói thiệt mấy chị lần nha, không có còn một cái mảng bám mà màu vàng vàng nó bám trên răng. Mà hồi trước em nó bám gần tới nửa chân răng này chị, nửa cái chân răng này nha chị nha, cái chân răng của em mấy chị. Bây giờ nó trắng hồi trước nhưng mấy chị nha, ví dụ như nó 10 phần. Bây giờ nó trắng gần như là 7 phần luôn, mấy chị tin không? Không hề, em không hề đi lấy cao răng vôi răng nha. Không không hề một lần nào trong đời của em, chưa từng lần nào em đi cao răng vôi răng. Đi trám chân răng thì em có, chứ em chưa từng bao giờ em đi cạo vôi răng hay là lấy cái kiểu như là lấy cạo răng vôi răng hay là lấy cái vôi răng như mấy chị, chưa từng. Nhưng mà bây giờ mấy chị tìm một cái mảng bám và một cái cao răng vôi răng trên trên cái chân răng của em, không có một mảng luôn. Hay lắm mấy chị. Cái sách kem đó nè, công nhận là phải rất là phục nó luôn. Em xài nay được 6 năm rồi, có thể là em xài lâu dài quá cho nên là mình càng xài mấy chị nó lại càng tốt hơn, nó càng ok hơn. Nhưng mấy chị nha, cái này là sách kem đánh răng không già, nó chuyên đặc trị cho mình này. Đặc trị vàng răng, đặc trị ố răng, đặc trị cao răng, đặc trị vô răng. Đặc biệt là chị em mình hay bôi miệng, xài chị em đi. Một set 2 tiết bự chà bá lửa luôn, giá của nó là từ 145.000, em gom sale cho mấy chị chỉ có 79.000 thôi mấy chị. 79.000, 2 tiết bự chản. Mấy chị ơi, mình xài lâu dài. Thay vì mấy chị xài hàng kia hàng nọ hàng e bằng cái, mấy chị em nói về cái độ chất lượng và cái độ lâu dài, em khuyên mấy chị chân thành xúc cái thằng này gì cho em. Mấy chị ơi, mấy chị càng xài mấy chị càng thích thôi. Mấy chị không muốn xài những cái dòng khác nữa đâu mấy chị. Nó the the, nó mát mát và nó sạch cái miệng mình cực kỳ. Một ngày cứ xài cho em 2 lần sáng tối như bình thường thôi. Đợi đi mấy chị, cái chân răng mấy chị, cái cao răng răng này không cần mấy chị phải đi lấy thêm nữa đâu mấy chị. Má họ từ từ mạng bám đó hỏi đây mất đó chị. Em giờ cái răng em hồi trước nha, em nó xạo mấy chị thôi nè, nó cạo ra nó sẽ có màu trắng, nhưng mà bây giờ nha không bao giờ có trường hợp đó. Cứ cho em xét kem đánh răng ông già 79.000 một set 2 tiếp, em bán cả set nha mấy chị. Dạ ok mấy chị luôn. Ra như mấy chị thăm nách cơm đâu ok chị. À, vòng đá chị kêu em nhắn tin miệt singer nhưng em vô đá nhắn không được, chị thông cảm cho em nghe. Bây giờ em đặt hàng ở trên là được được nha mong manh ơi. Rồi nano vip size 36 một cái. Chị Liên Bích ơi, lên cho em cái màu lấy áo có gọng mà lót mỏng đi Thủy. Trời ơi, đợi chuyến sau đi chị ơi. Có quần lót nem không? Có quần lót nem. Gửi cho em set kem đánh răng ông già 79.000 một set 2 tiếp bự chản luôn. Nha mấy chị ơi, dưỡng da tay bây giờ không có chị. Em đeo 100 ba lô này có chút xíu, em đang ở kho đồ lót. Em đem ở trong ba lô này có ít lắm chị ơi, em đem trong ba lô này ít lắm. Có ít lắm mấy chị, có ít lắm cho nên là không có mấy cái đó được. Em đeo mấy cái món mà mấy món mấy chị hay hỏi nè, như chống nắng nano rồi thâm nách rồi sát kem đánh răng ông già rồi mấy chai dầu vậy thôi. Sáp âm đạo cũng nhiều chị hỏi cho nên em đem theo. À, cái chai dầu đột quỵ này em đang xài cho nên đi đâu em cũng mang theo á chị. Đấy rồi, xay xe nè, mấy cái mà em hay xài thì em đem theo thôi. Nha chị nha, tại vì em đang ở kho đồ lót á cho nên là không có like được nhiều món nha chị. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy hàng nhà Thủy số 1 bắn tim chị Nhung Sơn này quá trời luôn á, cảm ơn chị yêu nha. Rồi nha mấy chị, nano 36 hai cái màu nâu màu hồng ok chị Lê Thị Thùy Vân này. Kim đánh răng ông già ok chị. Rồi kim đánh răng ông già 79.000 một set 2 tiếp. Kệ nó mấy chị, đường nào mình cũng phải xài. Chứ bây giờ đâu có ai mà không xài kim đánh răng đâu đúng không mấy chị? Mình xài cái chỗ cái loại khác cũng hết 50-70 ngàn tiếp thì bây giờ mấy chị mua 79.000 hai tiếp luôn. Em bán rẻ rồi cho nên là khỏi cần. Mấy chị hỏi em là Thủy ơi sao chị mua nhiều mà không giảm giá cho chị? Dạ không, em không giảm nữa nha mấy chị, em nói thẳng luôn. Kim đánh răng ông già mấy chị mua nhiều mua ít gì hết cho mấy chị nha. Chị mong manh chặn tin nhắn không chốt được hả? Ủa mong manh ơi, em chặn tin nhắn chị rồi đó, em mở tin nhắn chị bên chị ra đi, chị mới chốt được nha em. Nano chị nào lấy liền em ạ, kem đánh răng ông già 79.000 một set 2 tiếp luôn. Nano VIP size 36 màu da cho chị Liên Bích luôn. 5 set kem đánh răng ông già ok chị Hoàng Kim luôn. Thông cảm nha mấy chị ơi, thông cảm cực kỳ thông cảm giùm em bởi vì nó vừa nặng nữa. Người ta có bán rẻ hở cũng 8999 100 mấy ngàn trở lên. Em bán với chị còn có 79.000 à, cho nên thông cảm giùm em là không giảm giá được hơn nữa nha. Nguyễn Hồng Diễm lên số điện thoại giùm em nha. Nguyễn Hồng Diễm ơi, một set nha chứ ơi, một set nha Phạm Nhung ơi, một set nha. Xây xe em gom mấy chị 9.000 vĩ à, xây xe 9.000 vĩ của Thái này mấy chị hay lắm. Kem đánh răng ông già ok chị Nguyễn Hồng Diễm lên giùm em số điện thoại nha. Áo nano 135.000 thôi nha Lê Mến ơi, áo nano 135.000 thôi nha. Xét kem đánh răng ông già ok mấy chị luôn, xây xe một vĩ 9.000 thôi nha mấy chị, xây xe một vĩ chỉ 9k thôi. Nhưng mà chị kem đánh răng nhà chị em xài rồi nè, ok lắm, còn thơm nữa. Đúng rồi, nó vừa đặc trị trắng năng, đặc trị hôi miệng tốt lắm em. Mấy chị nào xài em nói thiệt mấy chị, thấy những người mà đi du lịch, em qua hoài mà cứ một tuần bên Thái, tuần Việt Nam, em nói thiệt mấy chế đi du lịch đó, mấy chị hơi mấy cô hơi lớn tuổi á, em
em nói thiệt cái vali căng rồi. Mà mấy chị biết làm sao? Xé cái hộp ra, giục cái hộp đi, nhét mấy tiết kem đánh răng nè. Ở vô siêu thị nó sale mà mấy chị cứ vô siêu thị đi, mấy chị gom được cho sale à. Xui lắm mấy bà mới đi, không có trúng cái lượt, nó không sale thôi. Chứ còn đa phần là mấy bà gom, wow gom là gần như là một tháng nó gần như là nó sale gần như là 25 ngày. Bà nào xui lắm mới đi, mới không có trúng dịp nó sale thôi. Đó, tôi nói thiệt, cái hộp họ xé giục, lấy hai tiếp nhét vô trong cái vali vậy mấy chị, để đem về Việt Nam xài. Em nói thiệt, cái này là nói tới kem đánh răng ông già là chỉ có Thái nó mới có thôi nha mấy chị ha. Còn lại là như tụi em nè, mấy chị mà em về Việt Nam em có bán á, một là nhập lại, hai là hàng giả thôi nha mấy chị nha. Cái này ok lắm mấy chị. Xà phòng kém gạo chị ơi có, nhưng mà nó đang ở khách sạn á, bây giờ em đang ở kho đồ lót, em không có like được nha chị. Cái chất kem của kem đánh răng ông già nó màu trắng. Nếu như mà mấy chị mua chất kem ông già mà nó là màu đục, màu đục nha, màu đục nha mấy chị, màu đục là không phải hàng của nó đâu, và cái mùi của nó hôi hôi là không phải hàng của nó đâu nha mấy chị nha, đừng xài. Rồi mấy chị say xe ok mấy chị luôn. Xà phòng kem gạo là em có khách sạn đó chị à, chứ còn ở đây em không có mang theo, em chỉ mang mấy cái món mà chín chín thôi. Rồi nhưng mấy chị say xe rồi, mấy chị ơi, mấy chị nào biết cái dầu chống đột quỵ của Thái chưa nè mấy chị? Cái hũ này, cái hũ này em đang xài này, đi đâu em còn mang theo hết á. Mở cái nắp ra cái mùi thơm nó phá vô mặt em một phát là như em thích liền luôn. Ghiền ghiền hết chị, mấy chị ghiền hết tại cái mùi nó thơm. Mấy chị em nói mấy chị nghe nè, kệ nó, mình nghèo gì nghèo, mua chai đi về xài. Đầu tiên mấy chị rửa thật là sạch cái lòng bàn chân, mấy chị dứt miếng dầu ra, mấy chị xoa đều lên, mấy chị xoa đều từ cái gan bàn chân, từng cái lòng bàn chân, từng cái mô bàn chân, mấy chị xoa tới đâu mấy chị bóp cho chó chim xuống xuống chơi ơi xuống, nó tản máu tản mang, nó lưu thông máu huyết. Chị nào bị tê tay tê chân nha, bị tê chân mấy chị, bị tê chân nhất mỗi chân này nha mấy chị nha. Đó mấy chị xoa này mấy chị, nó tản máu tản mang, lưu thông máu huyết, ngăn ngừa đột quỵ cho mấy chị ngủ ngon giấc hơn. Và đặc biệt nha mấy chị nha, nó còn giúp cho mấy chị khỏe người cực kỳ, đối với những chị nào mà hay bị đau nhất. Mấy chị biết không, chiếc vừa rồi em gom mấy chị là 65 ngàn đúng không, chiếc này em gom mấy chị bao nhiêu mấy chị, nghe cái giá mấy chị giật mình luôn, 48 ngàn. Dầu chống đột quỵ 48 ngàn, dầu chống đột quỵ 48 ngàn. Do chuyến này sĩ của em gom mạnh quá mạnh, mới chuyến vừa rồi em gom mấy chị 65 ngàn, bây giờ gom mấy chị còn 49 ngàn. Chuyến vừa rồi em gom 65 ngàn, chuyến này còn 49 ngàn. Mấy chị ơi, đợt này sĩ của em gom cực kỳ mạnh luôn. Riêng cái hũ này em lấy được 8 ngàn hũ nha mấy chị ơi. Dầu chống đột quỵ em lấy được 8 ngàn hũ luôn, cho nên mới xin được cái giá tốt và nhà thuốc người ta giảm giá cho mình luôn. Cho nên là em lấy mấy lại bằng luôn cái giá sĩ luôn nha. 48 ngàn một hũ dầu chống đột quỵ lên cho em, 48 ngàn. Em mua tại tiệm thuốc tây bên Thái Lan, đối điêu mấy chị em mất lọc nha mấy chị nha, chứ không phải họ có nhiều người ta đi lấy là hàng của Campuchia đâu nha mấy chị. Nếu cái chai dầu này em không phải lấy tại gốc của trong nhà thuốc tây bên Thái Lan, em nói điêu mấy chị em mắc lọc luôn nha mấy chị nha. Tại vì mấy chị biết sao, cái dầu này nó có hàng giả nó bán cái hai mấy ngàn chai à. Bây giờ không thể so được, không thể so được, không thể được, không thể được nha mấy chị nha. Giả vẫn luôn là giả, mấy chị hai mấy ngàn mà nó làm được cái gì nha mấy chị nha. 48 ngàn là em nói thiệt mấy chị quá sức rẻ rồi nhá. Mấy chị dùng cái dầu này mấy chị rửa cái chân thiệt là sạch đi nha, mấy chị xoa bóp nè nha, mấy chị thoa tới đâu mấy chị xoa, xoa cả cái gót bàn chân nè, cái lòng bàn chân nè mấy chị, cái ngón này mấy chị thoa lên cả này luôn cho em, cả cái mô bàn chân luôn. Mấy chị coi giùm em nè, cái chân của mình nó có cực kỳ nhiều huyệt luôn mấy chị, nhìn mấy chị biết mà, mỗi một cái huyệt á là nó có nhiều cái công dụng khác nhau, và nó có cái mặt nó khác nhau. Cho nên mấy chị cứ xoa bóp đi nha, để cho nó tốt, nó không tốt chỗ này nó cũng tốt, chỗ kia nó cũng tốt chỗ nọ. Đặc biệt nói về cái đau nhức cho mấy chị á, nó đỡ hơn rất là nhiều nha mấy chị, đỡ hơn rất là nhiều luôn. Mình hay bị tê chân nè mấy chị, mình hay bị nhức mỗi người nè. Đó nha mấy chị nha, dùng nè mấy chị. Dầu đột quỵ chiến này em gom mấy chị chỉ có 48 ngàn à. Sẵn mình có đơn hàng, mình lụm mình bỏ vô. Nhưng mà họ mấy chị ơi, nhớ ráng đợi giùm em vài ngày nha. Bên em hiện tại ở Thái nó đang chốt đơn là 2 ngày trước rồi. Ngày 24 nó đã chốt cho mấy chị rồi. Nha mấy chị, hàng tại vì hàng nó đã về trước hơn một nửa tại shop em rồi á. Cho nên là bắt đầu nó đã chốt đơn rồi nha mấy chị nha. Còn cái nào mấy chị nào chưa đủ đơn, nó chưa chốt là đợi em ngày 27-28 em đem hàng gì em trả đơn mấy chị luôn. Chứ tại vì bây giờ là nó chốt đơn cho mấy chị là hàng nó lại về hơn một nửa, gần như là đủ hết một nửa cho mấy chị nửa hàng rồi. Hãy mấy chị nào đủ đơn nó đi trước, nó chốt cho mấy chị đi trước. Còn hàng chị nào chưa đủ đơn thì mấy chị ráng đợi giùm em. Ngày 27 này em về Việt Nam em trả đơn cho mấy chị luôn. Là tối mai đó mấy chị, khuya mai là em về rồi á. Nha mấy chị nha. Rồi lên giùm em dầu chống đột quỵ nha mấy chị nha. Năm vườn lót ok chị luôn. Kệ nó mấy chị. Mình cứ mua chai này mấy chị ơi thiệt. Mấy chị nghe em đi, mấy chị nghe em đi. Mấy chị xài cỡ tầm 10 ngày tới 15 ngày cái dầu bắt đầu mấy chị
nó quen cái chế độ đó rồi á. Bắt đầu họ nó giúp mình tản máu tản mang, mấy chị đi ngủ nó ngon giấc và ngủ được sâu giấc lắm. Chị Hương luôn ơi, em thấy rồi nè chị ơi, em thấy rồi nha. Mấy chị cứ lên giùm em dầu chống đột quỵ giùm em là được nha mấy chị nào cũng có đơn hết đó nha mấy chị ơi. Chị nào cũng có đơn giùm chị em nha mấy chị nha. 4k trái cây 119 ngàn nha chị Lê Vy ơi. 4k trái cây 119 ngàn, nhưng mà bây giờ em không có like được đâu, tại vì em đang ở kho áo vú. Em thuần vô trong Zalo này nó chỉ có mấy món như này nè. Nè, em thuần vô Zalo này nè, đấy. Nặng trịch luôn, ông đi tới đâu ông chữ tới đó. Đây, em thuần vô Zalo được nhiêu đây. Anh gom được nhiêu đây nha. Rồi nha mấy chị nha, dầu chống đột quỵ ok chị luôn. Rồi nha mấy chị, dầu chống đột quỵ ok mấy chị, dầu chống đột quỵ ok, hai tiếp kem. Một set hai tiếp em bán cả set nha chị, em bán cả set. Rồi chị nào lấy lên giùm em ạ, ba mẹ em cũng xài dầu đột quỵ nha. Rồi nha, rồi nè, thích lắm nè, cảm ơn chị Yến Vũ nhiều nha. Hai dầu bà già ok chị, chốt thêm hai chống nắng nano dồn đơn. Dạ ok chị nè, dầu lăng vàng mà bên trong nhiều vị không chị có em. Dầu lăng vàng là chị gom 49 ngàn một chai đó em. Nha, 49 ngàn một chai nha Tony ơi, dầu lăng vàng 49 ngàn nè. Rồi nha mấy chị, dầu đột quỵ ok mấy chị luôn, chị nào ân lên giùm em ha. Có 48 ngàn à, xin lỗi mấy chị 48 ngàn à. Ô bây giờ không có like giảm cân được mấy chị ơi, bây giờ giảm cân không có hàng đâu. Giảm cân bây giờ không có hàng đâu nha mấy chị nha. Chống nắng nano này mấy chị, đây chống nắng nano. Một hũ như thế này nó có tới 5 công dụng lận. Thứ nhất chị nè nè, mấy chị thứ nhất nó có tới 5 công dụng lận. Đợi mấy chị đợi em xíu nha. Nano. Cái hũ đang xài đâu chị. Hũ đang xài bỏ khách sạn rồi nè. À đây 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 đây. Đi đâu cũng đem theo chị. Đi đâu cũng đem theo á. Đây là cái hũ chống nắng nano. Trời ơi mấy chị ơi, nhưng mà cái giá này chị gom tài thái thôi nha. Chống nắng nano này mấy chị, nó có tới 5 công dụng lận. Nè cái hũ em đang xài này mấy chị. Thứ nhất nè. Nha mấy chị ơi, thứ nhất này mấy chị chống nắng nano nha. Chống nắng nano là nó thiệt mấy chị luôn, em bán cực kỳ chạy shop em luôn. Chạy vô địch, chạy vô đối luôn nha mấy chị nha. Đây. Nè mấy chị coi giùm em nè, cái chống nắng nano này mấy chị nó có tới 5 công dụng lận. Thứ nhất nó dưỡng trắng da ban ngày cho mình. Thứ hai nó chống nắng SPF 50 BA cộng cộng. Thứ ba mấy chị thoa tới đâu nó mềm, nó mịn, nó mướt cái da cho mấy chị tới đó giùm cho em. Đó, nha. Thứ tư này mấy chị thoa tới đâu nó chia đi cái khuyết điểm. À, đã chưa? Nó chia đi khuyết điểm còn xấu trên da cho mấy chị luôn. Và cái thứ năm này mấy chị, đó là nó bổ sung collagen. Không phải loại nào nó cũng bổ sung collagen đâu mấy chị, mà loại này nó cực kỳ bổ sung collagen luôn mấy chị coi em nè. Đó. Cái gì đấy chưa? Ừ. Nha mấy chị. Ừ, đã chưa? Nên mấy chị coi em nè, chống nắng nano nhà em, mấy chị xài thử đi, kể cả mấy chị nào khó tính luôn, khó chịu, khó chịu, khó chịu, mấy chị xài đi cũng bảo đảm gật cù. Ừ thì ơi, xài ngon ghê. À, thấy chưa, đẹp chưa? Mấy chị ơi, coi nè, em thoa lên một cái lớp thôi như thế này thôi là đã đẹp tự nhiên rồi, không lộ vân kem luôn, trắng hồng tự nhiên. Khác hẳn hồi nãy lên, tại hồi nãy em đâu có xài kem. Mới lại vừa tắm rửa xong là không có xài kem, mấy chị ơi lặt đặt chạy qua đây luôn á. Chứ không có kịp làm gì luôn. Bây giờ em thoa mấy chị nè. Chống nắng nano một hũ 120 giờ gom mấy chị 69 nha. Giá gom tại Thái, khi về Việt Nam không chốt cho này, nghe kỹ giùm em. Tránh hỏi trường hợp em là ừ thì ơi sao bữa bên Thái gom còn 69 mà giờ về đây hả? Bán mấy chị 75-79 ngàn, tại vì em bán mấy chị có giá tại Việt Nam là riêng rồi. Mấy chị nhớ kỹ giùm em nha, đừng hỏi mấy câu đó nhiều khi em quạo lắm mấy chị. Nha, tại vì mấy chị biết sao, em đã nói kỹ rồi. Giá này chỉ chốt tại Thái Lan, không về Việt Nam chốt cái này. Mấy chị nghe kỹ giùm em, những cái món đó mấy chị ơi về Việt Nam đừng hỏi em là ừ phải chốt mấy chị giá đó nha. À mấy chị thấy đã chưa? Mấy chị thoa tới đâu nó mướt, nó mịn cái da cho mấy chị tới đó và nó che khuyết điểm cực kỳ tốt luôn. Người ta không có biết mình đang xài kem. Nha mấy chị. Ok chị luôn. Hai chai dầu lăng vàng ok chị, dầu bà già, dầu bà mập 29 ngàn. Dầu bà già 29 ngàn nha, dầu bà già 29 ngàn. Chống nắng nano ok mấy chị luôn, chống đột quỵ ok chị luôn, dầu đột quỵ ok mấy chị luôn. Dầu đột quỵ có thuốc giảm cân, không có thuốc giảm cân rồi. Chống nắng nano gom chị em luôn 69 ngàn một hũ nha mấy chị nha. À, chống nắng nano ok em. Dầu bà già là 29 ngàn chai nha chị, dầu bà già 29 ngàn chai. Chị nào lấy dầu bà già lên cho em dầu bà già 29 ngàn à. Có 29 ngàn thôi nha mấy chị. Áo em đang mặc chị ghi giùm em là cô gái bướm từ 50kg tới 90kg đủ size, chị lên số ký giùm em ha. Cô gái bướm là từ 50kg tới 90kg nha. Rồi ok mấy chị luôn, chống nắng nano 69 ngàn. Mấy chị xài á, xài tới đâu nó mướt, nó mịn như da mấy chị tới đó. Đẹp tự nhiên liền. Nhớ mấy chị Bích. Chị Bích Nguyễn ơi. Chị Bích Nguyễn hả? Chị hỏi cái gì hả chị Bích Nguyễn, chị hỏi gì chị hỏi lại giúp em nha. Comment nó nhảy quá em không có để ý á. Chị Bích Nguyễn ơi, chị hỏi cái gì chị hỏi lại giúp em nha. Một hũ dù ngủ qua. À ngủ ngon em có, chị ngủ ngon em có. Đây em có, em có. Chị 5 hũ nano ok chị, hũ collagen nhiêu hũ? Kem nano collagen đúng không? 100 ở lộn không 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 69 ngàn em. 69 ngàn. À dầu ngủ ngon hả chị? Dầu ngủ ngon em có luôn, để em coi trong cái quay. Có chị.
Mấy bà chế ơi, em nói hồi đem theo mấy đôi dép mà ngại quá không dám lôi ra lai luôn mấy chị. Ngại quá không dám lôi ra lai luôn. Mấy người kia có nhìn nhìn mấy bà, ngại quá không dám lôi ra lai luôn. Đây nè chị ơi, hũ dâu ngủ ngon nè, đúng không? Em đeo trong túi sách này, tại chị biết sao không? Em hay tối nào em cũng thoa ngủ ấy. Cho nên là qua Thái là tối nay em cũng làm vậy nha. Còn ở Việt Nam thì em không có xài, trừ trường hợp nào em bị stress thôi, hoặc là em bị nhức đầu thì em mới thoa thôi. Nhưng mấy chị nha, chứ còn mà em qua Thái là em không có, quên, em ra Thái là em xài miết. Tại vì mấy chị biết sao, em qua Thái là em xài để em ngủ cho nó ngon nhất, để sáng dậy em đi gom hàng nhưng mấy chị khỏi bị mệt á. Chứ nhiều khi mình suy nghĩ vu vơ cái là mình không có ngủ được. Cho nên là em hay vậy lắm. Dầu ngủ ngon nha mấy chị nha. Mấy chị đầu tiên mới mở cái nắp ra, sức miếng ngay mũi liền. Nhớ phải sức ngay mũi nha, không có sức ngay mũi Thủy ơi kêu nó ngủ nó không chịu ngủ. Phải sức vô ngay mũi cho em. Nhà cái hương của nó là hương hoa lavender, nhưng mấy chị thành phần của nó là thành phần hoa lavender. Cho nên khi mấy chị hít cái hương hoa lavender nó sẽ giúp cho mình xả stress lắm. Cho nên khi mấy chị căng thẳng thần kinh, mấy chị đã khó ngủ rồi thì mấy chị sức cái này là mấy chị cái hương hoa lavender nó xả stress cho mấy chị, nó làm cho mấy chị đi vô giấc ngủ dễ hơn. Lấy miếng này, hít ngay mũi, lấy miếng này, xoa hai màng tan, xoa tức trắng nha. Một hơi ngủ tới sáng luôn. Nha mấy chị nha, mà ngủ ngon rất cực kỳ luôn nha mấy chị. Hũ dâu ngủ ngon gơ mấy chị 49 nha. Dạ ok chị Teresa Thảo ạ. Rồi nha mấy chị, collagen uống hả em? Một hũ 129 em, hai hũ trở lên còn 125 ngàn. Hũ dầu ngủ ngon gơ mới chế 49 ngàn. Chế nào bị mất ngủ, khó ngủ, ngủ không ngon giấc, ngủ không sâu giấc, hoặc là mấy chị ngủ hay bị chập chờn, hoặc là bị stress, hoặc là bị căng thẳng thần kinh, ngủ không được, ngủ cái kiểu như là mấy chị đi vô giấc ngủ rất là khó luôn, thì mấy chị nên sử dụng nha. Cái hũ dầu ngủ ngon nó hỗ trợ giấc ngủ cho mấy chị siêu tốt luôn á. Em gom cho mấy chế luôn còn bao nhiêu? 49 ngàn. Chị nào ơn lên giùm em nha mấy chị. Dầu ngủ ngon 49 ngàn kè nó mấy chị. Em nói mấy chị nghe này, không phải ngày nào mình cũng bị mất ngủ đúng không? Nhưng mà đôi khi mấy chị, đôi khi em nói đôi khi lỡ mình bị stress, mình mất ngủ, cái ngày mai mình còn phải làm nữa. Mà bây giờ sao, có nhiều chị bị stress mất ngủ lần tới mấy đêm luôn. Chẳng lẽ mình thức hoài đúng không mấy chị, hay là mình lạm dụng thuốc ngủ thì cũng không tốt. Sức cái này chị em đi mấy chị. Hồi trước em có bầu mấy chị, em xài gần như là mấy tháng luôn á. Em nói thiệt với chị luôn, em bị ngén nặng á. Cho nên là em bị đau đầu suốt luôn. Cho nên là em chỉ có cách là ngủ cho em quên cái ngén đó mấy chị. Em dậy là em ói, em dậy là em ói mấy chị. Em ói sao mà em ói suốt luôn. Nó cứ ợn ợn lên là bắt đầu chạy vô toilet ợn ợn. Cho nên là đó là, nghĩ tới thôi là muốn ói nữa rồi. Cho nên là em giàu cái đó, lúc đó em xài, lúc mà em có bầu là em xài cực kỳ nhiều luôn á. Không thể uống thuốc cảm được, cũng không thể uống đau đầu được. Cho nên chỉ có thể quên xài cái dầu ngủ ngon để cho mình quên cái stress. Dạ ok chị Hương Nguyễn, em lấy cho chị rồi nè. Dầu ngủ ngon 49 giờ ok mấy chị luôn. Có lên giúp nam không thì ngại quá chị ơi, thiệt luôn á. Em đem qua một bọc luôn mà không dám mở ra xài chị. Không dám mở ra xài, ngại chị, ngại. Người ta dòm nãy giờ mấy chị, mình qua đây mình xin la áo vú, mình sẽ la quần lót, mà bây giờ mình đem giày dép qua nữa, ngại chị. Không dám like nữa giờ luôn mấy chị. Nãy giờ em like trong cái túi phải không nè. Không dám tháo cái bọc ra like luôn mấy chị. Ngại, em chỉ dám like đi giờ trong cái túi này thôi. Ngại, mọi người ơi, ngại chị. Rồi nha mấy chị nha, đó. Rồi cho mấy chị nha, dầu ngủ ngon. Rồi dầu ngủ ngon ok mấy chị luôn. Thêm cho chị một dầu ngủ ngon nếu dùng đơn hết cho chị. Dạ em dùng đơn mà. Rồi nha mấy chị nha, đó. Rồi còn cái này là nano là. Ô quên, còn cái này nè mấy chị. Chồng ơi, lấy la ra xíu cho. Chồng, mở lấy la xíu. Dép hả? Lấy la xíu cho. Không sao. Vậy, đâu. Nếu nói là sợ người ta mình ngại. Ôi, người ta mình nói. Rồi, mấy chị ơi, lên giùm cho em. Thôi, em lên dép rồi. Rồi, em xíu nha, ngại. Rồi, em đăng bài Việt Nam. Đây, để em like cho. Không nhấn đăng. Đang không đủ giúp trẻ đâu. Đăng bài mấy bà lấy dữ lắm. Đăng bài mấy bà lấy dữ lắm chị. Đây. Việt Nam của hãng Acta. Đây này trị giá 295 bạc của hãng Acta. Nè mấy chị. Mọi người ơi coi này, biết chưa? Đã chưa? Đẹp tuyệt vời chưa? 215.000 đôi xúc liền cho em. Giúp nam em có size từ 37 tới 42 ghi cho em. Nha mấy chị, ghi giùm em là giúp nam
Ồ, cái này là sao cha? Nam điệp đi, nam điệp đi ha. Chứ để nó lộn với cái kia sao? Đúng không? Đúng không đâu có nam kia nhỉ? Nam quay ngang đi, đúng không? À, Giúp nam quay ngang màu đen. Có size từ 37 cho tới 42 luôn. Chị nào có con nhỏ bữa giờ có nhiều chị hỏi em này mấy chị cái dòng Adda này trời ơi mang siêu bền luôn. Có nhiều chị hỏi em là Thủy ơi sao không bán size nhỏ? Có đâu bạn. Nhưng mấy chị em mới mới gom được á mấy chị ơi, em mới gom được luôn á mọi người ơi. Này mấy chị Việt Nam trời ơi đẹp quá. Adda của hãng Adda mọi người ơi, của hãng Adda thương hiệu rất là nổi tiếng của Thái Lan. Thương hiệu số 1 tại Thái Lan, giá bạc của nó là mấy chị 295, em gom mấy chị còn 215 ngàn. Ghi cho em Giúp nam vai ngang màu đen. Có size từ 37 cho tới 42 37, 38, 39, 40, 41, 42 mấy chị 215 ngàn. Rồi lên nha em Giúp nam Adda. Nhưng mấy chị cái đó là màu đen. Giờ em lên mấy chị màu xanh nữa nè. Đẹp lắm mấy chị. Áo vú đó mẹ gì hả? À áo vú mút mỏng không rộng đó. Em đợi chị xíu chị like cho. Rồi mấy chị ơi Giúp nam mã màu xanh có hai màu thôi. Nhưng mấy chị nha hai màu thôi. Trời ơi má ơi đẹp quá đẹp xỉu luôn. 215 ngàn một đôi. Trời ơi quá đẹp luôn rồi mấy chị ơi, quá đẹp luôn rồi. Hàng của hãng Adda dùm cho em logo nổi nha. Cái này nó làm nổi luôn nha mấy chị nha. À, xét cho mình ăn già ok chị luôn. Adda này mấy chị ở dưới này nó ghi Made in Thái Lan này nha mọi người ơi, đẹp lắm. Adda 215 ngàn màu xanh từ 37, 38, 39, 40, 41, 42, 215 ngàn. Chỉ có đúng hai mẫu dép nam, chỉ có đúng hai mẫu này thôi. Cái mẫu dép kẹp hồi bữa là tất cả đều hủy đơn hết nha mấy chị nha, không không có hàng đợi chốt. Nha mấy chị, giờ chỉ có là ghi giùm em này dép nam quai ngang màu đen hoặc màu xanh giá 215 ngàn nha mấy chị nha. À không có nha chị Tuyết Lê ơi, không có ạ. À. Em sang thêm quần trước à. Không không không. À rồi nè mấy chị ơi, chị nào lấy lên giùm em. Ghi cho em Giúp nam màu đen hoặc Giúp nam màu xanh. Em có size là 37 38 39 40 41 42 215 ngàn. Số lượng có hạn cho nó mấy chị nào lấy thì tranh thủ nhanh tay nha. Số lượng có hạn nha mấy chị ơi. Đẹp cực kỳ luôn nè, logo nó là dạng logo nổi hết nha mấy chị nha, logo nổi hết. Nha mấy chị nha, ở phía dưới này cũng có logo luôn. Và giá niêm yết của nó là 215 ngàn. Chị nào ơn ghi cho em Giúp nam 37 38 39 40 41 42. Gửi cho em là Giúp nam màu đen quai ngang nha mấy chị nha, hoặc là Giúp nam màu đen quai không có chứ, Giúp nam màu màu xanh quai ngang nha mấy chị nha. Chị nào ơn Giúp nam mã nào lên cho em Giúp nam mã đó nha mấy chị. 215 ngàn nha mấy chị nha, 215 ngàn. Rồi ok chị này, 37 cho tới 42 chị nào có con á, chị nào có con á mấy chị nào có con á mà mấy chị muốn mua cho con mang á thì mấy chị lên nha. Chỉ có một mã hàng duy nhất cho nam, không có mã thứ hai đâu mấy chị, không có hàng thứ hai và không có mã thứ hai đâu nha mấy chị nha. Cho nên chị nào ân lên em mà hồi bữa hổm là em phải hủy đơn hết rồi mấy chị, nó không có hàng. Trời ơi đặt hàng mà khó lắm mấy chị ơi. Đây 38 màu đen ok chị luôn. Dép nam quai ngang nha mấy chị ơi, dép nam quai ngang một đôi màu xanh, dép nam quai ngang à, size bao nhiêu nha chị Tâm Nguyễn ơi, lên miệng cái size mấy chị ghi giùm em là dép nam quai ngang nha mấy chị, dép nam quai ngang kèm cái màu kèm cái size nha mấy chị nha. Nhớ ghi kỹ giùm em Giúp nam quai ngang kèm màu kèm size 215 ngàn một đôi. Trời ơi rẻ rề luôn á. Cái này thay chị mấy chị đi mua shop khác tới 400-500 ngàn. Ờ 300 mấy chứ không phải 400, 300 mấy ngàn một đôi. Mấy chị gom của em gom mấy chị có 100 quên 210 mấy ngàn à. Rồi nha mấy chị, chị nào ân lên giùm em ha. Giúp nam quai ngang nha mấy chị nha, đẹp cực kỳ luôn á. Chị nào ân lên giùm em ha, một mẫu duy nhất thôi nha mấy chị. Một mẫu duy nhất luôn. Ok chị Tâm Nguyễn nè. Quần lót nữ em mới like xong luôn á chị ơi, quần lót nữ em mới like xong luôn. Soạn cho vợ giúp nữ kia chồng. Rồi ok Quả Quỳnh Như luôn. Đây chồng soạn cái kia ra. À giúp nữ cái kia luôn. Rồi nha mấy chị nha, giúp nữ có để em lên nè. Rồi nha mấy chị nha. Rồi nha mấy chị ơi, đưa chân vợ mã A với mã B kia. Trời ơi đẹp quá trời luôn. Rồi mấy chị có 215 ngàn. Rồi cho mấy chị nha, xanh 37, dép nam quai ngang, Hà nha, nhớ sửa chữ quai ngang luôn nha Hà. Rồi cho mấy chị, dưỡng da tay không có chị ơi, dưỡng da tay á, em có đăng bài chị, dưỡng body á, trắng bóc luôn á, dưỡng body của hãng Alpha Butin á, em có đăng bài đó chị. Rồi em lên cho mấy chị, dép này là hàng của Monica này mấy chị, đây giá bạch của nó là 199 bạch một đôi, em gom cho mấy chế chị có giá là, em gom cho mấy chế chị có giá là 125 ngàn một đôi luôn. Dép mà A dùm chim. Trời ơi đẹp mê luôn á trời. Rất là đẹp luôn nha mấy chị nha. Nè mấy chị dép mà A nè. Lên cái form dép đẹp lắm nha mấy chị. Lên cái form đẹp lắm. Mà cực kỳ êm chân luôn nha mấy chị nha. Được cái ấy chồng.
cái chân nó không có thuận. Rồi nha mấy chị nha, không có, chị em nói rồi mà, một mẫu duy nhất luôn. Dép nam qua ngang màu xanh, chị Hương lương lên giùm em cái size nha chị. Cái này là dép nữ mà A, mấy chị ghi em là dép mà A, em có size màu nâu này, 36, 37, 38. Ê, 36, 37, 38, 39, 40. Nha mấy chị nha, 36, 37, 38, 39, 40 luôn. Màu đen size 42, ok chị luôn. Nè mấy chị ơi, lên giùm em màu nâu này. Cái này là dép mà A, em có size 35, 36, xin lỗi mấy chị, không có 35, 36, 37, 38, 39, 40 nha mấy chị nha, 125.000 một đôi. Dép này của hãng Monica. Mấy chị ghi giùm em là dép nâu mạ A. Dép nâu mạ A nha mấy chị nha, dép nâu mạ A, dép nâu mạ A nha mấy chị nha. Dép nâu mạ A nha mấy chị nha. Cái gì trời. Màu đen 42, ok chị Huệ My. Chị Quả Quỳnh Như lên số size giùm em nha, chị Quả Quỳnh Như ơi. Rồi nha mấy chị nha. Rồi đây, mã dép mã A hàng của Monica nha. Màu xám em có size mà cực kỳ bền luôn và cực kỳ êm chân luôn nha mấy chị nha. Chị Hương Hương lên số size, mấy chị ơi đặt hàng phải có số size chứ mấy chị. Hương Lương đặt hàng phải lên số size giùm em nha. Shop chốt đơn qua Messenger hay gọi điện cả hai luôn nha chị Kim Thoa ơi. Vừa gọi điện vừa nhắn tin luôn nha chị, vừa gọi điện vừa nhắn tin và tin nhắn luôn. Nè mấy chị coi giùm em nè, dép mà A này mấy chị, đây. Nè mấy chị, nó hơi nhỏ mấy chị nha, do cái em mang cái size nó hơi nhỏ. Em mang 39 mà em đang mang trong người chỉ có size 38 á, cho nên hơi nhỏ. Nè mấy chị, đế cao của nó là đế cao 3 phân nha. Nha mấy chị nha, đế cao 3 phân giùm cho em ạ. Đây nè mấy chị, dép mà A này. Dép mà A màu hồng. Dép mà A màu hồng em có size là 36, 37, 38, 39, 40. 2 lòng không không 125.000. 125.000 hàng của Monica nha. Màu nâu 36, 37, 38, 39, 40, 125.000 luôn. Màu xám 35, 36, đế cao 3 phân nha mấy chị. Màu xám này 35, 36, xin lỗi không có 35, 36, 37, 38, 39, 40, có 125.000 luôn. Trời ơi rẻ quá trời luôn mấy chị, 125.000 một đôi. Rồi màu đen em cũng có size này mấy chị, đẹp quá. 36, 37, 38, 39, 40 luôn, 125.000. Đế cao 3 phân nha mấy chị nha, cực kỳ nâng chân luôn. Mà êm lắm nha mấy chị, êm lắm luôn á mấy chị ơi. Nè, êm lắm nha mấy chị nha, rất là đẹp luôn. Êm lắm, không có hề bị cứng hoặc là bị đau chân gì hết á nha mấy chị nha. Cho nên khi mấy chị mang trong người á, mấy chị mang trong chân á, rất là êm luôn. Mấy chị phải ghi giùm em là dép mã A, kèm màu, kèm size. Em đọc kỹ để cho mấy chị khỏi bị comment nhầm. Nhưng mà mấy chị vẫn comment nhầm nha mấy chị nha. Ghi giùm em dép mã A nha mấy chị nha. Mới về xíu giúp em hả, đợi em xíu chị ơi. Nè mấy chị, dép mã A màu hồng 36, 37, 38, 39, 40. Màu nâu 36, 37, 38, 39, 40 hàng của Monica nè. Mấy chị coi bên dưới nè, chống trơn, chống trượt của nó siêu tốt luôn. Cái thứ hai, ở bên góc này nó đều có dập chữ mắc in Thái Lan hết. Ở phía dưới này nó có dập logo của Monica của nó luôn. Ở bên trên có dập Monica hàng của nó luôn. Cái tem của nó là 199 bạc một đôi nha mấy chị nha. Giá bán lẻ tại Thái mấy chị. À, rồi nha mấy chị nha, chị nào ưng lên giùm em ạ. Dép mà A màu đen, dép mà A màu nâu, dép mà A màu hồng. Từ 36 tới 40, chị nào ưng dép mà A lên cho em dép mà A ha. Size màu đen rồi, ok chị này. Mấy chị đặt hàng đúng cái tên sản phẩm và đúng cái màu giùm em. Bởi vì cho chọn màu chứ không phải không cho chọn màu nha mấy chị nha. Cho chọn màu nha mấy chị. Mà A màu hồng 39, màu nâu 39, màu hồng 39, ok chị Phương Hồng. Bà A 37 màu nâu, ok chị Bảo An. Dép mà A màu đen 37, ok chị Hương Đỗ. Mà mấy chị ơi đừng có đôn sai nha. Mấy chị đôn sai là nó sẽ bị rỗng đó. Hàng của Thái mấy chị đừng có đôn sai nha mấy chị. Đừng đôn sai nha. Đôn sai sẽ bị rỗng đó nha mấy chị nha. Rồi cho mấy chị màu xám nữa nè mấy chị. Mã A màu xám 36, 37, 38, 39, 40. Mã A màu đen 36, 37, 38, 39, 40. Mã A màu nâu 36, 37, 38, 39, 40. Mã A màu hồng 36, 37, 38, 39, 40. 125.000 ạ. Nhưng mấy chị 125.000 thôi. Chết đi nó bền xỉu luôn mấy chị ơi. Trống trơn rồi mấy chị loại xình loại mưa mà mấy chị. Em nói thiệt mấy chị đi qua Thái đi, mấy chị gặp 10 người Thái hết 9 người mang cái loại dép này rồi. Bởi vì đó mấy chị, thứ nhất á, mình hơi lùng lùng á, mình mang nó lên cái form đẹp lắm. Ví dụ mấy chị hơi cao cao chút xíu, mấy chị đừng trường hợp mấy chị quá cao là mấy chị mang nó không có đẹp thôi. Nhưng mà mấy chị nào mà hơi lùng lùng, mấy chị đặc biệt mà béo béo lùng lùng chút xíu nha, trời ơi đi nó nhúng sướng lắm, đà lắm. Và đặc biệt rất là êm, không êm cho trả hàng luôn. Đặc biệt rất là bền, cực kỳ bền.
siêu 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 bền, mặc mơ một đôi dép mang mấy năm trời, Thủy ơi nó không hư. Nhà mấy chị nha, mấy bà nghĩ thử đi, chừng nào nó mới hư mấy bà. Có cái quai của nó xiên tự dưới đây qua này luôn, cái quai nó tự dưới này qua này luôn, cái đế chống trơn chống trượt nó như vậy mang chừng nào mới hư mấy bà. Nè còn cái dòng đế cao này mấy bà thấy chưa, cái đế của nó cao tới 3 phân, khi mấy chị mang lên nó tôn cái dáng của mình lùng lùng mà. Chỗ mình mang lên đã lắm mấy chị ha. Rồi lên giùm em mã A nha, mấy chị lên mã A giùm cho em ha. Dép nam này chị, hàng của Acda, 215.000 một đôi nha chị. Ghi giùm em là dép dép nam vai ngang nha chị, hàng của Acda ha. Hàng của Acda này chị. Hàng của Acda 295 bạc một đôi, 295 bạc một đôi. Em gom mấy chị còn 215.000 luôn. Dép mã A màu nào ok chị. Đây, dép nam vai ngang em có màu xanh 37 38 39 40 41 42, 215.000. Dép mã quên, dép nam quai ngang, ghi đúng cú pháp giùm em nha. Dép nam quai ngang màu xanh 37 38 39 40 41 42, 215.000. Dép nam quai ngang màu đen chô đẹp quá mấy chứ ơi, coi này. Logo là toàn logo nổi thôi nha. Dép nam quai ngang màu đen có size 37 38 39 40 41 42, 215.000. Mấy chị nhớ ghi kỹ giùm em nha mấy chị nha, mình ghi càng kỹ là mình không có sợ bị lộn ha. Dép mã A màu ok chị, mã A 125 mà chị Liên An ơi. Dép mã A ok chị, dép mã A. Cái này á là dép nam quai ngang, em có size 37 38 39 40 41 42 nha mấy chị nha. 215.000. Nó chỉ có một mẫu dép nam duy nhất luôn nha mấy chị nha. Mã A ok chị luôn. Mã A nha mấy chị nha. Mã A ok chị luôn. Mã A màu xám kèm size. Tìm tim mục ơi, tím mục gì ơi, lên giùm em cái size mã A màu nâu 37 ok mấy chị. Mấy chị ơi đặt hàng phải lên cái size nha, không có size là không chốt được hàng á mấy chị. Không có size là không chốt được hàng nha mọi người ơi. Mấy chị ơi đặt hàng nhớ lên cái size giùm em nha. Rồi chị nào ơn giúp nam lên giùm em, giúp nam quai ngang màu xanh, giúp nam quai ngang màu đen kèm cái size, kèm cái màu giùm em nha mấy chị, nhớ kèm cái mã luôn ha. Giúp nam quai ngang nha mấy chị nha. Giúp mã A 37 ok chị nè. Em lên mã B cho mấy chị nè. Áo đen bao nhiêu tiền? Là áo nào? Áo em đang mặc hả? 189.000 nha chị. Áo em đang mặc hả? Hay là áo nào chị ơi? 189.000. Rồi nha mấy chị nha, em lên cái mã B nữa rồi. Chị có của nữ quai ngang không? Ủa chứ cái này là quai gì em? Cái này quai gì nè? Quai Z hả? Không phải quai ngang nè em. Rồi nha mấy chị nha, còn cái này là mã B này mấy chị, mã B ha. Mã B hàng của hãng Sector, quên, hàng của hãng Monica luôn. Này mấy chị, dép mã B này mấy chị cũng dòng đế cao 3 phân luôn. Cái này là dép mã B màu nâu, nghe kỹ cái size giùm em nè. 37 38 39 40. Không có size nhỏ hơn. 37 38 39 40, mã B màu nâu rất là đẹp luôn. Nha mấy chị nha, mã B màu nâu rất là đẹp luôn. Mấy chị ơi, đẹp lắm mấy chị. Đẹp lắm nha mấy chị nha, mã B màu nâu rất là đẹp luôn. Đế cao 3 phân này mấy chị, rất là đẹp luôn. Mã B màu nâu, có màu xám 37, 38, 39, 40. Mã B màu hồng 37, 38, 39, 40. Mã B màu nâu 37, 38, 39, 40. Mã B màu đen 37, 38, 39, 40. Dòng đế cao 3 phân nó y chang như cái mã A mấy chị. Trời ơi, nó bền bà cô nội luôn. Nhà mấy chị nha, nó siêu bền luôn. Nhà mấy chị nha, cực kỳ bền luôn. Mang hoài không thấy đứt, không thấy hư hao gì hết trơn nha mấy chị. Màu đen dồn đơn khi chiều như em. Dạ ok chị, ban mai nắng nè. Rồi mã A ok chị. Mã A màu xám ok mấy chị luôn. Mã A. Rồi còn cái này là mã B. Mã B màu đen 37 38 39 40. 37 38 39 40. Đặt hàng nhớ lên chị em cái mã đi chị, đừng có ghi cái kiểu trọng trọng đó, không ai biết đâu mấy chị ơi. Màu nâu 37 ok chị nè. Nhỏ nhất là từ 37 trở lên. Mấy chị ơi đặt hàng ít ra ừ cũng được cái mã, cũng được cái màu, cũng được cái size. Mấy chị ghi trọng trọng rồi sao mà ai hiểu được, mấy chị ghi cái gì lấy cái gì nha mấy chị nha. Rồi màu đen, mã B màu đen 37 38 39 40. Mã B màu nâu 37 38 39 40. Mã B màu xám 37 38 39 40. Mã B màu hồng 37 38 39 40. Mấy chị đặt hàng comment cho em cái mã kèm cái size giùm cho em, kèm cái màu luôn, bởi vì mình trao chọn màu mà. Nha mấy chị nha, mã B màu nâu 37 nè, mã B màu đen 37 nè, mã B màu xám 39 nè, mã B màu xám 37 nè. Chị Văn Tương Lê là mấy đứa ở nhà. Hà em ghi ở nhà, ghi rõ cái chị Văn Tương Lê là em ghi chữ mã B vô. Đừng có ghi chữ MB là không hiểu cái gì luôn.
ghi rõ cho chị ra là chữ mã B màu xám size 37. Mấy chị ơi ghi rõ đi, mấy chị đừng có ghi tắt. Thiệt sự luôn mấy chị ơi, đừng có ghi tắt nha mấy chị nha, ghi càng rõ thì chốt đơn càng rõ cho mình nha mấy chị nha. Chị Lê Bích ơi, quên. Mấy chị đợi em xíu, đây, đợi em xíu nè. Em lên cho mấy chị cái mã hàng áo chú sale cuối cùng này rồi rồi mấy chị có nghỉ ngơi là nghỉ ngơi nè. Nha mấy chị nha, không biết tới 10 rưỡi, không biết bữa nay 10 rưỡi hay là. Em lên cho mấy chị cái mã hàng sale này nữa là mấy chị ơi, quất sập sàn cho em nha. Em lên cho mấy chế cái mã hàng sale này nữa mấy chị ơi, cái mã này là mút giày, mấy chị ghi em mút giày này, nhớ ghi cử giùm em chữ mút giày vô nha. Mút giày này mấy chị ơi, mút giày này, đó, chuẩn bị lên giùm em nha. Chuẩn bị lên giùm em này mấy chị ơi, đây. Đây đây, cái này là mút giày này nha, mút giày này, mã B màu xám, đổi lại mã B màu đen 37 ok luôn. Rồi nha mấy chị nha, đây, em lên cho mấy chị nè. Đây mấy chị, quần lót 5 cái, gì quần lót 55 kg bằng chị. Quần lót 55kg hả? 55kg, 5 cái hả? Rony Khánh Nguyễn ơi. Rồi nha mấy chị nha. Rồi nha mấy chị ơi. Rồi đây. Chồng eo vú hồi nãy chồng lấy ra riêng chưa? Nó mút giày nè. Đây. Đây nha mấy chị nha, mút giày nè. Mút giày em gom cho mấy chế giá sale đây. Mút giày 87 nha. Nha mấy chị nha, mút giày 87 nha. Không có nha chị Hằng Nghe Lê Châu ơi. Chị cô gái bướm màu đen 60kg nha. Ok chị Diệu Âm Liên Hoa nè. Có túi bao tử không? Không có nha Diệp Chi ơi. Mã B màu xám màu hồng 37 ok chị Văn Lê Tường nè. Rồi nha mấy chị ơi lên giùm em. Rồi mã B màu xám ok chị Kiều Dung Nhi nè. Rồi nha mấy chị nha, 5 quần lót bao nhiêu một set? Cứ nắp cứ 29.000 cái. Bán cái nhất từ 5 cái trở lên, muốn lấy bao nhiêu cái lại. Nhưng mà ít nhất từ 5 cái trở lên mới chốt nha, chứ còn dưới 5 cái không chốt được giá 29.000. Đây là cái mã hàng sale cuối cùng luôn. Thiệt qua tôi nãy giờ tôi không muốn like cái mã này luôn mấy chị. Giờ tôi bán riết cái này tôi lấy không có lời á mấy chị. Cái này là thằng mút giày. Bình thường mấy chị mua em nói thiệt chất lượng nó ngon hơn. Ngon hơn 100 mấy chục ngàn mấy chị mua tại Thái Lan, ở bên tại Việt Nam nha. Đây là mấy chị cũng cái hãng sector hết luôn nha mấy chị nha, đã lắm. Cái mút của nó toàn bộ đều cắt la di hết cho mấy chị nha, cho nên là không bị bể phơm. Và đặc biệt dòng này nó lì bà cố nội luôn, nó lì ơi là lì, nó rất là lì lì lắm luôn, siêu lì lì dữ lắm mấy chị, lì quá trời lì, nó lì dữ lắm mấy chị ơi. Mấy chị vò mấy chị giặt không bao giờ bị bể phơm nha mấy chị nha, bởi vì nó là hàng của hãng nha mấy chị nha. Con này 180.000 bây giờ gom xem mấy chị này, 87.000 cái nhanh tay nha, số lượng có rất là ít luôn. Màu trắng em có size này mấy chị, màu trắng nha mấy chị nha, em màu trắng em có size này, màu trắng em có size này mấy chị ơi, cái size mới này cũng giờ ghi đâu ta. Rồi màu trắng em có size 34-38, không có 36 nha, gom mấy chị 87.000 cái. Cái chị em mút giày kèm cái màu kèm cái size, mút giày kèm cái màu kèm cái size bao nhiêu từ 180 chơi luôn còn 87.000, gửi cho em mút giày 87k, mút giày màu trắng, nhớ chữ mút giày nha, gửi em nè, mút giày màu trắng size 34 hoặc 38 87k nha mấy chị nha, nhớ ghi cái chữ 87.000 giùm em nha mấy chị nha, nhớ ghi cái chữ 87.000 giùm em nha mấy chị nha, nhớ ghi cái chữ 87.000 giùm em nha mấy chị, nhớ ghi giùm em cái chữ 87.000 nha mấy chị nha. Màu đen cô gái, mấy chị ghi em cô gái bướm với Kim Tuyến ghi lại giùm em được không, cô gái bướm 72kg giùm em nha chị nha. Rồi nha mấy chị nha, không có 85kg nha chị Văn Lê Tường ơi. Rồi nha mấy chị nha, chị nó ân lên em mút giày màu trắng, em có size 34 và 38 87 nha, nhớ comment cái giá luôn nha mấy chị. Màu hồng em có size 34 36 38 luôn, trời ơi chất lượng của nó em mang mấy chị từ 150 trở lên nha mấy chị nha, trừ một từ 150 trở lên luôn, chất lượng dưới 150 em cho mấy chị trả hàng luôn nha mấy chị, chất lượng dưới 150 cho trả hàng luôn nha mấy chị nha. Màu hồng em có size 34 36 38, màu hồng em có size 34 36 38 này nha mấy chị nha. Mã B 39 màu đen ok chị luôn. Rồi màu màu hồng em có size 34 36 38 à. Màu đỏ tươi em có size 34 36 38 nha. Màu đỏ tươi em có size 34 36 5 cái, mút dày 87k, 5 màu 36 à ok chị nè. Mấy chị nè, hồi bữa mấy chị mua 97.000 là nó đó nha, chất lượng của nó đó. À, bữa nay họ em sale còn 87.000 thôi, cái này em là 97 em gom không có lời cái này. Cho nên chị nào ân ha. Em nói thiệt mới chế luôn á, em định nó là do nó lẻ sai dữ quá, em không có định gom đâu. Nha mấy chị, nhưng mà giờ thôi qua tận kho nó rồi, thôi kệ nó mấy chị em lấy luôn. Nha mấy chị nha, em lấy, nhớ ghi giùm em nha. Nhớ ghi giùm em nè.
Nhớ ghi giùm em ạ. Chị Lê Bích ơi, chị ghi lại giùm em được không? 10 cái mút. Chị ghi là mút dày màu trắng 10 cái size 34. Chị ghi kỹ giùm em nha chị Lê Bích ơi, chị ghi kỹ giùm em ạ. Chị ghi giùm em là mút dày 10 cái màu trắng size 34 nha chị nha. Mút dày màu trắng 38. Ba cái hồng. À, màu trắng 3 hồng 2 cái. 87k giờ ok chị nè, không lấy màu đỏ nha. Mấy chị ơi, cha chọn màu mà, cha chọn màu, chị ưng màu nào lấy màu đỏ nha. Cái này là đỏ tươi, em có size 34, 36, 38. Nhưng mấy chị đỏ tươi 34, mấy chị phải ghi em chữ mút dày vô. À đúng chính xác nha chị Lê Bích ơi nha, Lê Bích ơi. Tại vì biết sao mình ghi kỹ á, để nhân viên nhà nó chốt kỹ, chứ nhiều khi mình ghi không kỹ cái nhân viên nhà nó chốt không có kỹ cái mấy chị. Là mấy chị lên like em mấy chị hay la làng lắm. Bữa nay cũng có anh chị lên. Thủy ơi, sao chị chốt cái loại 135.000 mà nó chốt cho chị cái gì 95.000 vậy? À là nó chốt lộn rồi đó. Mình ghi không có đúng là nó chốt lộn liền. Nhưng mấy chị nha, cho mấy chị ghi kỹ giùm em ha. Ghi kỹ giúp em nha mấy chị nha. Ghi kỹ giúp em nữa nha, nó chốt đôi ghi kỹ nha chị. Ừ. Ừ, ok chị Nguyễn Hành này. Không có nha chị Ronnie Khánh Nguyễn ơi, cái đó là cho em bé. Cái ông xin lỗi cái này cho nữ mình chứ không có cho em bé nha Ronnie Khánh Nguyễn ơi. Chị ơi dày 3 phân thôi. Cái này em không có lấy lời nha. Hồi mấy bữa mà chị mua 97.000 là nó đâu mấy chị. Mà họ giờ bữa nay em thấy nó lẻ quá lẻ rồi, cho nên em gom giùm mấy chị luôn còn 87.000. Với lại mấy chị thích lắm. Cứ Thủy ơi sao không bán cái mút dày nữa Thủy. Thủy ơi em còn mút dày không lấy em chị đi. Thủy ơi chị ơi còn mút dày không. Em bán được lắm chị. Giờ chị lấy em thêm. Cho nên thôi bây giờ em gom luôn mấy chị luôn nha. Em gom cho mấy chị luôn còn giá 87.000 nha mấy chị nha, em gom luôn. Màu đỏ tươi em có size 34, 36, 38 nè. Hết rồi nha chị Mít Thái ơi, cái giúp nam 220 hết rồi chị ơi, chiến khác nha chị. Mút dày trắng hồng 34 nhớ kèm cái giá 87.000. Nha, nhớ kèm chồng ơi, coi thử mấy chị ấy nhớ sửa lại 87.000 nha chồng. Rồi nha mấy chị nha, mút rồi mấy chị. Cái này phải ghi lúc nào cũng phải ghi cái chữ mút dày vô kèm cái màu, kèm size và kèm số ký luôn. Bữa mút dày với nano cùng size mà form nano to hơn á chị. Ủa vậy hả? À, rồi nha mấy chị nha, mút dép mã A mấy màu shop. Mã A chị đợi em xíu nha, em lên lại cho. Mút dày màu hồng 36 ok chị luôn. Rồi nha mấy chị nha. Chị nào lấy lên giùm em ạ. À. Rồi nha mấy chị nha. Màu hồng em có size 34, 36, 38. Màu đỏ, đỏ tươi 34, 36, 38. Có hai mẫu này là đủ size thôi, còn lại là nát size hết rồi mấy chị. Còn lại mấy chị nghe kỹ số size giùm em nữa, mấy chị dễ chốt nè nha. Chứ để mất công là mấy chị chốt bị size nè nha mấy chị nha. À, hồng size 37, không có áo vú nào size 37 đâu chị. Xịt bưởi không có chị ơi. Rồi nha mấy chị nha, không có cái size nào 37. Mấy chị nghe cái size em đi mấy chị. 34, 36, 38. Không có áo vú size lẻ đâu mấy chị ơi. Áo vú làm gì có size lẻ mấy chị. Size chẳng chứ làm gì có size lẻ ha. Rồi nha mấy chị nha. Mút dày màu hồng 34, 36, 38, 87k. Mút dày màu đỏ 3436 đã tươi nha mấy chị, ghim em đã tươi. Đã tươi 3436 38 97k. Ở đồng số loại 87k thôi. Và nhớ ghi cái giá kèm cái màu, kèm cái mã. Cái mã này, mã mút dày, cái màu này, màu đã tươi hoặc màu hồng này nha mấy chị, và cái size và cái giá luôn, giá cái 87.000. Do em đột xuất sale 87.000 cho đỡ nhiều khi nhân viên của em nó quên, nó tính mấy chị giá cũ là 97.000. Nha mấy chị, mới mấy ngày trước bán 97.000 bây giờ còn 87.000 là nó dễ bị lộn giá, cho nên mấy chị ghi giùm em luôn giá 87.000 luôn. Nha mấy chị nha, để nó khỏi bị lộn giá cho mấy chị. Nhưng không có hỏi nhiều khi mấy chị chịu thiệt, nói ẻ hồi bữa tao không biết tao chốt 87 hay 97, cái mấy chị cũng lẫn luôn. Cái nó còn đâu có nhớ đâu mấy chị. Cái nó chốt mấy chị 97.000, comment em có giá luôn. À nó nhớ, ờ chị Thủy sale còn 87.000 mà nó tự động nó nhớ nha. Rồi, mút dày màu đỏ tươi 34, 36, 38. Mút dày màu hồng 34, 36, 38. Mút dày màu trắng em có size 34 và 38. Mút dày màu da nha, em có size 34 và 38 luôn. Mút dày màu da em có size 34 và 38 luôn. Nha mấy chị nha, màu da này. Em có size 34 và 38 luôn. Màu da nha mấy chị nha, không biết. Màu da nha mấy chị ơi, màu da. Màu da hình như có 38 không mấy chị à. Màu da có 38 thôi nha mấy chị nha, màu da có 38 thôi. Màu da không có 34 nha mấy chị, 87k. Màu da nha mấy chị ơi, màu da chỉ có 38 thôi. Mút dày màu da 38, 87k. Mút dày màu đỏ đô 38, 37k. 87k. Mút dày đỏ đô màu...
mút giày đỏ đô, mút giày màu da chỉ có size 38 thôi, 87.000. Đó. Mút giày màu xám em có size là 36, 34 và 36. Mút giày màu xám em có size 34, 36, 87k. Mút giày màu đen em có size là 36 và 38, 87k. Mút giày màu xanh em có size 34 và 38, 87k. Thanh Trần lên số điện thoại giùm em ạ. À. Giá 87.000 này. Mút giày màu hồng hay sao? Ok chị luôn. Quần lót nam không không có chị Phượng Lâm ơi, không có nam chị à, có nữ thôi, có nữ mình thôi mà nữ còn xíu 65 à. Mút mỏng không gọng 36, màu da ok Nguyễn Hảo nè. Mút giày màu hồng 38 ok chị Thanh Trần nè. Là Thanh Trần ơi, lên số điện thoại giùm em nha Thanh Trần. Mút mỏng không gọng có nha Trang Trần ơi. Rồi nha quý chị nha, đây. Mút giày màu hồng size 36 ok chị Hoàng Kim 87k. Hà ơi ở nhà sửa chữ 87k vô nha Hà. Nhớ phải sửa vô nha em chứ đỡ toàn với hở lộn lộn cái chút loạn á, chút lộn cái 97 á. Rồi nha, mút giày màu hồng nha mấy chị ơi, kèm cái màu kèm cái size giùm em. Mấy chị ơi, comment nghe kỹ cái size đi mấy chị, cái size 37 size nào 37 đâu. Rồi nha mấy chị, mút giày 38 màu da màu đen. À màu da màu đen có nè. Ba lô không có bán chứ ơi. Ba lô em mua từ 4 năm về trước á chị. Em mua 500 bạc đó. Hồi lúc đó là cỡ tầm gần 500 ngàn tiền mình đó mấy chị. Nhưng mà hết rồi. Nay du lịch nó không có bán nữa. Hồi lúc đó đô đỉnh điểm luôn mấy chị. Ở lộn bạch đỉnh điểm luôn á. Mút giày màu đen 36, 87 ok chị Hoàng Kim. Mút mỏng không ngọng chị Diệu Ngọc, đợi em chút xíu nha. À, Phạm Nhung uống rồi 87 ngàn. Mấy chị ơi đặt hàng nhớ ghi giùm em cái giá 87 ngàn vô nha. Tại vì sợ nhiều khi nó quên đó mấy chị ạ. À. Nhiều đứa chốt cái nhiều khi nó quên á, mấy chị nhớ ghi giùm em chữ 87 ngàn nha, để nó phân biệt nha mấy chị nha. Bây giờ em lên lại nè, mút giày 87k màu đen. Mấy chị ghi giùm em mút giày nha mấy chị nha, màu đen kèm size có size 36 và 38 87k. Mút giày màu xám 34 và 36 87k. Mút giày màu da có size 38. Mút giày màu đỏ đô có size 38. Mút giày màu trắng có size 34 và 38. Mút giày màu hồng có size 34, 36, 38. Mút giày màu đỏ đô em có size 34, 36, 38. 87 ngàn đồng giá nha mấy chị nha. Đồng giá giùm cho em. Cái này là mút giày mấy chị nhớ giùm em chữ mút giày và kèm cái size giùm em nha. Mút giày kèm cái size giùm em nha mấy chị. Mút giày kèm cái size kèm giá tiền giùm em nha mấy chị. Mút giày kèm cái size kèm giá tiền giùm em ha. Rồi còn cái này nè mấy chị ơi, còn cái này nè. Cái này là mút mỏng không gọng nha mấy chị, mút mỏng không gọng giùm cho em nè. Đó, đại chưa? Mút mỏng không gọng nha mấy chị nha, mút mỏng không gọng. Đã lắm mấy chị ơi, mặc sướng cực kỳ luôn. Màu cà rốt em có size 32, 34, 36, 38, 8 ở lộn 95k. Mấy chị cái kỹ em là mút mỏng không gọng kèm cái màu, kèm cái size, kèm cái giá luôn. Màu cà rốt mút mỏng không gọng, màu cà rốt 32, 34, 36, 38, 95k. Nha mấy chị nha. Mút mỏng không gọng màu tím 32, 34, 36, 38, 95k. Mút mỏng không gọng màu da 32, 34, 36, 38, 95k. Mút mỏng không gọng màu đen 32, 34, 36, 38, 95k. Mút mỏng không gọng màu xanh 32, 34, 36, 38, 95k. Mút dài 34 màu da là 87k đúng không chị Tùng Ngô? À 34 màu da hả? Em sợ không còn màu da chị, màu da 34 sợ không còn hàng á. Mút dài màu hồng size 38 ok nè. Rồi mút đỏ, màu đỏ hồng size 38, đỏ đô hay là đỏ gì nha Thanh Bình ơi? Thanh Bình ơi, đỏ em có hai đỏ, đỏ tươi và đỏ đô, chị lấy đỏ nào? Chị ơi, đỏ em có hai màu, đỏ tươi, đỏ đô, chị phải lên giùm em cái đỏ nào nha chị ơi. Nhớ ghi 87 ngàn nha chị. Mút dài màu da đen size 38 ok chị Nguyễn Nguyệt nè. Mút dài 36, à xám dài 36 nè. Nhàn đòn á. Hà ơi, nhà sửa là chữ mút giày màu xám size 36 87k. Mấy chị ơi ghi kỹ giùm em đi mọi người. Mấy chị ơi giúp giùm em kỹ xíu nha. Thứ nhất mấy chị comment cái mã, ví dụ như là mút mỏng không gọng thì phải ghi là mút mỏng không gọng kèm cái màu, kèm cái size, kèm cái giá giùm em. Nha mấy chị, kèm màu, kèm size, kèm giá giùm em nha mấy chị nha. Chứ mấy chị cứ ghi trọng trọng đông trọng á không có biết đâu nha mấy chị nha. Lỡ nó chốt sai là không có cắt bên em được đâu nha mấy chị. Rồi nha mấy chị, màu xanh mút mỏng không gọng em có size 32, 34, 36, 38. Mút mỏng không gọng màu đen em có size 32, 34, 36, 38. Mút mỏng không gọng màu da 32, 34, 36, 38. Mút mỏng không gọng màu tím 32, 34, 36, 38. Mút mỏng không gọng màu cà rốt 32, 34, 36, 38. Nhớ mấy chị nha. Đó, 90, 95 ngàn.
Rồi nha mấy chị nha, mút mỏng không gọng màu xanh. Màu xanh một màu da 95.000, mút mỏng không gọng một da 36 tép. Mút mỏng không gọng 95.000 chị ơi, chị Hương Giang là Hồng Giang là không chốt được nha 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 em. Hồng Giang ghi 87.000 là không phải giá rồi này, không chốt được rồi nè. Đây nha mấy chị nha. Mút mỏng có gọng không. Hết muốn nói luôn. Chị đọc câu sao, cái mã hàng sao, cái mã hàng sao, cái mã hàng, mình nhắc lại cái mã hàng đi. Mình nhắc lại cái mã hàng đi. Mút mỏng không gọng, hỏi mút mỏng có gọng không? Mút mỏng không gọng, kèm cái màu, kèm cái size. Trời ơi, tôi đọc rõ ràng luôn, tôi đọc mà tôi mệt luôn á. Hỏi lại một câu, mút mỏng có gọng không? Rồi cho mấy chị nha, 95.000 một cái cho mấy chị nha. Mút mỏng không gọng, 95.000 một cái. Nha mấy chị nha, chị nào lấy khác cái giá đó là em không chốt được cho mấy chị nha. Mấy chị nào lấy giùm em, mút mỏng không gọng, kèm cái màu, kèm cái size, giá 95.000 cái nha mấy chị nha. Mút dày 34, còn màu gì hả? Rồi, lên 34 màu cho. Nè, không biết màu trắng còn không hả? Màu trắng hết. Rồi, đỏ tươi, màu hồng, màu xám. Ủa, màu hồng, màu xám. Ờ, sao còn có 3 màu? Màu hồng, màu xám với lại màu đỏ, đỏ tươi thôi nha. Size 34 chỉ còn được 3 màu. Đỏ tươi, hồng, xám. Còn được 3 màu thôi chị ơi, thôi kệ. Bây giờ nó rẻ lắm rồi. Thiệt sự luôn mấy chị ơi, rẻ lắm rồi. Bởi vì nó mới nát cái size hết trơn á mấy chị. Nó nát cái size vậy người ta mới sale rẻ như vậy. Chứ còn mấy chị không nát cái size vậy á hả. Mấy bữa bán rẻ nhất là giá sale 97.000. Bây giờ họ rẻ tiếp 10.000 nữa rồi. Còn gì nữa mấy chị. Mút dày xám 36. Mút mỏng không gọng màu tím 36. Chính xác luôn, rất là rõ ràng luôn. Mút dày màu da màu hồng size 38. Chính xác luôn Nguyễn Thị Linh ơi. Mút mỏng không gọng màu da 34 và 36. Màu đen. Có nghĩa là chị Tú Phương á, là chị lấy là màu da, màu đen luôn. Một cái màu da 34, một cái màu da 36 và màu đen cũng một cái 34, một cái 36 đúng không chị Đặng Tú Phương? Rồi nhưng mà chị nha, mút dày màu da màu hồng, ok chị luôn. Hai dầu bà già, hai bịch bột giặt, hai nhíp vàng, một hai cào lưng, một son nhũ nha đam, ok chị nè. Size 34 màu xám nha, mút dày ok chị luôn. Mút dày đỏ tươi màu hồng, size 38 ok Thanh Bình luôn. Quần chip bán sao chị, bán 29.000 cái, chốt ít nhất từ 5 cái trở lên nha em. À, nó có size từ 40kg tới 65kg, đợi chị xíu. À, không có nha Trang Trần ơi. Rồi nha mấy chị nha, cái đó là mút mỏng, ở bên này mút dày, rồi mút mỏng đó mấy chị. Mút dày, mút mỏng chị nè, ơn mút nào lên cho em mút đó. Mút mỏng không gọng màu tím, màu xám. Size 38, 95 chị ơi, màu tím với màu xanh chứ không có màu xám nha chị. Nè mút mỏng á chị, mút mỏng không gọng nè. Cái này màu xanh chứ không phải màu xám. Hà nha, chị sửa cho chị. Vân Lê Trương, Vân Lê Tương là màu màu tím và màu xanh nha em, chứ không có màu xám. Không có nha Phạm Nhung ơi, không có nha. Rồi nha mấy chị nha, chị nào ân lên giùm em. Mút mỏng không gọng màu da 36-95 ok chị nè. Rồi mút mỏng, hello Nguyễn Thanh Tâm nè, lâu quá mới thấy chị luôn á. Trời ơi, bà mà mặc cái con này là sướng luôn á. Cái ngực bà bự bự đó, bà xúc cái này là gì bà mặc mơ luôn á. Mặc đã lắm. Mút dày 38 da, 2 da 87.000 sữa. Mút dày màu da màu da 38 2 da. Chồng sữa lại, ôi nè ha, em sửa lại là giá 87.000 cho chị chúc hình nha. Hai cái 36-95 tím mút mỏng không gọng, chị và cà rốt ok chị bắp diễm luôn. Ra nha mấy chị nha, đây ha. Mút mỏng không gọng này chị. Mút mỏng không gọng em có size 32, 34, 36, 38 gồm 95.000 cái. Trời ơi mặc đã lắm nha mấy chị nha, mê luôn á. Mút mỏng không gọng màu đen em có size 32, 34, 36, 38, 95.000. Mút mỏng không gọng màu xanh 32, 34, 36, 38, 95.000. Mút mỏng không gọng màu cà rốt 32, 34, 36, 38, 95.000. Mút mỏng không gọng màu tím 32, 34, 36, 38, 95.000. Mút mỏng không gọng màu da 32, 34, 36, 38, 95.000. Ân màu nào xuất màu đó và ghi đầy đủ cái tên cầm, tên sản phẩm và cái màu cái size giùm em nha mấy chị. Xanh cũng được rồi ok chị nè. Mút mút dày màu hồng, màu đỏ đô, màu trắng, màu xanh 38 87k, chính xác luôn nha chị Minh Dương ơi. Dung dịch vệ sinh ok Kim Hiền nè. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy em, mấy chị ơi mấy chị ghi càng rõ tôi phái ghê luôn.
mấy chị ghi càng rõ, không có lý do nào nó chút nhầm nha mấy chị được hết trơn á. Mà đứa nào chút nhầm nó cũng quá nhãn hơn mấy chị, thiệt nha. Chút nhầm họ ghi rõ vậy mà chút nhầm là ăn chửi liền luôn á. Nên mấy chị, cho nên mấy chị không cần phải lo hết, mấy chị chốt càng rõ, mấy chị không cần phải lo, mấy chị còn các cái lý nữa chứ. Em có thấy chị chốt cái gì không? Chị ghi rất là rõ tại sao em lại chốt nhầm cho chị. Mình có cái lý mình bắt bẻ liền, đúng không mấy chị? Ha. Nhưng mấy chị nha, không có như chị nghe Lu ơi, không có như chị nha. Cho nên đó là mình ghi càng rõ là mình không có sợ bị nhầm nha mấy chị ha. Rồi, mút mỏng không gọng màu da 32, 34, 36, 38. Mút mỏng không gọng màu tím 32, 34, 36, 38. Mút mỏng không gọng màu cà rốt 32, 34, 36, 38. Mút mỏng không gọng màu xanh 32, 34, 36, 38. Mút mỏng không gọng màu đen 32, 34, 36, 38. Mấy chế nào chưa tin có thể mua thử đi. Nha mấy chị nha, gì á, mấy chị mặc thử đi mấy chị, ok lắm nha mọi người ơi. Thật sự luôn, cái giá rất là rẻ luôn á mấy chị ha. Giá rất là rẻ. Cái này thì mấy chị ơi, cái này nè, vừa rẻ vừa đẹp, vừa đã vừa sướng, vừa ok, vừa cực kỳ thoải mái luôn. Là cái thằng mút mỏng không gọng. Nói chung nó không có cái lý do gì, nó không có một cái khuyết điểm nào để mấy chị chê nó hết trơn. Mút mỏng không gọng, em cam kết với chị không có một cái khuyết điểm nào để mấy chị chê về nó. Nha mấy chị nha, nó ok đó. Còn chị nào muốn áo vú mà mút hơi dài chút xíu, vừa nâng ngực vừa nâng phơm cho mấy chị đẹp, mà mấy chị loại VIP, loại cao cấp, loại đắt tiền, thì mấy chị nên xúc cái thằng nano này. Có nhiều chị hả, đây nano này. Cái nano này điểm của nó là 10/100 điểm nha mấy chị nha, 10/100 điểm. Mấy chị cho nó 100 điểm mấy chị cũng cảm thấy là không có tiếc nữa mấy chị, bởi vì nó rất là ok. Chị nào ưng hàng VIP mà dạng mút dày, độ dày của nó là độ dày vừa phải, không quá dày và không mỏng, và đặc biệt siêu nâng ngực nha mấy chị nha. Đại lắm mấy chị, cái này là nano VIP, mấy chị ghi giùm em nè, nano VIP màu da em có size 34 và 36, gồm mấy chế bao nhiêu, 135.000, giá của nó, niêm yết của nó mấy chị, giá bán lẻ niêm yết của nó 480.000 một cái nha mấy chị nha, rất là đã luôn. Mút dày màu đen ok chị, mút mỏng không gọng ok chị, năm quần chip nhan em chị bắp diễm mơ phải lên cho em cộng thêm năm quần chip. Chị bắp diễm ơi, chị phải lên giùm em số ký cho, chị phải lên giùm em số ký nha chị bắp diễm ơi, lên giùm em số ký nha chị. Mút mỏng không gọng ok chị luôn nha mấy chị nha. Chị ơi, khi nãy tôi ghi mua chị có một cái, nói lại mua hai cái nha chị. Mút mỏng không gọng màu da 36-95k hai cái. Dạ ok chị yên tâm nha chị nha, cái comment này nó sẽ được được đưa vô cái đơn hàng của chị rồi, chị yên tâm nha, chị yên tâm đi, lúc sau hai cái. Mà mấy chị cũng yên tâm thêm nè, thứ nhất bên em nè mấy chị chốt đơn mấy chị gọi điện và cả nhắn tin luôn, mấy chị không cần phải lo ha. Ừ, mình lấy thêm lấy bớt gì đó là mấy chị đều có thể nói về bằng gọi điện và tin nhắn không mấy chị. Cái thứ hai, cái đơn hàng của mấy chị khi tới nè, em nói ví dụ nha, cái đơn hàng của mấy chị tới như này là cái thùng cái hộp, em chốt với chị, em gửi hàng với chị trong cái thùng không à, trong cái thùng nha mấy chị nha, trong cái thùng. Ít thì em lấy cái thùng nhỏ nhỏ, to thì em lấy cái thùng to, vừa thì em lấy cái thùng vừa, to nhỏ đều có kích cỡ hết. Nhưng mà mấy chị quan trọng nè em nè, bên em đều có băng keo shop Thủy Lê chuyên hàng Thái Lan. Cái băng keo đó một lần em đặt là tới 30 mấy 40 triệu lần, nó không thể bỏ ra mấy chục triệu đó để làm giả, mà nó chỉ giả cái shop em không, nó không làm được đâu. Nhưng mấy chị nha, mình phải đặt cái băng keo đó, cho nên là cái băng keo ở trên thùng hàng em tất cả nó đều có chữ shop Thủy Lê chuyên hàng Thái Lan, cho nên mấy chị không cần phải lo, nhìn đúng cái băng keo đó. Cái băng keo đó là đặc quyền của shop em mới có, ngoài ra không có như mấy chị nha. Nhưng mấy chị nha, tại vì nó không dám làm giả đâu, bây giờ hở nó giả đơn họ bao nhiêu tiền, 1 triệu 2 triệu 3 triệu đi. Nhưng mấy chị nha, rồi họ nó chuyện lý nó bỏ ra tới 40-50 triệu nó đi làm băng keo nè, cho nên mấy chị yên tâm nha. Đúng cái thùng hàng mà mấy chị giao tới mấy chị á, lúc nào cái băng keo của nó cũng có tên shop Thủy Lê chuyên hàng Thái Lan, đúng cái băng keo đó mấy chị nhận cho em, và em cho kiểm tra hàng trước khi nhận nha, shop em lúc nào cũng cho kiểm tra, cho nên mấy chị không cần phải lăn tăn ha. Rồi mấy chị nha, cho chị thêm một cái nano VIP màu da 36 và ok chị luôn. Cái này nó là nano VIP và cực kỳ tốt. Cái thứ hai mặc lâu cũ giả mang luôn. Cái thứ ba này mấy chị mặc lâu bị bể, ôi không kịp mấy chị ở đó vậy, mặc nó không có bị bể phơm. Nhưng mấy chị mẹ mặc sướng lắm mấy chị. Nano VIP màu da em có size 34-36, 480.000 gom xe mấy chị còn 135.000. Nano VIP màu đỏ em có size 34-36, 135.000. Nano VIP màu hồng em có size 34-36, 135.000. Nano VIP màu nâu em có size 34-36, 135.000. Rồi chị nào ân nano VIP lên giùm em nano VIP nha. Một đôi kim sa 37 và ok chị. Rồi nha mấy chị nha, chị nào ân nano VIP lên giùm em nano VIP nha mấy chị nha. Nano VIP. À ok chị. Mấy chị mà xài hàng xịn xịn không ấy. Không phải, ý em không nói vậy mấy chị. Có nhiều chị ở đây không phải mấy chị, có nghĩa là mình có tiền. Mình có tiền mình được quyền xài những cái món mà nó cao cấp,
Mình có tiền mình có quyền xài những cái món mình đã cao cấp. Nó đẹp, nó ok, nó tốt. Tại vì mình làm có tiền để mình đầu tư bản thân mình. Mấy chị thử đi, mấy chị mua cái áo vú mà nó đẹp, hơi là đẹp luôn, mấy chị mua 400-500 ngàn một cái ở ngoài thị trường. Thì bây giờ em nói thử chị một câu này, bây giờ chị mua thử em một cái cũng được. Chị thử đi, mặc dù em gom với chị giá sale chị có 135 ngàn, nhưng mà chất lượng nó em bao chị 400-500 ngàn trở lên, dưới 400, dưới 500 ngàn em cho chị trả hàng. Cái này là cái câu em cam kết mạnh miệng nhất đối với mấy chị luôn. Tại vì mấy chị ở đây có rất là nhiều chị có tiền chứ không phải là không. Tại vì mấy chị mình có tiền mà cần gì mình phải xài tiết kiệm những cái khác để mình chịu thiệt bản thân mình, đúng không? Tại vì mình làm có tiền để mình phục vụ bản thân mình đó. Có nhiều chị là như vậy mấy chị, thiệt với mấy chị nha. 400-500 ngàn mấy chị mua họ 500-400 năm xong 600-700 ngàn một cái áo vú ngoài thị trường khác nha. Mấy chị thử một lần thôi, mấy chị thử tin em một lần đi, mấy chị mua một cái hai cái thử đi. Ơi con này nó đúng không? Mấy chị thử cái thằng nano vip đi chị, em bao chất lượng của chị 400 ngàn trở lên luôn, không dưới 400 ngàn đâu mấy chị. Mặc vô mà chỉ cần nó hơi cứng một chút xíu thôi em cho mấy chị trả hàng ngay tức khắc luôn. Cái điều đặc biệt này mấy chị, em rất là thích ở cái điểm đó. Nó không hề bị cứng. Thứ hai là nó không bao giờ bị chạy áo ngực. Cho dù mấy chị vận động, mấy chị làm, mấy chị vươn tay vươn chân, mấy chị tập thể dục thể thao, tập gym, mấy chị làm rất là nhiều, nhưng mà tuyệt đối không bao giờ chạy áo ngực. Cái thứ hai thì mấy chị, mình tập thể dục, mình làm nhiều, mấy chị đổ mồ hôi nhiều. Có nhiều cái áo vú mấy chị mặc á, đổ mồ hôi nó rất là nóng luôn mà nó không hút được mồ hôi. Nhưng mà riêng cái này mấy chị đổ bao nhiêu nó hút sạch sẽ cho mấy chị luôn. Và thêm nữa là mấy chị, là nó êm lắm, ở bên trong mấy chị sờ vô cái da của nó nha. Nếu như mà nó không êm hơn cái da mặt của mấy chị, em cho trả hàng luôn. Nhưng mấy chị nha, nói chung là mấy chị nano vip không có cái phải là, không phải là như không mà nó nổi tiếng, như không mà nó bán giá cao đâu mấy chị. Tại vì cái chất lượng của nó giá đó. Nhưng mà mấy chị thấy không, nó bị lẻ sai đó. Nó bị lẻ sai đó mấy chị. Đáng lý nó có thêm một màu nữa và đáng lý nó có thêm size 32 nữa. Nhưng mà hàng này nó không có cái màu đó và không có cái size đó. Cho nên là em mới gom được hàng sale nha. Nano vip không có chị ơi, không có size to gì đâu. Nó có chị 34-36 thôi chị à. Size 36 Mỹ Tuyền ơi, với chị em là nano vip kèm màu kèm size. Chị lên giùm em cái màu nha chị Mỹ Tuyền. Vip có mỏng không chị? Không em. Vip cái loại này nè, độ dày của nó chỉ có 3 phân thôi em. Nó không có dày nhiều đâu, có nhiều loại mút dày 8 phân, 9 phân lần em, có dày 10 phân lần. Nhưng mà dày này 3 phân, có nghĩa là độ dày nó vừa phải, không quá dày và không mỏng. Cho nên khi em mặc vô là nó cực kỳ, nó nâng ngực luôn. Và đặc biệt như mấy chị, do mình mua hàng chính hãng, cho nên khi mấy chị mặc vô á, là nó ôm trọn trái ngực mấy chị luôn. Nhưng mấy chị nha, không có bị là, đây, cho mấy bà coi. Vú tôi như cái trái nho, quên, như cái trái chanh luôn mà tôi mặc mấy bà coi này, có khe luôn á. Trời ơi, nó tròn cái ngực mà nó đẹp lắm mấy chị ơi, nó không có cái đẹp lắm. Thiệt sự luôn mấy chị coi này, đã không? Nó ôm tròn cái ngực của mình luôn. Cái phần thịt dư của mình bên ngoài này, nó ôm tròn cái ngực của mình luôn. Mấy chị coi này mà, em đang mặc cái nano rồi mấy chị, tại em cái màu này nó dễ mặc cho em lấy gần chục cái màu này luôn. Em đi em đem theo cái màu này nhiều lắm. Nhưng mấy chị nha, màu này là cực kỳ nhiều luôn á. Màu này với lại màu đỏ là mấy chị thay thấy em mặc nhiều nhất. Đó, em đang mặc nano, cái nano màu hồng đó mấy chị. Mặc lên là nó sẽ ôm trọn cái ngực cho mình nha. Nó nâng cái phần ngực của mình và đặc biệt không bao giờ bị chạy áo ngực nha. Đó là lý do vì sao mà cái giá nó cao. Mà bây giờ em gom thì mấy chị này 135 ngàn, mấy chị thấy rẻ không? Rẻ còn hơn hàng chợ Việt Nam mình luôn á. Nhưng mấy chị nha, bởi vậy cho nên là em mới cam kết mạnh miệng nha mấy chị như vậy ha. Có 135 ngàn, 135 ngàn thôi nha mấy chị nha. Chiếu vừa rồi là bán 155 ngàn, bây giờ còn có 135 ngàn. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy nano không có 42 đâu mấy chị ơi. Rồi, số điện thoại chốt hàng của số cho mấy em, chị cứ đút qua tin nhắn giùm em đi chị. Trời ơi, bữa nay hồi cả chục số điện thoại luôn, không nhớ nổi đâu chị. Một cái bảng size số rất là dài luôn. Nano không có 38 mấy chị. Ừ, không có em ơi. Em có, em mua áo bun đồng phục thì giá sao chị? Áo bun gì? Áo bun gì đồng phục em? Rồi nha mấy chị nha, áo bun đồng phục là sao? Không hiểu. Rồi nha mấy chị nha, số điện thoại shop em nhiều lắm mấy chị ơi. Mấy chị cứ sợ, không có sợ gì hết trơn á, cứ chốt đơn qua tin nhắn cho em. Cái thứ hai em nói với chị rồi, cái đơn hàng bên em lúc nào cũng giao kiểm tra hàng. Cái thứ hai là lúc nào nó cũng có quấn cái băng keo shop Thủy Lê chuyên hàng Thái Lan hết. Cái băng keo đó nó không thể làm giả được đâu mấy chị. Để ngày mai em kêu tụi nhỏ nó chụp cái hình, em đưa cái hình lên. Shop của em là ship hàng mấy chị bằng cái thùng như thế này và nó có tên shop Thủy Lê chuyên hàng Thái Lan. Nha mấy chị nha. À, nano size 36 màu nâu ok chị luôn. Nano vip màu nâu 34 ok chị luôn. Nano 135 ngàn à chị Lý ơi, 135 ngàn mà mấy chị coi nó đẹp nè, tem đen luôn nha, tem thị đen luôn nha mấy chị, tem thị đen luôn, nó có tới mấy màu lận mấy chị ơi, nó có tới mấy màu lận nha mấy chị nha, nó có tới mấy màu lận mấy chị, có 135 ngàn à. Nano vip không có 38, có 38 đội nên lên đầu luôn á chứ ơi.
Không có 38 chứ à, không có 38, nano VIP, không có mỏng đâu. Đã lắm mấy chị ơi, mặt sướng lắm, có 135.000 rỉ quá trời luôn. Nhưng mà chị không có nha Bảo Ngân ơi. Hai nano VIP size 36, màu nào chị Thúy Nguyễn ơi cho chọn màu của chị, ơn màu nào xúc màu đó giùm em nha. Chị Thúy Nguyễn ơi lên giùm em cái màu đi chị. Nó em cho chọn màu, em cho chọn màu như chị nha. Chị ơn màu nào lên cho em màu đó ha. Nè mấy chị, em có màu nâu nè, nano VIP màu nâu nè. Nano VIP màu hồng nè. Nano VIP màu màu gì? Màu gì? Màu đỏ nè, nano VIP màu da nè. 34 36 nha mấy chị nha, 135.000. Màu da ba cái đỏ hồng xanh. Trời ơi không có xanh, cái này là nâu người ơi. Mai vỏ là nâu nha. Hà ơi sửa cho chị là thành là đỏ hồng nâu nha em, nâu chứ không phải xanh nha mấy chị. Cái này nâu nha chứ không phải xanh đâu, nano không có xanh đâu mấy chị. Nano 34 hai cái màu da, ok chị Hà Cường. Mấy chị ơi đặt hàng như cho em xin số điện thoại nha mấy chị. Cho em xin số điện thoại nha mọi người ơi. Mai vỏ lên giùm em số điện thoại nha chị. Mai vỏ lên giùm em số điện thoại nha. Mai vỏ lên giùm em số điện thoại nha chị ơi. Mấy chị nào ơn nano VIP lên cho em chữ nano VIP nha mấy chị nha. Kèm màu kèm size giùm em. Rồi mấy chị hỏi em là coi lại dép mà A đây chị. Dép mà A nè. 199 bạch luôn mấy chị ơi. Nè. Nè mấy chị nha. Trời ơi nó bền dã man luôn. Đế cao 3 phân luôn nha mấy chị. Đế cao 3 phân luôn. Giá của nó mấy chị ơi. Giá của nó là tới 199 bạc luôn mấy chị. Ở Việt Nam mình bán tới 180.000 hoặc là 220 mấy chị. Em gom mấy chị ơi, coi em nè, đẹp lắm. Em gom mấy chị có 125.000. Dép mã A màu hồng 125.000, dép mã A màu hồng 125.000. Dép mã A màu hồng 125.000, 36 37 38 39 40 125.000. Dép mã A màu xám 35 36 37 38 xin lỗi không có 35. 36 37 38 39 125.000. Dép mã A màu đen 36 37 38 39 140 luôn 125.000. Dép mã A màu nâu 35 36 xin lỗi không có 35. 36 37 38 39 40 luôn 125.000 nha mấy chị nha. Không có giày cao gót chị ơi. À, chính xác nha chị Thủy Nguyễn ơi, chị lấy 36 đi chị. Thêm màu da hả? Chị My Tuyền Hà ơi, chị My Tuyền thêm cái màu da thêm bằng cái size hồi nãy luôn nha. Màu hồng cho chị Thủy Nguyễn luôn. Là sao chị Thủy Nguyễn là sao? Nano màu hồng hai cái cho chị Thủy Nguyễn luôn nha Hà. Nano màu hồng hai cái luôn, sửa comment ở nhà sửa luôn đi. Rồi nha mấy chị nha, ok chị My Tuyền này. Rồi nha mấy chị nào ân giúp mà A lên em ạ. Ô. Nè mấy chị ơi, thôi nha mấy chị ơi, người ta đóng cửa rồi, chị 10 rưỡi rồi. Bữa nay chắc người ta làm tới 11 rưỡi sao. Thôi mấy chị ơi, em đi về sớm. Có bữa nó làm sớm, có bữa nó nghỉ trễ. Nano VIP 36 màu hồng ba cái, ok chị Thúy Ánh nè. Mấy chị ơi đặt hàng nhớ cho em xin số điện thoại nha. Nha mấy chị. Bên em lúc này cũng cho kiểm tra hàng trước khi nhận nha mọi người. À ok chị Phạm Nhung. Mấy chị. Thùy Anh lên giùm, Thúy Anh lên em số điện thoại. Thúy Anh lên em số điện thoại. Dạ ok chị nè, Lê Văn Thùy nè. Ok Hà Cương nè. Quần lót nó tới 65kg thôi nha chị. Dạ ok chị Nguyễn Dung nè. Dạ ok chị Ngọc Phương nè. Thiệt sầu luôn mấy chị ơi. Rồi mấy chị, mã A màu xám size 36, màu hồng size 37. Dạ ok chị nè. Rồi nha mấy chị, giúp mà A nha mấy chị nha. Em đi rồi về cái mà. Em định ngày 4 em đi nữa chị. Ngày khuya 27 em gì à. Rồi em trả hết đơn là ngày 4 em đi nữa. Ngày 3, ngày 4 gì em đi nữa. Hay là ngày 5 á. Em đang chọn ngày, định ngày 3, ngày 4, ngày 5 gì em đi qua nữa mấy chị. Em ngưng mấy ngày rồi em có like mỹ phẩm á. Để nha mỹ phẩm ở nhà cho tụi nó chốt qua mấy chị ạ. Em gửi hàng vừa rồi. Mỹ phẩm nó chốt cho nên là mấy ngày nay em la áo nhiều mấy chị. Em la áo nhiều ha. Đỡ có mấy kia nha nè chút. Áo vú với lại quần lót là về trước cũng gần một nửa rồi mấy chị nha. Còn lại là cả tầm ngày 27 em đem về.
mấy chị nào mà chưa thấy nó chốt áo dúi nha, riêng áo dúi quần lót á, nếu như mà nó chị nào mà có cái mẫu đó cái size đó mà còn quên đến dìa hàng trước á, nó có thì nó chốt, mà còn không thì phải đợi em nha, phải đợi em lần khuya ngày 27 nó mới chốt được nha mấy chị. Áo khuya 27 ngày 28 mới nó mới chốt được nha mấy chị. Tối mai là khuya mai là em gì á. Không. Không có bra. Không có gì quên à. Bra như em không có bra. Rồi nha mấy chị nha, dép lên giùm em ạ. À. Thôi em xuống like nha mấy chị ơi. Em xuống like nha mọi người ơi. Màu nào chị, dép mà A hả, màu nào? Dép mã A màu đen có size 36, 37, 38, 39, 40, 125 ngàn, đế cao 3 phân nha, đẹp lắm mấy chị. Tôi nói thiệt mấy bà mang vài năm còn chưa thấy hư nữa. Trời ơi, chắc ơi là chắc luôn. Dép mã A màu hồng, 36, 37, 38, 39, 40, 125 ngàn. Mã A màu nâu, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 125 ngàn. Mã A màu xám, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 125 ngàn nha mấy chị. Rồi nha mấy chị nha, em có đặt kem bên tin nhắn. Chị nhớ coi lại gom rồi giao cho em một lần. Ok Hà Cương nha, ok em. Rồi nha mấy chị nha, chị nào ân lên giùm em ạ. Chị nào ân lên giùm em đó chị. Thôi mấy chị nào có lấy gì thêm nữa không? Em xuống like nha mọi người ơi. Em xuống like nha. Zip size 38, màu nào? 5 chiếc lá lên cái màu nè. Karin Nguyễn cũng không lên cái màu kèm cái size nè. À có cái size mà không có cái màu nè. Rồi ok chị nè, màu hồng Carrie Nguyễn màu hồng. Hà ơi sửa chị Carrie Nguyễn là dép mã A màu hồng size 36. Ủa mấy bà ghi kỹ tôi một xíu đi trời. Ghi kỹ rồi nó sẽ không có bị lộn nha mấy chị nha. Dép mã A màu nâu 34, ở lòng xin lỗi 36, 36, 37, 38, 39, 40 dùm em nha mấy chị nha. 36, 37, 38, 39, 40 dùm em. Rồi nha mấy chị nha, 36, 37, 38, 39, 40. Thôi em xuống like nha mấy chị ơi, em xuống like nha mấy chị. Mấy chị ơi em đi về nha mấy chị nha, người ta đóng cửa, người ta đóng cửa mấy chị ơi, người ta kêu đi về, đi về. Áo sao ok chị, rồi thôi mấy chị nha, giúp rồi thôi mấy chị ơi em xuống like nha mấy chị nha, người ta kêu đi về, người ta đóng cửa mấy chị, người ta đóng cửa, người ta đóng cửa hàng rồi, mượn mấy cái thùng của người ta, người ta đóng cửa rồi mấy chị ơi, người ta kêu là giờ đóng cửa để đi về rồi mấy chị. Người ta đóng cửa đi về mấy chị ơi. Thôi bye bye mấy chị nha, bye bye. Thông cảm giùm em nha. Thôi mấy chị ơi em về nha. Ông ơi em đóng cửa quên. Người ta đóng cửa. Do like áo vú mà qua mình like ký mấy chị, em sợ người ta nó giận. Rồi sau người ta không cho like nữa. Rồi thôi nha mấy chị nha, người ta đóng cửa. Thôi bye bye mấy chị nha, bye 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 bye.